đến lúc đó, chính là hắn tàn sát luân hồi thời khắc. Ô, Lý Tuyệt Vân thanh âm, rốt cục thì đưa tới vậy ma hóa nham thần chú ý. Ma hóa nham thần vậy như quỷ lửa vậy con mắt, hơi chớp động, ngắm nhìn Lý Tuyệt Vân, phát ra hàm hồ không rõ khàn khàn giọng, tràn đầy cô độc tịch mịch ý. Hắc ám luôn là cô độc, cực hạn hắc ám, chính là cực hạn cô độc. Lý Tuyệt Vân thấy vậy ma hóa nham thần con mắt, lại nghe đến hắn tiếng kêu, trong thoáng chốc thiên cơ thấy rõ, biết cái này con quái vật thân phận chân chính. À, lại là nham thần thiên tôn ma hóa ảo tưởng thân. Lý Tuyệt Vân giật mình không thôi, hắn vốn đang lấy là, chấn thủ phù sinh tuyệt mệnh, là phổ thông lợi hại một chút ma thần quái vật mà thôi, nào nghĩ tới lại là nham thần thiên tôn ma hóa ảo tưởng thân. Ma hóa nham thần đã bị Lý Tuyệt Vân kinh động, bỗng nhiên sách phù sinh tuyệt mệnh, lấy đầu thương một đầu, cuồng như vậy ám sát hướng Lý Tuyệt Vân. Rắc rắc sát, mặt đất nứt ra, vô số nham thổ linh khí, hội tụ ở trên mũi thương, mang cho người to lớn uy áp. Thánh tử chú ý, rất nhiều Di La cung các trưởng lão, thấy vậy ma hóa nham thần phát động tấn công, nhất thời kinh hô lên. Bọn họ muốn trợ chiến, nhưng hoàn toàn không dám. Bởi vì, ở ma hóa nham thần trên mình, có vô số quỷ bí sát khí vần quanh, tạm thời như muôn vàn rắn độc vậy vặn vẹo, tạm thời như máu sắc nhãn cầu vậy nổ, người bình thường đừng nói cùng chiến đấu, chỉ là xem liếc mắt nhìn, thì có tinh thần tan vỡ, trực tiếp nổi điên nguy hiểm. Nếu là nham thần thiên tôn ảo tưởng thân, vậy bản thánh tử cũng phải nhận thật điểm đối phó. Bất kể như thế nào, vật kia tuyệt đối là thuộc về ta. Lý Tuyệt Vân ánh mắt đông lại một cái, thấy vậy ma hóa nham thần cầm thương giết đến, chút nào không hoảng hốt, hai tay ở ngay tức thì kết ấn ngàn đạo, vô số thời gian pháp tắc dòng nước chảy ra. Ông ông ông, một tòa thật to đồng hồ cát chảy đồ đằng, ở trong hư không hiện lên. Tòa kia đồng hồ cát chảy. Dịch thấu trong suốt, hiển hiện ra vô cùng tinh khiết hơi thở, bên trong cát, cũng không phải nhỏ xuống dưới rơi, mà là quỷ dị ngược lại, nghịch sông về lên cao dọn ra, thời gian pháp tắc tựa như hoàn toàn điên đảo. Làm cái này đồng hồ cát chảy đồ đằng xuất hiện, một cái to lớn thời gian trận pháp, cũng là lấy Lý Tuyệt Vân là hạch tâm, ngay tức thì tách thả ra ra. Ở nơi này thời gian trận pháp bao phủ hạ, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp vậy ma hóa nham thần. Lại có thể dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ liền một hồi, lại đi sau từng bước một thối lui. Ma hóa nham thần lộ ra khiếp sợ diễn cảm, không dám tin tưởng. Cổ họng hắn phát ra gào thét, cầm phù sinh tuyệt mệnh, không ngừng muốn đi công kích Lý Tuyệt Vân. Nhưng vào lúc đó gian trận pháp bao phủ hạ, hắn nhưng dậm chân tại chỗ, thậm chí lui về phía sau. Thánh tử uy vũ, thật là lợi hại trụ quang thần thông. Thánh tử lợi dụng thời gian pháp tắc, để cho cái này đầu trên người quái vật thời gian, không ngừng lại đưa, làm hắn dậm chân tại chỗ, không cách nào tấn công, thật là hay lắm. Nếu là luân hồi chi chủ dám ra đây, chỉ sợ cũng phải bị thánh tử trêu đùa, ha ha. Chung quanh Di La cùng các trưởng lão, thấy ma hóa nham thần dậm chân tại chỗ một màn, đều là rung động khen ngợi, tán tụng Lý Tuyệt Vân thần thông mạnh mẽ. Lý Tuyệt Vân thi triển thần thông, xuất xứ từ hắn trụ quang huyết mạch. Mang theo vô cùng huyền diệu thời gian pháp tắc hiệu quả. Hắn bày ra thời gian trận pháp, có thể lại đưa trên người địch nhân thời gian, làm hắn tất cả thủ đoạn công kích, đều ở đây nửa đường phế chỉ, trở lại nguyên điểm, hết thảy đều bị lại đưa. Diệp thần che giấu ở trong bóng tối xem cuộc chiến, thấy quỷ bí như vậy cường đại ma hóa nham thần, lại có thể vừa đối mặt, liền bị Lý Tuyệt Vân nơi trêu đùa, trong lòng cũng là kinh hãi. Cái này Lý Tuyệt Vân, thời gian pháp tắc thần thông. Quả nhiên là lợi hại. Như vậy lại đưa thời gian thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể thi triển ra. Lại đưa thời gian, đây là xuất thần nhập hóa thủ đoạn, có thể nói thần chỉ. Lý Tuyệt Vân có thể lấy vô lượng cảnh tầng thứ ba thân, nghịch phạt tiên đế, chính là bởi vì hắn các loại thời gian pháp tắc thần thông, trụ quang bí pháp, vô cùng huyền diệu mạnh mẽ. Diệp thần phỏng đoán, coi như là mình, đối mặt Lý Tuyệt Vân thời gian dị thuật. Chỉ sợ cũng sẽ đặc biệt khó giải quyết. Hống. Ma hóa nham thần bị trêu đùa, tất cả thủ đoạn công kích, cũng bởi vì thời gian lại đưa duyên cớ, toàn bộ nửa đường phế chỉ, lại phải lần nữa xúc lực làm lại. Như vậy 5 lần 7 lượt, ma hóa nham thần vậy bị sát khí ăn mòn, đã mất đi trí khôn óc, rốt cuộc cũng là cảm thấy không đúng. Ngươi, không nói võ đức. Ma hóa nham thần trong cổ họng, khó khăn phát ra một câu tiếng người.
Oanh! Rồi sau đó, ma hóa nham thần ngẩng đầu lên, một tiếng thét dài, đôi mắt đổi được thâm thúy, các loại quỷ tà khí tức tan đi, trong con ngươi hiển hiện ra nhật nguyệt lưu chuyển, ngân hà vẫn diệt khí tượng, đó là nham thần thiên tôn thần cách khí tượng. Hắn là nham thần thiên tôn một chút còn sót lại ý chí biến thành, giờ phút này rốt cục thì hiện ra nham thần uy năng, đôi mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, phù văn xen lẫn, chi chít, xuyên qua bốn phía. Suy rồi. Lý Tuyệt Vân bày ra thời gian trận pháp, ngay tức thì liền bị phá ra, hoàn toàn không đỡ được ma hóa nham thần uy năng. Rắc rắc sát. Hạ một sát, ma hóa nham thần giơ tay lên, trong tay mặt đất nham thổ khí tức hội tụ, long khí nổ lên, ngưng tụ ra một cái nham súng, chính là long đấu chi thương. Phá. Ma hóa nham thần mang thương phá giết ra, uy thế hung hãn, như thần chí cao chỉ hàng giận, nghịch loạn thiên địa quy luật, vạn nặng kim đào nổ tung, càn quét bốn phương. Thấy ma hóa nham thần rốt cuộc hiển uy, quanh mình Di La cung các trưởng lão, nhất thời kinh hoàng, rối rít lui về phía sau. Lý Tuyệt Vân lại không có lui, thần sắc như cũ bình tĩnh, thậm chí lộ ra một vẻ cười nhạt. Tử thần nói, ác mộng thiên lưu chém. Lý Tuyệt Vân sử dụng một kiếm, lại có thể thi triển ra tử thần đạo pháp, vô tận hắc ám ma khí hội tụ, như ác mộng vậy mãnh liệt, kiếm khí như thác vải thiên lưu, phá toái hư không, mang chư thần ngâm sướng, đánh giết xuống. Một chiêu này ác mộng thiên lưu chém, là hết sức là cường hãn tử thần đạo pháp, Lý Tuyệt Vân xuất thân Di La cung lại thờ phượng tử thần, cho nên hắn vậy nắm giữ cửa này sát chiêu. Diệp thần thấy một màn này, có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lý Tuyệt Vân, lại muốn cùng ma hóa nham thần cứng đối cứng. Lý Tuyệt Vân ác mộng ma kiếm, hung hăng cùng ma hóa nham thần long đấu chi thương giao kích, hừng hực ánh sáng nổ tung, thần phù bể tan tành. Phốc xích, phốc xích, hai người đều là lui về phía sau, máu tươi ói như điên, lưỡng bại câu thương. Ma hóa nham thần bị vô tận kiếm khí chém, giống như là rơi vào ác mộng bên trong, trên mình các loại quỷ tà khí tức sôi trào, cổ họng hắn bên trong phát ra à à à kêu thảm thiết, giống như rơi vào vực sâu, thần sắc cực đoan thống khổ. Lý Tuyệt Vân một chiêu này ác mộng thiên lưu chém, không chỉ là kiếm khí sát phạt đơn giản như vậy, còn mang có tử thần uy nghiêm. Cái này một đầu ma hóa nham thần, chỉ là nham thần thiên tôn một chút không đáng kể còn sót lại ý chí biến thành, tự nhiên không ngăn được tử thần cơn ác mộng đánh vào, tại chỗ trọng thương. Lý Tuyệt Vân cũng là trọng thương, cả người xương cốt bể tan tành, nhưng một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp hắn trên mình, thời gian pháp tắc lưu chuyển, trụ quang thái hư khí tượng hiển hóa, có đồng hồ cát chảy bóng mặt trời, trời trăng sao cảnh tượng lững lờ. Trụ quang thần quyết, thời gian nghịch chuyển, cho ta khôi phục. Lý Tuyệt Vân bóp một cái thủ quyết, thân thể thời gian chạy ngược, từ trọng thương trạng thái, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, tất cả thương thế đều là hết bệnh. Thánh tử uy vũ, quanh mình trưởng lão rung động tán tụng, màng bái Lý Tuyệt Vân thần thông cường hãn. Lúc đầu, Lý Tuyệt Vân dám can đảm cùng ma hóa nham thần cứng đối cứng, chính là bởi vì dựa vào tự thân huyết mạch lợi hại, coi như bị trọng thương, cũng có thể để cho thời gian chảy ngược, trở lại còn không bị thương trước trạng thái. Diệp thần thấy vậy, gương mặt nhất thời biến sắc, vô cùng ngưng trọng. Tên này, huyết mạch uy năng lại có thể như vậy lợi hại. Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch, không hổ là chư thiên hạng trước 10 mạnh mẽ huyết mạch. Các loại thần thông ảo diệu biến hóa, làm người ta rung động. Không chỉ là trọng thương khôi phục như thế đơn giản, thậm chí liền chết trạng thái, đều có thể nghịch chuyển. Diệp thần cảm giác được, coi như tự giết chết Lý Tuyệt Vân, đối phương đều có thể dựa vào trụ quang huyết mạch, nghịch chuyển thời gian, trở lại còn không thân trước khi chết trạng thái, lần nữa sống lại. Nói cách khác, muốn hoàn toàn giết chết Lý Tuyệt Vân mà nói, cực kỳ khó khăn, trước hết đem huyết mạch hắn hoàn toàn chặt đứt. Nếu không, trên người hắn thời gian không ngừng chảy ngược, chết bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Ma hóa nham thần thấy Lý Tuyệt Vân khôi phục, cũng là sợ ngây người, ngạc nhiên xuất thần. Vạn cổ năm tháng, thong thả trời, cuộc bể dâu, trụ quang mục nát. Lý Tuyệt Vân phát ra thật lớn ngâm sướng, hai tay huy động, sáng chói thời gian như sóng biển dâng dâng trào, tạo thành một cái trụ quang đại thế giới, chấn áp xuống đi. Cái này trụ quang đại thế giới bao phủ ở ma hóa nham thần trên mình. Thoáng chốc tới giữa, ma hóa nham thần trên mình thời gian, bị quỷ dị gia tốc, lập tức trồng vạn cổ năm tháng, vô số kỷ nguyên. Vạn cổ năm tháng mài mòn cùng ăn mòn, đủ để cho biển cả hóa thành tang điền,
để cho nham thạch biến thành bụi đất. Ma hóa nham thần dưới trọng thương, hoàn toàn không ngăn được Lý Tuyệt Vân 5 tháng ăn mòn thủ đoạn. Hắn cả người rắc rắc sát vang dội, ở Lý Tuyệt Vân 5 tháng ăn mòn, thân thể nhanh chóng rạn nứt, tan vỡ, già yếu, cuối cùng hóa thành một đống đá vụn cùng bụi bặm, lúc này vẫn diệt chết đi. Vậy cầm phù sinh tuyệt mệnh, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Từ Lý Tuyệt Vân ra tay, đến ma hóa nham thần chết đi, hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Lý Tuyệt Vân cũng không có hao phí nhiều ít khí lực, liền tiêu diệt ma hóa nham thần, nơi biểu dương ra thời gian thủ đoạn thần thông, đơn giản là thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Thật ra thì bàn về sức chiến đấu, Lý Tuyệt Vân cũng không thể đè qua ma hóa nham thần, coi như đỉnh cấp bùng nổ, hắn tối đa cũng chỉ có thể cùng ma hóa nham thần lưỡng bại câu thương. Nhưng, hắn trụ quang huyết mạch, chân thực cường hãn, biến hóa quá mức ảo diệu. Hắn trọng thương sau đó, có thể để cho thời gian chảy ngược, trở lại không bị thương trước hình dáng. Hắn có thể lợi dụng trụ quang thần thông, tăng tốc độ ma hóa nham thần trên mình thời gian, để cho hắn già yếu mục nát mà chết. Mượn trụ quang huyết mạch, Lý Tuyệt Vân có thể nói là dễ dàng, liền đem vậy ma hóa nham thần tiêu diệt. Diệp Thần toàn bộ hành trình mắt thấy, cảm giác sâu sắc Lý Tuyệt Vân huyết mạch thần thông mạnh mẽ. Ha ha, Diệp Thần, ngươi lại không cút ra đây, binh khí này nhưng chính là của ta. Lý Tuyệt Vân cười lạnh, tiêu diệt ma hóa nham thần, hắn từ lòng tin 10 phần. Bàn tay hắn cách không một chảo, thì phải đem phù sinh tuyệt mệnh nắm tới. Dừng tay. Diệp Thần thấy vậy, tự nhiên không thể lại che giấu đi xuống, lập tức hiện thân đi ra, luân hồi thiên kiếm sử dụng, một đạo kiếm quang màu vàng như muốn chảm thiên, hướng Lý Tuyệt Vân chém đi giết. Diệp Thần một kiếm này, mặt trên có chứa cực mạnh luân hồi uy áp, đối Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch, nhất định có hiệu quả áp chế. Nếu như Lý Tuyệt Vân trúng kiếm, hắn coi như có trụ quang huyết mạch, cũng không khả năng xem mới vừa rồi đối mặt ma hóa nham thần như vậy, như thế ung dung liền khôi phục thương thế. Thằng nhóc ngươi, rốt cuộc đi ra. Lý Tuyệt Vân gặp Diệp Thần rốt cuộc hiện thân, cười lạnh một tiếng, khua kiếm tướng cách, đang đích một tiếng, ngăn trở Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, phù sinh tuyệt mệnh lại rớt xuống đất. Diệp Thần ánh mắt liếc một cái lúc đó, biết muốn cướp lấy phù sinh tuyệt mệnh mà nói, trước hết đánh bại Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân trong lòng cũng là không sai biệt lắm tâm tư, cũng không vội trước cướp đoạt, chỉ muốn giết Diệp Thần. Diệp Thần đứng yên bước chân, cùng Lý Tuyệt Vân giằng co, mơ hồ cảm thấy áp lực. Hắn nội thương còn không hết bệnh, hôm nay là trước đem thương thế bên trong cơ thể, áp chế xuống, cưỡng ép xuất chiến. Lý Tuyệt Vân cảm thấy được Diệp Thần trạng thái không ổn, cười một tiếng nói có phải hay không để cho ngươi thất vọng. Vậy ma hóa nham thần, cũng không có thể hao phí ta nhiều ít khí lực, mà ngươi nhưng bị thương, làm sao cùng ta đánh. Trong lúc nói chuyện, Lý Tuyệt Vân vung tay lên, chung quanh mười mấy Di La cung trưởng lão, toàn bộ vây lại, mơ hồ tạo thành trận pháp, đem Diệp Thần vây ở trung tâm. Ta nếu dám hiện thân, đó chính là muốn cùng ngươi quyết sanh tử một cái. Ta đây muốn xem, là ngươi trụ quang huyết mạch lợi hại, vẫn là ta luân hồi huyết mạch cường hãn. Diệp Thần nhếch môi, lộ ra một cái như dã thú dữ tợn diễn cảm, luân hồi huyết mạch vận chuyển, đầu tiên là mở thiên lôi thần mạch, từng cái sấm sét như rồng như rắn, mang sáng chói thần mang, từ trong cơ thể hắn bạo tránh ra. Diệp Thần một mực không muốn bại lộ, liền thì không muốn cùng Lý Tuyệt Vân quyết chiến, bởi vì hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng hiện tại, hắn nếu đã hiện thân đi ra, đó cũng không có cái gì tốt nói nhảm, quyết tử chiến một trận cũng được. Cảm nhận được Diệp Thần vậy bén chiến ý, Lý Tuyệt Vân nụ cười trên mặt, cũng có điểm cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch huy năng nở rộ thời điểm, hắn trụ quang huyết mạch, một hồi héo rút, lại có thể được áp chế ảnh hưởng. Vũ cực thiên hạ, thốn kình khai thiên. Diệp Thần dẫn đầu xuất thủ, không có chút nào xinh đẹp, liền là thuần túy một quyền. Phá không đụng ra. Một quyền này, là võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất, phía trên lóng lánh sáng chói vũ cực đạo thư phù văn. Diệp Thần mượn vũ cực đạo thư, còn có luân hồi huyết mạch lực lượng, vô cùng hung mãnh vung ra một quyền này, rời núi lấp biển, quyền thế như băng thiên diệt, đánh giết hướng Lý Tuyệt Vân. Hắn biết, Lý Tuyệt Vân có trụ quang huyết mạch, sau khi bị thương có thể để cho thời gian chảy ngược, khôi phục nguyên trạng. Cho nên, hắn ở trên nắm tay mặt, quán chú luân hồi huyết mạch huy năng, đủ để thoáng áp chế Lý Tuyệt Vân huyết mạch, làm hắn bị thương cũng không khả năng ngay tức thì khôi phục.
Đáng chết! Lý Tuyệt Vân cảm nhận được Diệp Thần một quyền hung mãnh, nên cũng không dám cứng rắn đụng. Diệp Thần chân thực sức chiến đấu, đã đủ để sánh bằng tiên đế, cực kỳ khủng bố cường hãn, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Nếu như cứng đối cứng, Lý Tuyệt Vân là tuyệt đối đụng bất quá, vừa đụng sẽ bị nghiền nát. Trụ quang thông thiên, thời gian phế tích, cho ta ngăn trở. Mắt gặp Diệp Thần quyền thế hung mãnh, Lý Tuyệt Vân lui về phía sau hai bước, liền liền nặn quyết, trụ quang huyết mạch vận chuyển tới trình độ cao nhất, một cái hư không vũ trụ lớn bao phủ bốn phương, vô số thời gian pháp tắc như kim quang thác nước vậy chảy xuôi. Rồi sau đó, cái này phiến vũ trụ lớn bên trong, vô tận năm tháng, vô tận thời gian, toàn bộ hóa thành phế tích, một phiến cổ xưa phế tích tàn đất, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đó là thời gian phế tích, là chết đi năm tháng. Diệp Thần quả đấm, đụng vào cái này phiến thời gian phế tích bên trong, nhất thời thật giống như bị một cổ vô cùng sình sệt nguyên mật đồ ngăn trở, hung mãnh quyền thế đổi được nhu hòa, liền thân thể cũng tốt xem bị định cách, không cách nào lại tiến về trước nửa bước. Diệp Thần biết, mình là đụng vào thời gian trong phế tích đi, trên mình thời gian phải bị dừng lại, ngang hàng bị định thân. Giết hắn! Lý Tuyệt Vân quát to một tiếng, lúc này Diệp Thần đụng vào hắn thời gian phế tích, thân thể cứng còng, chính là hắn phản kích lớn thời cơ tốt. Theo Lý Tuyệt Vân chợt quát tiếng rơi xuống, chung quanh Di La Cung các trưởng lão, lập tức đao kiếm pháp bảo đều xuất hiện, vô lượng khí kinh thiên, thần mang như sóng chiều dâng trào, đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần muốn hoạt động thân hình, nhưng thân thể rơi vào thời gian phế tích bên trong, cả người khó mà nhúc nhích. Hơn nữa hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng có chút không áp chế được, không ngừng sôi trào, biến dạng tạng phủ gân cốt, khá là đau khổ. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần tình cảnh hung hiểm, lâm nguy không loạn, trước sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia. Vù vù. Thiên Quân Phong Thần Bia thần mang sáng chói, trắng xóa ngày trời lóng lánh, bảo vệ Diệp Thần, đem chung quanh Di La Cung các trưởng lão công kích, toàn bộ ngăn trở. Luân hồi thiên kiếm, nghiền thời gian, phá cho ta. Diệp Thần ổn định trận cước, hạ một sát, chính là không để ý tiêu hao, cháy luân hồi huyết mạch, cả người tinh máu sôi trào, bơm vào nhập luân hồi thiên kiếm bên trong. Luân hồi thiên kiếm ánh sáng dâng trào, kiếm khí nổ tung, đem thời gian phế tích nghiền, chung quanh nơi có thời gian trụ quang áp chế, vậy toàn bộ bị phá hết. Diệp Thần thân thể khôi phục tự do, tay trái quả đấm thốn kình nổ, tiếp tục đánh giết hướng Lý Tuyệt Vân. Lúc này Diệp Thần, luân hồi huyết mạch cháy, thần uy 10 phần hung hãn. Dĩ nhiên, hắn tự thân tiêu hao, cũng là 10 phần to lớn. Hắn biết, muốn đánh bại Lý Tuyệt Vân mà nói, phải bỏ ra điểm giá phải trả, cho nên cũng không để bụng. Lý Tuyệt Vân mới vừa lợi dụng thời gian phế tích, kéo lại Diệp Thần, lúc này cũng là khí định thần nhàn. Lâng lâng né tránh. Có hai cái Di La Cung trưởng lão, tới đây bảo vệ hắn, sử dụng pháp bảo, muốn ngăn trở Diệp Thần quả đấm. Phịch, Diệp Thần quyền thế hung mãnh, chỉ nhất kích, liền đem vậy hai trưởng lão, liền người mang pháp bảo, trực tiếp nổ, đầy trời máu thịt tung tóe. Đám người thấy một màn này, đều là vô cùng kinh hãi. Diệp Thần tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5, nhưng bộc phát ra uy thế, thật là giống như tiên đế. Uy năng mênh mông, lực lượng kinh thiên, chấn thiên động địa. Cho ta ngăn lại hắn, tranh thủ thời gian, bản thánh tử muốn thi triển sát chiêu. Lý Tuyệt Vân trong mắt lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc, thật sâu cảm thấy Diệp Thần lợi hại, muốn chiến thắng nói, nhất định phải vận dụng cứu cực sát chiêu. Hắn lui về phía sau một khoảng cách, trụ quang huyết mạch bốc cháy, một tòa huy hoàng thời gian đất nước, thật lớn khí tượng, từ đỉnh đầu hắn trên chậm rãi nổi lên. Đó là một tòa hiện đầy 5 tháng phép tắc thời gian thiên đường, ở nơi này phiến thiên đường bên trong, mỗi cái người cũng có thể hoàn mỹ nắm trong tay mình thời gian, có thể xuất hiện ở sinh đến già yếu tới giữa, tùy ý cắt chuyển hình thái, kiến thức hồng trần bể dâu. Vô số thời gian tín đồ, phát ra ngâm sướng, tán tụng Lý Tuyệt Vân vĩ đại, tôn phụng Lý Tuyệt Vân là thời gian chủ, trụ quang thần. Đó là trụ quang huyết mạch bản thân ẩn chứa thở mạnh voi, có thể sáng tạo thời gian thiên đường. Tạo hóa ra một phiến 5 tháng đất nước, siêu nhiên trần thế ra. Lý Tuyệt Vân đôi mắt khép hờ, trong miệng ngâm sướng ra cổ xưa tối tăm chú nói, các loại thời gian đại lộ linh khí thêm thân, tựa hồ có cái gì kinh thiên đáng sợ sát chiêu, đang nổi lên. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, biết nếu như bị Lý Tuyệt Vân thi triển ra tuyệt chiêu, vậy hắn tình cảnh liền nguy hiểm.
Long đằng mệnh tinh, long đấu chi thương, phá cho ta. Diệp thần bỗng nhiên mở long đằng mệnh tinh, sáng chói thần quang nổ tung, thái cổ huyết long bay lên, sáng rực như trời, quanh mình nham thổ khí tức mãnh liệt, lại đang sau lưng hắn, ngưng tụ ra một cán cổ xưa chiến thương, chính là long đấu chi thương. Long đấu chi thương, là nham thần đạo pháp trình độ cao nhất. Chỗ này, chính là lòng đất bên trong, nham thần thiên tôn còn sót lại ý chí nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này, diệp thần long đấu chi thương, uy lực có thể thật to tăng lên. Hơn nữa, hắn long đằng mệnh tinh mở, long đấu chi thương phía trên, che lấp từng tầng một luân hồi phù văn, như sao sông vậy lưu chuyển, cực kỳ nguy nga. Suy rồi, long đấu chi thương nghiền bạo hư không, mang khủng bố ác liệt mũi nhọn, sâu giết hướng Lý Tuyệt Vân. Bảo vệ thánh tử, chung quanh Di La Cung các trưởng lão, cảm giác sâu sắc diệp thần lợi hại, nhưng đương thời giây phút, vậy tuyệt không thể lùi bước, cho dù chết, vậy phải ngăn trở diệp thần, là Lý Tuyệt Vân tranh thủ làm phép thời gian. Bọn họ cho dù chết, Lý Tuyệt Vân tương lai chứng đạo không không, chấp trưởng đỉnh cấp thời gian pháp tắc, cũng có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, đem bọn họ sống lại. Nhưng nếu như, Lý Tuyệt Vân chết, vậy thì hoàn toàn xong đời. Tất cả trưởng lão khí huyết cháy, sinh mệnh lực điên cuồng tiêu hao, cũng ôm trước phải chết quyết tâm, phải bảo vệ Lý Tuyệt Vân. Bọn họ vô lượng linh khí hội tụ vào một chỗ, lại hình thành trăm ngàn nặng tinh bích vậy bình phong che chở, muốn ngăn cản Diệp Thần Long đấu chi thương. Rắc rắc sát, Diệp Thần Long đằng mệnh tinh mở dưới, Long đấu chi thương thế như trẻ tre, đem vậy từng tầng một bình phong che chở, toàn bộ nghiền nát. Tất cả trưởng lão kinh hoàng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, hung mãnh như vậy, đơn giản là thiên thần vậy tồn tại. Bất đắc dĩ, tại chỗ tất cả Di La Cung các trưởng lão, chỉ có thể dùng mình thân xác, cưỡng ép đi ngăn cản Diệp Thần Long đấu chi thương. Phốc xích, một cái trưởng lão đứng ra, thân thể bị Long đấu chi thương xuyên qua, máu tươi văng tung tóe. Rồi sau đó, là cái thứ hai trưởng lão, cái thứ ba, cái thứ tư. Tại chỗ mười mấy trưởng lão, từng cái tiếp theo, liều chết ngăn cản Diệp Thần. Một màn này cực kỳ thảm thiết, máu tanh bi hùng. Diệp Thần Long đấu chi thương, mũi nhọn giết hại cực kỳ ác liệt, người nào dám ra đây ngăn cản, ai sẽ bị xuyên qua giết chết. Khoảnh khắc tới giữa, mười mấy Di La Cung trưởng lão, toàn bộ chết hết sức. Mà bọn họ liều mạng tánh mạng, vậy rốt cuộc để cho Diệp Thần Long đấu chi thương, uy năng toàn bộ tiêu giảm. Ho. Diệp Thần ho khan một tí, gương mặt một hồi trắng bệch. Hắn là áp chế thương thế trong cơ thể, cưỡng ép xuất chiến, hôm nay có chút để không chịu nổi. Hắn lại không nghĩ rằng, những cái kia Di La Cung trưởng lão, như vậy tàn bạo, lại có thể liều mạng toàn bộ hy sinh, cũng phải là Lý Tuyệt Vân tranh thủ thời gian. Chỉ gặp thời khắc này Lý Tuyệt Vân, rốt cuộc ngâm sướng xong, mênh mông sáng chói thời gian thần mang, hóa thành một vòng luân tinh thần nhật nguyệt, ở trên trời lững lờ. Cực kỳ nguy nga. Diệp thần, người dám giết ta Di La Cung nhiều người như vậy, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Tử thần các hạ, đáp lại ta đi, ban cho ta hắc ám cùng chết lực lượng. Lý Tuyệt Vân hai cánh tay dương ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thời gian nghịch chuyển, hư không nứt ra, vô cùng hắc ám khí tức gào thét ra, mang theo thiên đế chủ thần uy áp. Một đạo đen nhánh, khủng bố, quỷ bí vần quanh, vô cùng thâm trầm hư ảnh, từ trong hư không nổi lên, tay nhấc một cái nhúng đầy máu tươi to lớn lưỡi liềm. Lại là truyền thuyết bên trong, tử thần Hải Vương Ma Tôn hư ảnh. Giờ khắc này, Lý Tuyệt Vân lại có thể triệu hoán tử thần đi ra, cùng mình dung hợp. Vậy tử thần hư ảnh, dần dần dung nhập vào Lý Tuyệt Vân trong thân thể, quần áo hắn biến thành một bộ áo bào đen, trong tay nổi lên một chuôi to lớn lưỡi liềm. Trong mắt tràn đầy chết ý định giết người, giống như muốn xẻ thịt thế gian vạn vật sinh linh. Triệu hoán tử thần, vậy tử thần tín đồ, nếu như chuẩn bị đầy đủ tế phẩm, cũng có thể làm được. Nhưng bởi vì tử thần Hải Vương Ma Tôn, bị phong ấn ở Thiên Ma Tinh Hải dưới, cho nên coi như được triệu hoán đi ra, uy năng cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng giờ khắc này, Lý Tuyệt Vân nơi cho gọi ra tử thần, uy năng nhưng là cực kỳ hung hãn, và hắn dung hợp sau đó. Hắn tu vi hơi thở bão táp tiến mạnh, cả người xương cốt rắc rắc vang dội, lại là lập tức tăng vọt đến vô lượng cảnh hậu kỳ, đơn giản là khủng bố. Không tốt. Diệp thần con người co rúc lại, cảm thụ Lý Tuyệt Vân kinh khủng hơi thở, nhất thời cảm thấy động trời nguy cơ. Lúc đầu,
Lý Tuyệt Vân mới vừa cháy trụ quang huyết mạch, là muốn nghịch chuyển thời gian, triệu hoán nhất trạng thái đỉnh phong xuống tử thần. Hôm nay tử thần, bị phong ấn ở thiên ma tinh hải, coi như triệu hoán kỳ ý chí hạ xuống, cũng sẽ không có quá uy lực lớn, không cách nào đối kháng diệp thần. Dẫu sao nơi này là thế giới hiện thật, thần linh ý chí hạ xuống sau đó, uy năng sẽ phải chịu cực lớn cắt giảm. Nhưng là, Lý Tuyệt Vân nhưng nghịch chuyển thời gian, hắn nơi cho đòi kêu tử thần, cũng không phải là bây giờ tử thần, mà là đi qua tử thần, là nhất trạng thái đỉnh phong hạ, còn không bị phong ấn tử thần ý chí. Thằng nhóc, ta biết ngươi là luân hồi chi chủ, rất là lợi hại. Nhưng, ngươi lợi hại hơn nữa, có thể so sánh thiên đế chủ thần lợi hại. Ta triệu hoán thiên đế chủ thần thêm thân, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Lý Tuyệt Vân lộ ra một cái dữ tợn diễn cảm, dung hợp tử thần ý chí hắn, hôm nay tựa như chính là hắc ám cùng chết nắm giữ, tay nhấc to lớn màu máu lưỡi liềm, phá không huy động, lấy một cái tự nhiên lại quỷ bí tư thái, chém chết hướng diệp thần thân thể. Diệp thần nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy Lý Tuyệt Vân hơi thở khủng bố, đúng như tử thần vậy. Nhưng, ở ngắn ngủi chấn động sau đó, diệp thần phúc tới tâm linh, cũng là dò ngó thấy phương pháp phá cuộc. Ngươi là tử thần thì như thế nào? Cái gọi là tử thần, bất quá là từ nham thần thiên tôn trên mình, bóc ra thần cách. Ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, nham thần thiên tôn lợi hại. Kim Trương thần ấn, cho ta trấn áp. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên sử dụng một tôn ấn tỷ. Vậy tôn ấn tỷ, Kim Trương phù văn lóe lên, nham thần đế quang nổ tung, một nổi lên, thì có chư thiên trời trăng sao vần quanh, vạn nặng kim đào dâng trào, hiển hiện ra vô cùng nguy nga khí tượng. Đó chính là Kim Trương thần ấn, ngày xưa nham thần thiên tôn pháp bảo. Cái này Kim Trương thần ấn, chính là nham thần tổ khí, trải qua vạn cổ năm tháng mà không mục nát, đến ngày hôm nay còn toát ra vô cùng sáng chói ánh sáng rực rỡ. Đối diệp thần mà nói, cái này Kim Trương thần ấn, cũng là một tấm to lớn lá bài tẩy, uy lực 10 phần cường hãn. Hắn một cho gọi ra Kim Trương thần ấn, liền cảm thấy tự thân linh khí, cấp tốc bị tiêu hao, kinh mạch biến dạng vậy đau đớn, xương cốt rắc rắc sát vang dội, thật giống như nổ tung. Nhưng, diệp thần cắn răng nhịn được, cũng không lo trạng thái thân thể, thúc giục Kim Trương thần ấn, hung hăng hướng Lý Tuyệt Vân trấn áp xuống đi. Cái gì, người thằng nhóc này, lại còn có nham thần tổ khí? Lý Tuyệt Vân thấy vậy, nhất thời vô cùng kinh hãi. Nham thần tổ khí, nhưng mà có thể khắc chế tử thần tồn tại. Dẫu sao, ở lúc ban đầu thời điểm, tử thần chẳng qua là nham thần thiên tôn dưới quyền. Đang, Lý Tuyệt Vân huy động màu máu lưỡi liềm, chém ở diệp thần Kim Trương thần ấn phía trên. Hai người giao kích, bung ra to lớn tiếng vang. Hắc ám cùng chết sát khí, còn có nham thần Kim Trương đế quang, hung mãnh lóng lánh biến dạng, phóng lên cao, chấn động thiên địa bốn phía. Diệp thần và Lý Tuyệt Vân đều là cảm thấy tay trưởng chấn động, khí huyết sôi trào. Nhưng, hai người cũng không có lùi bước, không sợ chết vậy ra tay, điên cuồng công kích đối phương. Kịch liệt chiến đấu khí tượng, làm được cái này mảnh đất cung bị san bằng, hóa thành phế tích. Thậm chí, hai người động trời chiến khí, lại là chọc thủng thế giới lòng đất, đem đất đồng hồ cùng mặt đất xuyên qua, vô tận chiến đấu tia máu xông lên bầu trời, cực kỳ nguy nga. Bề mặt trái đất bên trên, vừa vặn chính là Di La cung phân bộ đại điện. Di La cung phân cán bộ các đệ tử, mắt thấy Diệp Thần cùng Lý Tuyệt Vân kinh thiên tỷ thí, đều là sợ hãi không dứt. Trụ quang đại thế giới, cho ta trấn áp. Lý Tuyệt Vân gặp Diệp Thần Kim Trương thần ấn, uy năng như vậy khủng bố, cũng không lo tự thân tiêu hao, điên cuồng cháy huyết mạch. Một tòa khoáng đạt thời gian thiên đường, từ Lý Tuyệt Vân trên đỉnh đầu nổi lên. Ngày trước quốc trì bên trong, các loại thời gian pháp tắc xen lẫn, như thiên la địa võng, nhưng mỗi một cái thời gian pháp tắc, đều là đen sẫm màu sắc, hỗn hợp tử thần sát khí, cực kỳ khủng bố. Lý Tuyệt Vân lần nữa huy động màu máu lưỡi liềm, vô cùng ác liệt chém chết hướng diệp thần, trên đỉnh đầu trụ ban ngày nước, cũng là gào thét chân áp xuống. Kim Trương đế kiếm, phá. Diệp thần vẫn là thúc giục Kim Trương thần ấn, ấn tỷ tách thả ra ngàn vạn nặng sáng chói kim quang, nghịch thiên vọt lên. Từng đạo kim quang hóa thành đế kiếm, mang theo cao nhất thiên đế quân vương sát phạt uy năng, như nước thủy triều như biển vậy cuộn sạch ra. Suy rồi. Kim Trương đế kiếm thần uy sáng rực, chém chết đến Lý Tuyệt Vân trước người. Đinh đinh đinh. Lý Tuyệt Vân huy động lưỡi liềm,
đem tất cả đế kiếm thần mang, toàn bộ đón đỡ xuống. Hắn huyết mạch cháy dưới, thực lực thật to tăng lên, cho dù đối mặt kim trương thần ấn này cùng nham thần tổ khí, cũng là nghiêm nghị không sợ. Oanh! Ở cùng trong chốc lát, Lý Tuyệt Vân trụ ban ngày nước, đánh xuống xuống. Vô số thời gian pháp tắc uy áp, hòa lẫn tử thần sát khí, trong nháy mắt đánh đến Diệp Thần trên thân thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ vô cùng áp lực, đánh tới đây, nhưng cũng không hoảng hốt, luân hồi máu bơm vào, thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, vững vàng bảo vệ tự thân. Ở Thiên Quân Phong Thần Bia dưới bảo vệ, Diệp Thần thân thể an ổn như núi, cũng không có gặp phải bất kỳ thời gian pháp tắc cùng tử thần sát khí ăn mòn. Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ hiệu quả, vô cùng lợi hại, coi như là Lý Tuyệt Vân thời gian bí pháp, còn có hắn nơi cho đòi kêu tử thần ý chí, cũng có thể phòng ngự. Đáng chết, Thiên Quân Phong Thần Bia. Lý Tuyệt Vân ra mặt run lên, không nghĩ tới cái này Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ hiệu quả, như vậy lợi hại. Hắn cháy trụ quang huyết mạch, lại thời gian nghịch chuyển, triệu hoán trạng thái đỉnh phong xuống tử thần ý chí hạ xuống, chư pháp thêm thân, cho dù là giống vậy tiên đế, đều phải bị hắn chém giết. Nhưng đối mặt Diệp Thần, hắn lại có điểm bó tay. Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường hãn, ở luân hồi huyết mạch dưới sự thúc giục, Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ hiệu quả, đơn giản là khủng bố đến không cách nào hình dung bước, tiên đế đều không thể dung chuyển. Diệp Thần còn có kim trương thần ấn cái này nham thần tổ khí, Lý Tuyệt Vân ở trước mặt hắn, hoàn toàn phách lối không đứng lên. Bất quá, Diệp Thần muốn đánh bại Lý Tuyệt Vân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Tuyệt Vân cùng tử thần ý chí dung hợp, giống như thân hóa tử thần, hắn tuy không pháp áp chế Diệp Thần, nhưng Diệp Thần vậy không áp chế nổi hắn. Hai người lực lượng tương đương, chiến đấu rơi vào giằng co bên trong. Di La Cung đệ tử, cũng không dám đến gần, thấy Diệp Thần thanh thế hung mãnh, có người hướng Di La âm vực trụ sở chính, phát đi tin tức. Diệp Thần không hề lo lắng Di La Cung tổng bộ sẽ đến người, ngược lại, hắn lo lắng Ma Tổ Vô Thiên. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một cổ to lớn nguy cơ. Ma Tổ Vô Thiên, rất có thể liền sắp tới. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, Ma Tổ Vô Thiên cũng muốn cướp đoạt, không thể nào dễ dàng buông tha. Dẫu sao binh khí này, đối hắn hoàng kim huyết mạch, có to lớn khắc chế hiệu quả. Nếu là Ma Tổ Vô Thiên tới, vậy Diệp Thần liền nguy hiểm. Thằng nhóc, tốc chiến tốc thắng à, Ma Tổ Vô Thiên cũng mau tới, ngươi không cảm nhận được sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả gặp Diệp Thần cùng Lý Tuyệt Vân, rơi vào giằng co, từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết đối phương, nhất thời có chút nóng nảy. Được rồi, người mau mượn dùng ta lực lượng đi, nhanh lên một chút đánh bại cái này Lý Tuyệt Vân, sau đó cướp lấy phủ sinh tuyệt mệnh rời đi. Pháp Hoa Tôn giả đề nghị. Diệp Thần nghe Pháp Hoa Tôn giả mà nói, trong lòng động một cái. Hắn không hề muốn quá mức lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng. Nhưng giờ phút này, thế cục đặc biệt hỗn loạn nguy hiểm, đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tiền bối, vậy làm phiền ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là đáp ứng mượn dùng Pháp Hoa Tôn giả lực lượng. Được, ha ha ha, người Phật Pháp, lại phối hợp ta tiên đế tu vi, đó là ngang dọc thiên địa vô địch à. Pháp Hoa Tôn giả cười lớn, thần hồn lập tức cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Diệp Thần đã lĩnh ngộ diệu Pháp Hoa Sen. Phật Pháp tu vi thậm chí còn ở Pháp Hoa Tôn giả bên trên. Oanh! Pháp Hoa Tôn giả thần hồn dung nhập vào thể, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được, tự thân linh khí điên cuồng tăng vọt, quanh thân nổ ra nhất trọng trọng Phật quang, mãnh liệt như nước thủy triều, kim đào dâng trào kinh thiên, thủy hà vạn trượng. Ừ! Đang cùng Diệp Thần kịch chiến Lý Tuyệt Vân, bỗng nhiên cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt linh khí, không khỏi được sắc mặt cuồng biến. Người hơi thở! Làm sao đột nhiên đổi được như vậy lợi hại? Lý Tuyệt Vân sợ hãi lui về phía sau, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, đánh giá Diệp Thần. Lý Tuyệt Vân, ta muốn ngươi chết. Phật Tổ chân kinh, diệu Pháp Hoa Sen. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào nói nhảm, lập tức hội tụ Phật Quang, ở trên trời huyễn hóa ra một tòa thật to bảy màu đài sen. Chỗ tòa này bảy màu đài sen, là khổng lồ như vậy, cả ngày không tựa như cũng không chứa nổi. Vô số sáng chói Phật quang tràn ngập, nổ tung ra kim long phượng hoàng, toàn nghê quỷ ngưu, Phật Đà Bồ Tát, các loại La Hán vân. Vân khổng lồ khí tượng. Liên trên đài, lại có các loại đồ đằng, bảo các phiêu hương, đan tháp xâm nghiêm, Phật môn quang minh, điềm lành ửng đỏ vân. Vân, múa ngày trời,
đặc biệt nguy nga. Ùm ùm. Diệp Thần vung tay lên, tòa kia che trời vậy to lớn bảy màu đài sen, chính là mang hào hùng Phật Pháp thần uy, hung hăng chấn rơi xuống. Ở Pháp Hoa Tôn giả trợ lực hạ, Diệp Thần chỗ tòa này bảy màu đài sen, uy năng kinh khủng, đủ để nghiền ép cao cấp tiên đế, nghiền hàng tỷ vũ trụ thời không, phơi bày ra vô lượng thở mạnh. Đài sen còn không đè xuống, cái này phiến minh đô thế giới, liền khắp nơi sụp đổ. Toàn bộ Di La cung phân bộ cung điện, cũng là ngay tức thì bị phá hủy. Khổng lồ cung điện, lập tức sụp đổ nghiền, hóa thành cướp xám, không biết có nhiều ít võ giả bị nghiền chết, như con kiến hôi, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần uy thế. Thằng nhóc này, điên. Lý Tuyệt Vân bộ dạng sợ hãi kinh ngạc, Diệp Thần bộc phát ra uy thế, hoàn toàn ra hắn dự liệu, chân thực cường hãn. Từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống bảy màu đài sen, nhìn như tốc độ khá chậm, nhưng trong thực tế chẳng qua là cho to lớn thể tích so sánh sinh ra ảo giác. Hung mãnh như vậy Phật Pháp đài sen thần thông, nghiền nát cao cấp tiên đế đều có thể, Lý Tuyệt Vân cũng là thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Cho dù hắn có trụ quang huyết mạch, nhưng cũng có khả năng phải bị Diệp Thần nghiền nát. Trụ làm dạng dỡ nói, thời gian dừng lại, cho ta ngừng à. Lý Tuyệt Vân quát lên một tiếng lớn, ngón tay nặn quyết, trên mình thời gian pháp tắc ánh sáng tách thả ra, sau đó hoàn cảnh chung quanh thời gian, liền lâm vào dừng lại. Diệp Thần bảy màu đài sen, chấn rơi xuống đi, rơi vào vậy phiến thời gian dừng lại không gian, lại có thể vậy ngay tức thì dừng lại, thật giống như gặp phải cái gì lời nguyền, động một cái cũng không động. Ồ, thời gian ngưng. Diệp Thần thấy một màn này, bữa cảm thấy kinh ngạc. Lý Tuyệt Vân đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, quả nhiên là vô cùng tuyệt diệu, lại có thể làm một khối thời gian dừng lại. Thời gian dừng lại dưới, bất kỳ binh khí gì pháp bảo, thần thông thuật pháp, cũng không tổn thương được Lý Tuyệt Vân. Bởi vì, thời gian đã ngưng, hết thảy đánh giết thủ đoạn, vậy đi theo dừng lại. Hừ, ngươi lúc dừng tay đoạn, còn dừng lại không được ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cắn bể đầu ngón tay, luân hồi máu tươi nhô lên, không muốn tiền vốn vậy nghiêng vẩy vào bảy màu đài sen phía trên. Vậy một tòa bảy màu đài sen, đạt được Diệp Thần luân hồi máu tươi bơm vào, trong thoáng chốc thật giống như hóa thành thật thể, ông tác hưởng. Kịch liệt chấn động đứng lên, vạn nặng Phật quang nổ tung, đem Lý Tuyệt Vân bố trí thời gian pháp tắc, toàn bộ nghiền nát, cuối cùng hung hăng đánh vào Lý Tuyệt Vân trên mình. Thánh tử đại nhân, xa xa Di La cùng các đệ tử, thấy Lý Tuyệt Vân bị đánh, nhất thời hù được hồn phi phách tán, chỉ sợ hắn phải bị Diệp Thần sống sờ sờ đập chết. Bảy màu đài sen nổ, vô cùng Phật quang mãnh liệt, hồng liên nghiệp hỏa như nham thạch nóng chảy vậy chảy ra, thiêu hủy hết thảy, các loại pháp tướng lững lờ. Thậm chí luân hồi thiên quốc mơ hồ hiện lên, tất cả uy năng, tất cả lực sát thương, tất cả lửa cháy bừng bừng, toàn bộ dốc vào đến Lý Tuyệt Vân trên mình, nổ được trời long đất lở, quy luật bể tan tành, bụi mù cuồn cuộn. Đã chết rồi sao? Diệp Thần ngắm nhìn vậy một đoàn bụi mù, hắn một chiêu này diệu pháp hoa sen, mượn pháp hoa tôn giả lực lượng, tự thân lại cháy luân hồi máu tươi, hao phí vô cùng to lớn. Hiện tại, Diệp Thần gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Linh khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, trước đây đà đế cổ thần tạo thành thương thế, cũng có chút không áp chế được, không ngừng biến dạng kinh mạch, đau đớn dị thường. Ở Diệp Thần ngưng luyện ánh mắt bên trong, phía trước vậy một đoàn bụi mù, chậm rãi tản đi, lộ ra Lý Tuyệt Vân bóng người. Còn chưa có chết, Diệp Thần ánh mắt có rút nhanh, liền thấy Lý Tuyệt Vân còn đứng, cũng không có nằm xuống. Chỉ gặp Lý Tuyệt Vân thở hồng hộc, cả người vết thương chồng chất, máu tươi lần nhuộm. Thương thế 10 phần nghiêm trọng, nhưng hắn cũng chỉ là bị thương mà thôi, cũng không có bị Diệp Thần giết chết. Cái này không thể nào, tên này tại sao còn không chết? Ta và ngươi liên thủ nhất kích, hẳn có thể đoạn tuyệt huyết mạch hắn, không cho hắn bất kỳ lật bàn cơ hội. Pháp Hoa Tôn giả thấy Lý Tuyệt Vân còn sống, không khỏi kêu to lên, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Diệp Thần liên thủ nhất kích, 10 phần hung mãnh, theo lý mà nói, coi như Lý Tuyệt Vân có trụ quang huyết mạch, cũng không khả năng ngăn cản được. Trụ quang huyết mạch rất mạnh, nhưng Lý Tuyệt Vân tu vi chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 3, không thể nào phát huy ra huyết mạch này toàn bộ uy lực. Diệp Thần mới vừa nhất kích, liền cao cấp thiên đế đều có thể nghiền nát, vậy đủ để vỡ nát Lý Tuyệt Vân huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Tuyệt Vân chính là không có chết, hắn còn sống. Thằng nhóc, người muốn giết ta, thực lực còn chưa đủ, ha ha. Người linh khí cũng tiêu hao sạch chứ.
Lý Tuyệt Vân lau mép một cái máu tươi, cười lạnh, trên mình từng cái thời gian pháp tắc toát ra. Trong tay màu máu lưỡi liềm, chậm rãi hóa thành khói mù tản đi, trên mình tất cả tử thần ý chí khí tượng, cũng là toàn bộ tiêu tán. Là tử thần bảo vệ. Diệp Thần ánh mắt lướt qua một chút che lấp, cũng là đã nhìn ra. Lúc đầu, Lý Tuyệt Vân là mượn tử thần bảo vệ, mới chặn hắn kinh thiên nhất kích. Chỉ gặp Lý Tuyệt Vân vận chuyển thời gian pháp tắc, để cho trên mình thời gian chạy ngược, chậm rãi khôi phục lại không bị thương trước trạng thái. Mà Diệp Thần, thi triển như vậy công kích mãnh liệt sau đó, linh khí nhưng là tiêu hao nghiêm trọng, cả người mệt mỏi đau đớn. Chạy mau, thằng nhóc, ngươi xong đời. Pháp Hoa Tôn giả kêu to lên, thúc giục Diệp Thần chạy trốn. Diệp Thần nhất kích giết không chết Lý Tuyệt Vân, linh khí cũng kém không nhiều tiêu hao sạch, lại chiến đấu tiếp, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại giờ đến phiên ta. Lý Tuyệt Vân khóe miệng lộ ra cười gằn, thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục, mới vừa Diệp Thần mang cho hắn tổn thương, liền hắn trụ quang thần thông, đều không cách nào ngay tức thì đền bù. Bất quá, hắn hôm nay trạng thái, có thể so với Diệp Thần thật tốt hơn nhiều. Vù vù. Lý Tuyệt Vân bàn tay cách không một chảo, sâu trong lòng đất phù sinh tuyệt mệnh, ông minh vang dội, nhanh bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn bên trong. Hắn nắm phù sinh tuyệt mệnh, từ bên trong lắc một cái một tháo, tháo thành liền hai cây binh khí, một cái là súng ngắn, một cái là kiếm, mũi nhọn đều là vô cùng ác liệt. Tay trái mang thương, tay phải cầm kiếm, Lý Tuyệt Vân sải bước bay đạp, đầu thương cùng lưỡi kiếm giết ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, liền chuẩn bị liều chết đối kháng. Nhưng lúc này, chợt gặp trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn, hắc ám khí tức cuộn sạch. Một đạo uy nghiêm như thần linh bóng người, tách thả ra xương trắng hoa sen, tràn ngập các loại ma đạo phù văn, từ trên trời hạ xuống. Lại là ma tổ vô thiên. Lý Tuyệt Vân, cái này phù sinh tuyệt mệnh, là ta binh khí, có thể không tới phiên ngươi tới chấp trưởng. Ma tổ vô thiên đến một cái tới. Ánh mắt liền mang theo lạnh lùng ý, nhìn Lý Tuyệt Vân, bàn tay cách không chấn động một cái. Lý Tuyệt Vân thương thế không phục, không thể tương đương, vội vàng lui về phía sau, hai tay một kiếm một súng, rớt xuống. Ma tổ vô thiên hừ một tiếng, bàn tay bắt nhiếp, đem kiếm kia súng chộp vào trong tay, rắc rắc một tiếng, thống nhất. Thống nhất sau phù sinh tuyệt mệnh, phát ra to lớn ông minh tiếng, không ngừng lay động, tựa hồ ở kháng cự ma tổ vô thiên. Hết sức muốn vùng vẫy bay ra ngoài. Nho nhỏ một cái binh khí, còn dám kháng cự ta. Ma tổ vô thiên gương mặt trầm xuống, tay trái bắt lưỡi kiếm, chậm rãi kéo một cái, cắt vỡ mình lòng bàn tay, đem máu tươi bơm vào đến phủ sinh tuyệt mệnh trên lưỡi kiếm, muốn nhỏ máu nhận chủ. Ở ma tổ vô thiên máu tươi bơm vào hạ, phủ sinh tuyệt mệnh phát ra càng to lớn ông minh chấn động, liều mạng kháng cự. Mà ma tổ vô thiên máu tươi, chính là liều mạng muốn thấm vào. Hai người rơi vào đối kháng. Ma tổ vô thiên, ngươi làm sao tới? Lý Tuyệt Vân thấy ma tổ vô thiên đến, trong lòng cảm thấy kiêng kỵ, hắn lúc này bị thương, cũng không phải là ma tổ vô thiên địch thủ. Ha ha, các ngươi Di La Cung, muốn gạt ta tìm phù sinh tuyệt mệnh, lại dùng để uy hiếp ta, ta nếu là không tới, chờ bị các ngươi áp chế sao? Ma tổ vô thiên cười lạnh, tuy nói Lý Tuyệt Vân quảng thu hộ đạo giả, nói phải đi dưới đất tìm bảo. Cũng không có thuyết minh phù sinh tuyệt mệnh chân tướng. Nhưng, thiên cơ kích động dưới, ma tổ vô thiên vậy suy tính đến, lập tức liền hạ xuống. Hắn tuyệt đối không cho phép, phù sinh tuyệt mệnh rơi vào hắn trong tay người. Hắn muốn đích thân chấp trưởng thanh binh khí này. Lý Tuyệt Vân tự biết đối lý, liền nói thôi, nếu thiên cơ bị ngươi điểm phá, vậy ta cũng không thể nói gì được. Ha ha, nhưng coi như không có phù sinh tuyệt mệnh. Ta Di La Cung và tử thần giáo đoàn, cũng giống vậy có thể thắng được ngươi. Sẽ không có mới tử thần quyền bính, vĩnh viễn thuộc về Hải Vương Ma Tôn. Di La Cung thờ phượng đời trước tử thần, Lý Tuyệt Vân cũng là giống nhau tín ngưỡng, muốn đem đời trước tử thần hồi phục. Bọn họ Di La Cung, cung phụng tử thần không biết đã bao nhiêu năm, nếu là tử thần hồi phục nói, bọn họ là có thể thiên đại ban phúc tạo hóa, có thiên đại chỗ tốt. Ma tổ vô thiên cười lạnh nói, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Rồi sau đó, hắn ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, trong con ngươi mang sát cơ nồng nặc. Lý Tuyệt Vân nói, vậy thì do ngươi tới giết chết thằng nhóc này, ha ha, bỏ mặc chúng ta tới giữa, như thế nào tranh đoạt, nhưng luân hồi là phải bị loại.
Di La Cung chống đỡ tử thần giáo đoàn, cùng ma tổ vô thiên tranh đoạt tử thần quyền bính, hai nhà nhất định có tranh đấu. Nhưng ở quyết chiến tranh đấu trước, luân hồi trận doanh, phải bị loại, đây là hai nhà nhận thức chung. Suy, ma tổ vô thiên chuyển động một tí phù sinh tuyệt mệnh, rồi sau đó dùng kiếm nhọn một đầu, phá không ám sát hướng Diệp Thần. Cuồn cuộn ma khí, bơm vào ở tuyệt mệnh kiếm bên trong, tuyệt mệnh kiếm bung ra mênh mông ma uy, nhưng lại phát ra từng cơn rên rỉ bất khuất kiếm minh, không ở lay động. Cả cây phù sinh tuyệt mệnh, cũng đang kịch liệt kháng cự ma tổ vô thiên, không muốn bị hắn nắm trong tay. Nhưng, ma tổ vô thiên lấy tiên đế cấp ý chí, cưỡng ép áp chế thanh binh khí này, giơ kiếm đâm về phía Diệp Thần tim. Hắn biết, thanh binh khí này, nếu như không áp chế được mà nói, liền sẽ ngược lại tổn thương hắn. Diệp Thần lúc này đã hao hết linh khí, thấy ma tổ vô thiên giơ kiếm đâm tới, vội vàng rút người ra bay ngược né tránh, hình dáng đã là có chút chật vật. Ha ha, đường đường luân hồi chi chủ, lại có thể như vậy chật vật, người hiện tại linh khí hao hết, cũng không cách nào vận dụng luân hồi thất tinh liền chứ. Ta như vậy giết ngươi, thắng không anh hùng. Nhưng, thắng không anh hùng cũng phải giết, ngươi thật sự là ta đại họa tâm phúc, ta tối đa liền cho một mình ngươi thống khoái. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần hoàn toàn không cách nào phản kích, nội tâm lại vui lại thương xót, thiên ma tinh hải năng lượng hội tụ, phù sinh tuyệt mệnh trong kiếm phong tuôn ra nồng nặc hắc ám thần uy, lóe ra lóa mắt phù văn, phải đem Diệp Thần một lần hành động tiêu diệt. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, ma tổ vô thiên nói không sai, hắn trạng thái xác thực rất không ổn, liền luân hồi thất tinh đều khó vận dụng. Muốn chống lại ma tổ vô thiên, Diệp Thần chỉ có gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Nhưng, lấy hắn hôm nay cái trạng thái này, nếu như triệu hoán liệt nhật mệnh tinh mà nói, chỉ sợ liền muốn không chịu nổi áp lực, dẫn đầu tan vỡ tiêu diệt. Một bụi thanh liên chống đỡ trời, thanh liên phân thân, đi ra đi. Sống chết trước mắt, Diệp Thần đầu vận chuyển tốc độ cao, không ngừng đoán phương pháp phá cuộc, rồi sau đó đột nhiên đem thanh liên phân thân, từ luân hồi mộ địa bên trong cho gọi ra tới. Rào! Trong hư không, mênh mông khí tượng bộc phát ra. Chỉ gặp một đóa thanh liên đồ đằng, mang sông phá hỗn độn, tạo ra trời vậy thở mạnh thế, nổi lên, vô tận thần quang phun trào, tiên hy nhô lên, thủy hà đầy trời. Đó là truyền thuyết bên trong, sáng thế thanh liên khí tượng. Diệp Thần thanh liên phân thân, từ sáng thế thanh liên thở mạnh voi bên trong hiện lên. Thanh liên đúc thánh pháp. Ma tổ vô thiên thấy vậy, gương mặt nhất thời hơi biến sắc, ở sáng thế thanh liên khí tượng chấn nhiếp, không khỏi lui về sau một khoảng cách. Diệp Thần thanh liên phân thân, trước đây hấp thu đại lượng hắc ngục cát lan năng lượng, phẩm chất cùng uy năng thật to tăng lên, giờ phút này một cho gọi ra tới, liền hiển hóa ra sáng thế thanh liên thở mạnh voi. Điều này đại biểu, Diệp Thần thanh liên đúc thánh pháp tu vi, đã rất có sức lửa. Cái này thanh liên phân thân thể chất, cũng là đặc thù thanh liên thánh thể, kém không nhiều có thể cùng Diệp Thần luân hồi thần thân thể sánh bằng, vô cùng là cường hãn. Mà thanh liên phân thân thực lực, vậy chừng Diệp Thần bốn thành tiêu chuẩn, có thể thi triển ra rất nhiều thần thông. Diệp Thần phân ra một món thần thức, bơm vào đến thanh liên phân thân bên trong. Rào! Thanh liên phân thân mở mắt ra, tóc đen tung bay, từ trong con người bắn ra hai đạo kim quang, sáng rực như trời, huy hoàng vô cùng. Vô thiên, người muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta hạ xuống đi. Diệp Thần thần thức đưa vào thanh liên phân thân bên trong, chợt cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng thoải mái. Cái này cái phân thân, trước mắt cũng không có bị thương, trạng thái vẫn là hoàn mỹ. Hắn quát to một tiếng, trực tiếp cùng bản thể luân hồi huyết mạch đồng tình, đem liệt nhật mệnh tinh cho gọi ra tới. Bản thể hắn trạng thái không tốt, không cách nào triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, nhưng mượn dùng trước phân thân, nhưng là có thể triệu hoán. Mênh mông hư không, thập phương càn khôn, luân hồi khí bạo nổ, mênh mông kim quang ùn ùn kéo đến, tóe ra như sấm vang lớn, nếu như cùng chư thần ở chân trời ngâm sướng. Một vòng màu vàng kim mặt trời, so với thiên đế kim luân còn muốn huy hoàng, từ trên bầu trời chậm rãi nổi lên, mang theo một cổ kinh khủng liệt diễm phong bạo. Đó là luân hồi thất tinh, liệt nhật mệnh tinh thở mạnh voi. Liệt nhật mệnh tinh vừa ra, thời không làm run rẩy, thế giới làm chấn động. Sáng chói liệt nhật kim quang bốn phía xuyên qua, thiên thiên vạn vạn cái kim quang, mỗi một cái cũng mang theo nghiền giết vô lượng khủng bố uy năng. Toàn bộ minh đô thế giới,
theo Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh xuất hiện, lập tức liền bể nát, địa mạch văng tung tóe thành phế tích, từng cục loạn thạch trôi lơ lửng. Liền xa ở luyện ngục cấm địa, còn sót lại nham thần bộ lạc, cũng là rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần uy thế cùng khủng bố. Nham thần bộ lạc các con dân, ngơ ngác nhìn phương xa Diệp Thần bóng người. Minh đô thế giới, lại có thể bị hoàn toàn phá hủy, đây chính là có nham thần thiên tôn ý chí bảo vệ địa phương. Năm đó Lý Tuyệt Vân, dẫn vô số Di La cung cao thủ, tắm máu Minh đô, vậy không có thể đem mảnh thế giới này đánh nát. Nhưng Diệp Thần, liệt nhật mệnh tinh vừa ra, Minh đô thế giới liền hoàn toàn bể tan tành. Cho dù là nham thần thiên tôn sau lưng ý chí bảo vệ, cũng không cản được Diệp Thần thần uy. Luân hồi huyết mạch khủng bố, liệt nhật mệnh tinh khủng bố, có thể gặp một ban. Đáng chết, là Thanh Liên phân thân. Ma tổ vô thiên thấy vậy, nhất thời bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể cho gọi ra Thanh Liên phân thân, thậm chí mượn dùng phân thân, gọi ra liền liệt nhật mệnh tinh. Đang kêu gọi ra liệt nhật mệnh tinh sau đó, Diệp Thần phân thân cùng bản thể sắc mặt, đều là ngay tức thì trắng bệch, rơi vào to lớn áp lực bên trong. Bất quá, Diệp Thần còn có thể chống đỡ ở, không hề sẽ tan vỡ. Coi như tan vỡ cũng hoặc là trọng thương, đều đáng giá được. Luân hồi liệt nhật, vạn nặng thánh viêm, cơn giận đốt trời, bùng nổ đi. Diệp Thần ngước nhìn bầu trời liệt nhật mệnh tinh, ngâm sướng ra lanh lảnh chú nói. Hắn trước đây hấp thu vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi năng lượng, liệt nhật mệnh tinh hơi thở đã vững chắc, thậm chí lớn mạnh rất nhiều. Hôm nay liệt nhật mệnh tinh, đã không lại là mặt trời mới mọc, mà là chân tránh, một vòng từ từ dâng lên liệt nhật, mặc dù hơi thở còn chưa tới sáng chói nhất đỉnh cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Thần có thể đủ để gọi đi ra, hơn nữa bùng nổ đủ để hủy diệt một ít tiên đế mênh mông uy lực. Ung ung, liệt nhật mệnh tinh bùng nổ vạn nặng thánh viêm, màu đỏ đợt sóng trải trời, không ngừng ông minh, bộc phát ra cơn giận đốt trời, vô số điều màu vàng thánh viêm, màu đỏ lửa cháy bừng bừng, như trời mưa chảy loạn vậy biểu rơi xuống, muốn tiêu diệt mảnh thế giới này, thậm chí muốn liên quan ma tổ vô thiên và Lý Tuyệt Vân, cũng cùng nhau đốt diệt. Cảm nhận được liệt nhật mệnh tinh thần uy, vô luận là ma tổ vô thiên, vẫn là Lý Tuyệt Vân, cũng hoàn toàn biến sắc. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, cái này liệt nhật mệnh tinh uy lực, đã vượt ra khỏi thế giới hiện thật phạm vi, giống như là mang theo không không lúc nào không đại đạo uy áp. Cái này luân liệt nhật mệnh tinh, nếu như thả vào không không lúc nào không bên trong đi, đều có thể tan biến một khối hắc ám dơ bẩn, mở ra thiên đường thế giới, chiếu sáng vạn cổ, che chở hàng tỷ sinh linh. Ma tổ vô thiên và Lý Tuyệt Vân, đều có bị trực tiếp tiêu diệt cũng hoặc là bị thương nguy hiểm. Trên thực tế, nếu như Diệp Thần thực lực có thể tăng lên nữa mấy cảnh giới, hơn nữa liệt nhật mệnh tinh có thể hoàn toàn thắp sáng, hơi thở đạt tới tột cùng, hắn liền có thể hùng bá thế giới hiện thật vô địch. Coi như là trước kia thiên nữ, cũng là không ngăn được liệt nhật mệnh tinh. Bất quá hôm nay thiên nữ, chấp trưởng thần chí cao khí viêm hoàng đế ấn, lại có ngăn cản liệt nhật mệnh tinh tư cách. Mà giờ khác này ma tổ vô thiên, ở nơi này mảnh đất giới, nhưng mơ hồ có chút không đỡ được. Lấy hắn hôm nay tiên đế uy năng, lại có thể không cách nào cùng liệt nhật mệnh tinh chống lại, có thể tưởng tượng được, cái này luân liệt nhật, uy thế có bao nhiêu ngoại hạng. Liệt nhật mệnh tinh như vậy lợi hại, thằng nhóc này duy trì không được bao lâu, trước ổn định trận cước. Nguy cấp bên trong, ma tổ vô thiên không chút kinh hoàng, hướng về phía Lý Tuyệt Vân quát một tiếng, tự thân giấu tay liền liền nặn động. Triệu hoán vô tận thiên ma tinh hải năng lượng, hóa ra một phiến hắc ám đại dương, lại đem phù sinh tuyệt mệnh đổ cắm ở biển đen bên trong, tạo thành trận pháp, bảo vệ tự thân. Hắn rõ ràng nhìn ra, liệt nhật mệnh tinh uy thế như thế cường hãn, coi như là lấy đỉnh cấp tiên đế linh khí, cũng không thể duy trì thời gian quá dài. Diệp Thần triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, tối đa cũng chỉ có thể duy trì một lúc. Cái này một lúc, hắn có thể là hùng phách thiên hạ vô địch tồn tại. Dõi mắt thế giới hiện thật, cơ hồ ít một chút người có thể địch qua liệt nhật mệnh tinh, coi như vũ hoàng cổ đế tới, cũng có thể không cách nào tương đương. Đây là chí cao tới vĩ luân hồi uy năng, đời này tinh không võ giả tu sĩ so sánh với, toàn bộ là con kiến hôi tồn tại, liền tiên đế đều là con kiến hôi. Nhưng, nếu như đoạn thời gian này, Diệp Thần không có thể giải quyết địch nhân nói, người chết chính là hắn. Bởi vì liệt nhật mệnh tinh, đối với linh khí cùng huyết mạch tiêu hao to lớn, đang kêu gọi sau khi kết thúc, Diệp Thần nhất định rơi vào yếu ớt thậm chí trọng thương.
Lý Tuyệt Vân cũng là thật sâu cảm thấy liệt nhật mệnh tinh đáng sợ, gương mặt từng cơn trắng bệch, thân thể không nhịn được phát run. Đây chính là luân hồi huyết mạch uy năng sao? Cái này còn chỉ là viên thứ hai mệnh tinh, uy năng liền xa xa vượt qua ta trụ quang huyết mạch, nếu là đỉnh cấp luân hồi tinh thần, vậy còn có. Hắn thật sâu cảm thấy chênh lệch, trong lòng cũng toát ra to lớn ý định giết người. Nếu như không giết chết Diệp Thần mà nói, bị hắn trưởng thành tiếp, chư thiên thế giới đều phải bị luân hồi nắm trong tay, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lý Tuyệt Vân lật đật bay đến ma tổ vô thiên bên người, trụ quang huyết mạch trình độ cao nhất cháy, làm cho này phiến thiên ma biển đen, tăng thêm thời gian cùng 5 tháng bảo vệ. Ma tổ vô thiên nói không sai, Diệp Thần nhất chống đỡ thêm một lúc thời gian, chống nổi đoạn thời gian này, thắng lợi liền thuộc về bọn họ. Suy suy suy, ngàn vạn điều màu vàng thánh viêm, màu đỏ liệt nhật chói lọi, như sao rơi rớt xuống biển, như trời trên thác nước đánh, cuồn cuộn rơi xuống phía dưới vậy phiến biển đen bên trong. Thiên ma biển đen ngay tức thì sôi trào, nước biển kịch liệt cháy bốc hơi, bên trong rất nhiều hắc ám dơ bẩn nguyên thế chấp, cũng toàn bộ bị bốc hơi sạch. Biển đen bên trong, có vô hình gào thét cùng kêu thảm thiết, bộc phát ra, thấm tâm hồn người. Ma tổ vô thiên và Lý Tuyệt Vân, đều là cảm thấy kinh hoàng, ở liệt nhật mệnh tinh kịch độc dưới nhiệt độ, bọn họ giống như là bị thiêu hủy chưng nấu, cực kỳ đau khổ khó chịu. Hai người pháp quyết liền huy động liên tục ra, không ngừng duy trì cái này phiến thiên ma biển đen bảo vệ, ngăn cản Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh oai. Lý Tuyệt Vân thời gian đại lộ, vận chuyển tới trình độ cao nhất, không ngừng để cho thời gian chạy ngược, giảm thiểu bị thương hại. Ma tổ vô thiên thấp giọng ngâm sướng, kinh mà không loạn, không ngừng triệu hoán thiên ma tinh hải năng lượng bổ sung. Liệt nhật thần quang, mênh mông vạn trượng, một thể tan biến. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không để ý hậu quả giá phải trả, liều mạng thúc giục liệt nhật mệnh tinh. Nguyên viên liệt nhật, chậm rãi từ chân trời đáp xuống. Rơi hướng ma tổ vô thiên và Lý Tuyệt Vân chỗ ở thiên ma biển đen, phải đem bọn họ một thể tiêu diệt. Thiên nữ sư muội, mau mau cứu ta. Lý Tuyệt Vân cảm thấy không ổn, lật đật giơ tay lên, hướng phương xa phát ra ngâm sướng, lại là kêu gọi thiên nữ ý chí. Hạ một sát, hư không chấn động, xích viêm phù văn xen lẫn, một tôn to lớn ấn tỷ hư ảnh, từ trên trời hạ xuống. Đó lại là bốn đại chí cao thần khí một trong. Viêm hoàng đế ấn hư ảnh. Xa tại chân trời thiên nữ, lại có thể thật nghe được Lý Tuyệt Vân kêu gọi, cũng ban thưởng một chút tạo hóa, đem viêm hoàng đế ấn một chút lực lượng, truyền tới, bảo vệ Lý Tuyệt Vân và ma tổ vô thiên. Không tốt. Diệp Thần thấy thiên nữ lực lượng hạ xuống, khó hiểu cảm thấy một hồi bi thương. Oanh! Hắn liệt nhật mệnh tinh, hung hăng đánh xuống đi xuống, đem ngày trước ma biển đen, thời gian trụ quang quy luật. Còn có thiên nữ viêm hoàng đế ấn hư ảnh, toàn bộ nghiền bạo. Đây là cực hạn va chạm cùng nổ, là trên trời chân chính mặt trời, ở nhân gian nổ, bộc phát ra khủng bố khí lưu, phần thiên diệt, phá hủy không gian thời gian, ở thiên ngoại thiên bên trong đưa tới kịch liệt chấn động. Toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, vô số thánh địa, sơn môn, tinh thần, bí mật cấm địa, đều bị kinh động. Vô số cường giả thần thức, thả ra ngoài, mang kinh hoàng cùng rung động. Bước ngang qua hư không tới, muốn dò xét mảnh địa phương này kinh thiên thay đổi. Xa ở ngàn vạn bên trong ngoài Di La âm vực, đó là Di La cung trụ sở chính. Một tòa thâm trầm trong đại điện, cũng có một cái cả người đeo đầy khô lâu xương quỷ dị ông già, mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên qua hư không, thấy được phương xa liệt nhật nổ kinh thiên khí tượng. Liệt nhật mệnh tinh, đây là luân hồi lực lượng. Luân hồi chi chủ uy năng, đã đến trình độ này sao? Ông già ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng lo âu, cong ngón tay bấm đốt ngón tay một tí, rồi sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra, là đến ta xuất quan thời điểm. Cái này ông già, chính là Di La cung cung chủ, Mang Thiên La. Giờ khắc này, hắn sắc mặt vắng lặng, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra đại điện đóng chặt cửa, đi ra bên ngoài đi. Hắn vừa ra đi ra bên ngoài, liền thấy bầu trời phương xa, có liệt nhật xích viêm khí tượng lững lờ. Giống như phần thiên, uy thế kinh người, liền gần đây lạnh lùng cô hàn Di La âm vực, hoàn cảnh nhiệt độ cũng là tăng lên rất nhiều. Mà giờ khắc này Thái Thần và Chu Uyên hiển nhiên vậy chú ý tới Diệp Thần dị tượng. Chu Uyên thần sắc ngưng trọng, sư tôn, công tử thật giống như xảy ra chuyện, chúng ta muốn không nên ra tay. Thái Thần ánh mắt tràn đầy xa xút, thở dài một tiếng, Diệp Thần thực lực càng ngày càng mạnh,
hắn hiện tại đối mặt kẻ địch, không phải người ta có thể chống lại. Một kiếp này sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chúng ta có thể làm, chỉ có chuẩn bị xong cổ huyền bí cảnh, đến lúc đó hy vọng Diệp Thần có thể ở cổ huyền bí cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tốt hơn đối phó những địch nhân kia. Còn nữa, Chu Uyên, ngươi phải thật tốt tu luyện, ta tương lai có lẽ đã có giới hạn, chỉ có ngươi còn có rất lớn tiềm lực, ở tương lai, hoặc giả nói là không không lúc nào không, ngươi có lẽ có thể trợ giúp Diệp Thần. Chu Uyên trong mắt giấy lên vô tận ngọn lửa, thần sắc nghiêm túc đến trình độ cao nhất, dạ, sư tôn. Ta sẽ cố gắng tu luyện, sau này ai dám đối công tử ra tay, thì phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Hình ảnh quay về. Minh đồ thế giới bên trong, liệt nhật mệnh tinh cuồng bạo nổ kết thúc, chung quanh hư không toàn bộ bạo loạn xích viêm lửa trời chảy loạn. Diệp Thần, Ma Tổ Vô Thiên, Lý Tuyệt Vân ba người, đều giống như ngâm trên đời gian nhất nóng rực bên trong nham thạch nóng chảy mặt, cả người đầy mồ hôi. Ma Tổ Vô Thiên không có chết, Lý Tuyệt Vân vậy không có chết, bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng là chặn lại Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh uy thế. Nhờ có thiên nữ sư muội ban cho, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Tuyệt Vân thầm kinh hãi, lại là nghĩ mà sợ, trong lòng cảm kích thiên nữ, nhìn trời nữ ngưỡng mộ tình, nồng hậu hơn, càng sùng bái. Hừ, coi như không có thiên nữ lực lượng, dựa vào ta thiên ma tinh hải năng lượng, vậy đủ để chống lại liệt nhật mệnh tinh. Ma Tổ Vô Thiên ra mặt run lên, rất là khó chịu. Bởi vì, thiên nữ lực lượng hạ xuống, vậy gián tiếp là hắn cung cấp bảo vệ, hắn không giải thích được thiếu thiên nữ một cái ân huệ nhân quả, vậy cũng thật to không ổn. Thật ra thì cho dù không có thiên nữ, Ma Tổ Vô Thiên tự tin dựa vào thiên ma tinh hải uy năng, vậy đủ để ngăn cản Diệp Thần phần thiên nhất kích. Tiền bối, chúng ta thất bại. Diệp Thần gặp Ma Tổ Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân cũng chưa chết, hơn nữa bị thương thế, cũng không coi là quá nghiêm trọng, xa xa không tới để cho bọn họ ngã xuống bước, hắn tâm lý bữa là một hồi lạnh lẽo. Hắn phân thân, gặp phải liệt nhật mệnh tinh năng lượng cắn trả, đã bị nghiêm trọng đả thương, trên người xuất hiện kéo ra mảng lớn nám đen. Hắn bản thể, huyết mạch biến dạng vậy đau đớn, mạch máu bên trong chảy xuôi, tựa như không phải máu, mà là nham thạch nóng chảy. Sử dụng liệt nhật mệnh tinh sau đó, vậy để cho Diệp Thần thân thể, lâm vào cực đoan hỏng bét trạng thái, trước đó chưa từng có yếu ớt cùng đau đớn. Đáng chết, đều là thiên nữ dở trò, không phải nàng mà nói, người có thể cũng đã giết chết bọn họ. Pháp Hoa Tôn giả giận dữ mắng, mới vừa Diệp Thần triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, hắn vậy cung cấp linh khí chống đỡ, hôm nay cũng là mau hao hết lực lượng, mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần cười khổ một tí, hiện tại nói nhiều cũng là vô ích. Có lẽ, mình thật phải chết ở chỗ này. Diệp Thần, người bại. Ha ha, liệt nhật mệnh tinh, uy năng quả nhiên là long trời lở đất, thế không thể đỡ. Chỉ bất quá, triệu hoán kinh khủng như vậy thủ đoạn, ngươi còn giết không chết ta, đó chính là ngươi chết. Ma Tổ Vô Thiên nhìn Diệp Thần, nhanh cười lên. Hắn thậm chí cảm thấy, mình cũng không cần động thủ, lấy Diệp Thần hôm nay hỏng bét trạng thái, có thể cũng không sống qua tối nay. Keng! Ma Tổ Vô Thiên tế khởi phù sinh tuyệt mệnh, vung lên động, lấy đầu thương một đầu, thương xuất như long, chấm hàn tinh tách thả ra, ám sát hướng Diệp Thần. Ma Tổ Vô Thiên hôm nay cũng bị liệt nhật mệnh tinh gây thương tích, nhưng thương thế cũng không tính là nghiêm trọng bao nhiêu, trạng thái so Diệp Thần tốt hơn nhiều. Hắn một kích này, cũng không coi là bao nhiêu cường hãn, nhưng muốn đánh chết hôm nay dưới trạng thái Diệp Thần, nhưng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trong bụng bi thương, chỉ lấy làm cho này lần hẳn phải chết. Ông ông ông! Nhưng bỗng nhiên, Ma Tổ Vô Thiên trong tay phù sinh tuyệt mệnh, nhưng bộc phát ra mạnh nhất ông minh tiếng. Không ngừng chấn động, như vậy mang theo tức giận linh tính, liều mạng kháng cự vô thiên ý chí, không chịu bị hắn chấp trường. Ừ, Ma Tổ Vô Thiên mặt liền biến sắc, hạ một sát, vậy phù sinh tuyệt mệnh, lại là hô đích một tiếng, tránh thoát hắn nắm trong tay, hướng Diệp Thần bay đi. Nguy rồi, Ma Tổ Vô Thiên kêu to một tiếng, con người kịch liệt co rúc lại. Rắc rắc, Diệp Thần nhìn phù sinh tuyệt mệnh phóng tới, theo bản năng đưa tay chộp một cái. Bắt phù sinh tuyệt mệnh cầm chuôi. Rào. Phù sinh tuyệt mệnh tách thả ra thần mang, lồng xây Diệp Thần thân thể. Thanh binh khí này, trở về cần phải ta. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền cảm thấy phù sinh tuyệt mệnh, không có chút nào kháng cự,
hoàn toàn phục tùng mình, tựa hồ muốn nhận hắn làm chủ nhân. Hống! Một tiếng long ngâm, Diệp Thần trên người, bỗng nhiên tóe ra một cái khí vận kim long, chừng trăm trượng dài, quanh quẩn kinh thiên, oai rồng tách thả ra. Luân hồi huyết mạch đại khí vận, vào giờ khắc này, rốt cuộc hiển hóa ra hình tượng, hiển hóa ra khí vận kim long thần uy. Ma tổ vô thiên thấy phù sinh tuyệt mệnh, không chịu nhận hắn làm chủ, ngược lại quy thuận Diệp Thần, thậm chí giúp Diệp Thần kích thích ra khí vận kim long thở mạnh voi, trong lòng kinh hãi. Đáng chết, nho nhỏ một cái binh khí, lại dám không vâng lời ta ý chí. Ma tổ vô thiên tức giận, cả người ma khí chấn động, hoàng kim máu thần kịch liệt cháy, mái tóc dài tung bay, đóa đóa xương trắng hoa sen tách thả ra, bàn tay cách không đánh ra, ma khí dâng trào cuộn sạch, như ác mộng thiên lưu, đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần trạng thái gay gâu, cả người yếu ớt đau đớn, một chưởng này nhưng thì không cách nào né tránh. Nhưng, khí vận của hắn kim long, nhưng là sáng chói lóng lánh. Trong tay phù sinh tuyệt mệnh, tóe ra một cổ khá là cường đại lực lượng, như có linh tính, lại mang Diệp Thần đi bên ngoài bay đi. Diệp Thần không tự chủ được, bị phù sinh tuyệt mệnh mang đi, ngay chớp mắt liền bóng dáng hoàn toàn không có, hoàn toàn rời đi. Cái gì? Lý Tuyệt Vân thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần đến như vậy tuyệt cảnh giây phút, còn có thể chạy thoát. Đây chính là luân hồi khí vận sao? Cái này cũng không chết. Lý Tuyệt Vân kinh hãi, mau cốt tủng người, lần đầu tiên chính mắt thấy được Diệp Thần khí vận đáng sợ. Mau truy đuổi. Ma tổ vô thiên giận dữ, vội vàng truy đuổi đánh ra, Lý Tuyệt Vân cũng là lật đật đi theo lên. Nhưng, hai người bị thương dưới, tốc độ vậy kém hơn phù sinh tuyệt mệnh, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn phù sinh tuyệt mệnh, mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần trốn bay lên trời, trong lòng đại hỉ, nhìn phù sinh tuyệt mệnh nói, đa tạ ngươi, mang ta trở về thái thượng thế giới tinh nguyệt giới. Hắn bị thương rất nặng, trạng thái cực kỳ gay gâu, kinh mạch đã không có một nơi hoàn hảo địa phương. Hắn thậm chí cảm giác được, mình có thể không sống qua tối nay. Phải mau trở về tinh nguyệt giới, tìm kiếm chữa trị. Đứa nhỏ, người trạng thái không ổn à, người thân thể này, coi như có thể trị hết, chỉ sợ cũng muốn lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Pháp Hoa Tôn giả than thở một tiếng, Diệp Thần liên tục chiến đấu, hơn nữa cuối cùng cưỡng ép triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, bị tác dụng phụ, chân thực quá nghiêm trọng, trước kia cũng không có như thế nghiêm trọng qua. Như thế nghiêm trọng tác dụng phụ, rất có thể muốn Diệp Thần mệnh. Coi như hắn có thể sống sót, phỏng đoán cũng phải lưu lại hậu di chứng. Thôi, ta liền cháy ta thần hồn lực lượng cuối cùng, giúp ngươi chữa thương, chúc ngươi sớm ngày khôi phục, ta đi trước một bước. Rồi sau đó, Pháp Hoa Tôn giả ngồi xếp bằng xuống, như cao tăng nhập định, cả người Phật khí tách thả ra, hoa sen khí tượng tràn ngập, trong miệng thấp giọng ngâm sướng. Hắn thần hồn, hoàn toàn bốc cháy. Trong thần hồn, ẩn chứa Phật Pháp năng lượng, tiên đế tinh hoa, cũng là toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Tiền bối. Diệp Thần thấy Pháp Hoa Tôn giả lại cháy mình, không khỏi kinh hãi. Ngay chớp mắt, Pháp Hoa Tôn giả thần hồn cháy hết, dư thừa tinh hoa năng lượng, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần tinh thần đại chấn, trong kinh mạch hư hại cùng thương thế, thoáng khôi phục một ít, mặc dù vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng không có trước đây như vậy đau khổ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, hắn chợt đi về sau nhìn, phát hiện hai đạo thân ảnh xuất hiện. Không phải người khác, chính là Chu Uyên và Thái Thần. Công tử, người thương thế như thế nghiêm trọng. Chu Uyên có chút lo lắng. Thái Thần nhìn một cái Diệp Thần, lại nhắm mắt cảm giác liền một phen, mới mở mắt ra, nghiêm túc nói, ta mang ngươi đi một chỗ, sợ rằng vô thiên bọn họ hôm nay trạng thái, sẽ không chú ý nơi đó. Hơn nữa xem cái này thời gian, Giang Mị Âm cũng nên tới. Diệp Thần ngẩn ra, hắn chẳng muốn đem Chu Uyên và Thái Thần vậy cuốn vào trong đó. Hôm nay Thái Thần mặc dù đột phá, nhưng tuyệt đối không phải vô thiên đối thủ. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, Thái Thần tiếp tục nói cổ huyền bí cảnh đã bùng nổ dị tượng, rất nhanh liền sẽ mở, thiên ngoại thiên bên trong, ngươi che giấu ở bất kỳ địa phương đều vô dụng, cũng sẽ bị vô thiên cảm giác. Chỉ có cổ huyền bí cảnh chi địa, mới có thể che đậy ngươi nhân quả. Cổ huyền bí cảnh đối Lý Tuyệt Vân và vô thiên cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, bọn họ dưới mắt chỉ cần táng diệt luân hồi, cho nên, nơi đó là nơi an toàn nhất. Trọng yếu hơn chính là, người hôm nay thương thế nặng như vậy,
có lẽ cổ huyền bí cảnh có thể có biện pháp đem ngươi tu bổ. Diệp Thần con ngươi híp lại, suy tính chốc lát, vẫn là đáp ứng, được. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, nơi đó quả nhiên có loại nào đó dị tượng hiển lộ. Rất nhanh, Diệp Thần ba người liền đi tới một mảnh đất giới. Bọn họ vừa dứt, chính là cảm giác được hư không chập chờn. Có người tới. Hổn hển, hổn hển. Chưa gặp ảnh, nghe tiếng đã tới, giống như là bão gió đánh tới lúc vậy, lớn như vậy bí mật trong rừng, liền trăm trượng cành cây to nha đều là có 180 độ cong. Là hắn. Diệp Thần thấy trên hư không một cái bạch hạc vỗ cánh tới, nguyên bản vừa xem không bỏ sót bầu trời xanh bị trắng như tuyết cánh nơi ngăn cản, thanh thế mười phần cuồn cuộn. Hạc tiền bối. Diệp Thần thấy người đến, cũng là gật đầu hỏi thăm, hắn biết, là Giang Mị Âm tin tức. Hạc lão từng là mất đi điện trưởng lão, Diệp Thần từng có mấy lần duyên. Diệp công tử, người thường thế tựa hồ rất nghiêm trọng, có thể hay không cần chúng ta mất đi điện tương trợ. Đúng rồi. Nhà ta điện chủ mời ngài một ngày sau cổng tụ, cổ huyền bí cảnh, muốn mở ra. Cái này kêu làm Hạc cụ già, vẫn như cũ là bộ kia trong trẻo lạnh lùng hình dáng, nhưng hôm nay gặp lại Diệp Thần, xưng vị bên trong nhưng cũng là thêm mấy phần kinh ý. Thấy Diệp Thần bên người Thái Thần, hắn ánh mắt đông lại một cái. Hạc tiền bối yên tâm, Thái Thần tiền bối lần này sẽ cùng chúng ta đồng hành, người mình. Diệp Thần mở miệng giải thích. Nghe được là cùng một hồi doanh. Hạc lão cũng là nhẹ khẽ gật đầu, rút lui đi phòng ngự ôm quyền nói, làm phiền các hạ. Cứ như vậy, vậy coi là có chút chắc chắn. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Nghe tiếng Hạc lão nhưng là nhướng mày một cái, bình tĩnh nói, không thể khinh thường, mặc dù vậy cổ huyền bí cảnh có cản tay, cao cấp cường giả không cách nào đến gần. Nhưng theo chúng ta nắm giữ tình báo tới xem, thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên một ít thế lực đặc thù vậy sẽ giao thiệp với trong đó. Những cái kia tiểu yêu nghiệt cửa, liền ta cũng không ngăn nổi mấy chiêu. Hạc lão một lời, Diệp Thần cũng là hơi làm trầm tư, xem ra Thái Thần tình báo không có lầm, có thể trước mắt cụ già, thực lực nhất định đều không yếu à, lại không địch lại những người đó sao. Ở Diệp Thần trong mắt, cái này Hạc lão tu vi mười phần khủng bố, thậm chí có thể cùng Thái Thần 5 năm mở, dù vậy, cũng không được sao. Hôm nay thương thế hắn rất nặng, thực lực chỉ có đỉnh cấp 60%. Sợ rằng thật không có như vậy dễ dàng. Những cái kia tiểu yêu nghiệt cửa, lại không nói có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng bản thân, thực lực bản thân cũng là cực mạnh, bước cảnh mà chiến, lại là chuyện thường ngày. Hạc lão lắc đầu một cái, nhìn về Diệp Thần, nhàn nhạt nói, cũng tỉ như ngươi, lấy được tịch thần đại nhân truyền thừa sau đó, cho dù chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5, nhưng hôm nay ta, như cũng không phải ngươi địch thủ. Cụ già mơ hồ cảm giác được, nếu như cưỡng ép đánh một trận, hắn bây giờ, rất có thể sẽ bị Diệp Thần đánh chết. Dù là Diệp Thần trọng thương, những tên kia và ngươi như nhau, có lẽ đều không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Cụ già liếc mắt một cái Thái Thần, bất quá có một vị tiên đế cường giả trợ trận, tất nhiên thêm mấy phần chắc chắn, nhưng vẫn cần vạn phần chú ý. Nhất là Chu Thiên Khánh, tên của người này, ngươi hẳn biết. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tự nhiên, tịch thần tiền bối đã từng là ái đồ. Lần trước gặp mặt, vẫn là mấy chục năm trước, khi đó hắn bất quá mới vừa du ngoạn vô lượng cảnh, nhưng suýt nữa đem lão phù đánh chết tại mặt trời lặn giản để, lần này cổ huyền chuyến đi, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Hạc lão ánh mắt chớp mắt, nhìn Diệp Thần, người này cùng điện chủ, thù riêng lại bất luận, hắn thân phận giống vậy thần bí, rất có thể là thiên ngoại thiên một đại tộc người, nếu không cũng sẽ không nhập tịch thần pháp nhãn. Các ngươi khá bảo trọng. Cụ già nói xong, cũng sẽ không lưu lại. Thân hình chớp mắt, hóa thành một đầu bạch hạc thừa dịp chân trời đi. Công tử, người hiện tại trọng thương trạng thái, thật có thể cùng những cái kia yêu nghiệt giao thủ sao? Chu Uyên vẫn là có chút lo lắng Diệp Thần. Cố nhiên luân hồi chi chủ khí vận vô địch, nhưng hắn chưa bao giờ gặp Diệp Thần cũng như này nặng thương thế qua. Một ngày sau, Diệp Thần đám người cùng Giang Mị Âm hội họp. Bởi vì Chu Uyên thực lực không quá đủ, đi qua Thái Thần và Chu Uyên cân nhắc. Hay là đem Chu Uyên che giấu ở võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Thần vậy dịch dung liền mấy phần. Mặc dù Lý Tuyệt Vân và Vô Thiên không quá có thể chú ý tới cổ huyền bí cảnh, nhưng vì an toàn, vẫn là dịch dung đáng tin chút. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần ở cổ huyền bí cảnh tận lực không cần vận dụng luân hồi huyết mạch. Nếu không,
Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân nếu như liên hiệp hạ xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Diệp Thần, Thái Thần, Giang Nghị Âm ba người biến dạng hư không đi. Cổ huyền bí cảnh, không gian tọa độ đã sớm bị xác định vị trí, cái này vô số năm tháng tới, mỗi trăm năm chính là có thiên tài tranh phong, muốn đoạt trong đó truyền thừa. Có thể cổ huyền tôn chủ vậy trí cường truyền thừa, nhưng là không một người có thể thừa, thậm chí liền hắn táng thân mộ, đều là chưa từng có người tìm được. Thiên ngoại thiên, cổ huyền bí cảnh. Liệt nhật trên không, đây là một mảnh hỗn độn mặt đất. Rực cháy mục đích mặt trời nóng rực vẩy chiếu xuống, liền trơ trụi đất đai tựa hồ cũng đang sáng lên, khắp nơi là khô khốc đen sẫm vết máu, có rất lâu trước liền tồn tại, cũng có mới bay lên không lâu. Xem ra đã có không ít người tiến vào. Thái Thần dặn dò Giang Mỹ Âm cùng Diệp Thần phòng bị, đồng thời quan sát địa hình chung quanh. Nơi này bất quá là cổ huyền bí cảnh phía ngoài nhất, coi như là lối vào, nơi đó có một tòa cầu treo, đi thông chân chính bí cảnh, bất quá nhưng là mọi người hoan hỉ nhất âm thầm động thủ khu vực. Giang Mỹ Âm đối cái này cổ huyền bí cảnh cũng không xa lạ gì, hiển nhiên đã từng tới cùng mọi người tranh phong. Ở phía chánh bắc cách đó không xa, vô tận biển đen phun trào ra khiếp người hơi thở, liền chim đến gần, đều là ngay tức thì gảy cánh rơi xuống, dính nửa giọt lâm vào là cướp xám. Nơi này có không gian hạn chế, sợ rằng chỉ có thể từ vậy cổ cầu đi lên. Diệp Thần thi triển đại hoang trộm thiên thuật, mưu toàn trộm mất không gian khoảng cách, nhưng phát hiện cái này cổ huyền bí cảnh quả nhiên có chút con đường, không cách nào thi triển, dĩ nhiên hắn bị thương vậy có nguyên nhân, hắn ngắm nhìn mấy phen, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đích xác là đừng không phải hắn đường, hoành độ vậy biển đen, không khác nào tự tìm đường chết. Vậy lộ vẻ được bể dâu cực kỳ, tùy thời đều là đoạn giữ lời đoạn cổ cầu ở mãnh liệt màu đen đợt sóng gian chập chờn, nhưng là không có phân nửa nước biển giật trên mặt cầu. Nhìn như tàn tạ gãy lìa trên cầu, lỗ hổng chỗ răng khắp nơi trước vô số đường vân, hấp thu đại nhật vẩy chiếu tinh hoa lực, đây là trận pháp, bảo đảm thông hướng bờ bên kia. Đám người đặt chân ở đó u ám tung người mặt cầu bên trên, cho dù là đầu treo mặt trời nóng rực trên không, vẫn là cảm nhận được liền lạnh lẽo thấu xương, mấy đạo hơi thở ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần các người. Cổ cầu treo ở trong hắc hải ương, lay động không ngừng, đứng ở trên cầu Diệp Thần, bên tai vang lên vô số thảm thiết gào thét, có bách thú gào thét, cũng không thiếu tiếng người, thẳng rót bờ bên kia mông lung hư không. Cái này già nua lại thần bí cổ trên cầu, mơ hồ có bóng người nhốn nháo. Ở biển đen mãnh liệt ảnh sóng hạ, cho dù liệt nhật trên không, vẫn là u ám không rõ. Diệt. Giang Mỹ Âm tay bóp pháp ấn, Diệt tự quyết ngay tức thì dâng lên cuồn cuộn hung quang, hóa thành chim thương ưng dương cánh, hướng thẳng tắp cổ cầu cuối giết cướp mà qua. Phịch, phịch, phịch. Không khác biệt giết mang bao trùm hạ, có người không né kịp, tay cụt bể chi giống như là lò xo vậy bắn lên, ngã vào vậy mờ mịt biển đen bên trong, không thấy tung tích. Giang Mỹ Âm giữ lại thủ đoạn, cũng không hành vậy tàn sát cử chỉ. Có cường giả tới. Không tốt, mau lui lại. Những cái kia tới bí cảnh thử vận khí phổ thông võ giả biết rõ không địch lại, rối rít thối lui, liền liền vậy nguyên bản âm thầm chọn lựa sát phạt cử động người, cũng là rối rít dừng tay, tránh ra một cái lối đi để cho mấy người đi qua. Diệp Thần nhìn vòng quanh lúc đó, thần niệm lộ ra, phát hiện nơi đây chặn đánh đám người. Phần lớn cũng không quá vô lượng cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có thiên huyền cảnh tu giả tới đây muốn thử vận khí, cũng là bị chém tới liễu thủ cấp. Đi thôi, chân chính người có thực lực, cũng không qua lại ở chỗ này chặn đánh. Giang Mỹ Âm nhẹ giọng gọi Diệp Thần cùng Thái Thần, cái này cùng tình huống, nàng hiển nhiên đã trải qua, nhịp bước nâng lên, hướng cuối bước vào. Đúng như dự đoán, gõ núi chấn hổ, một chiêu sau đó, lại không người ngăn trở. Tí tách. Tí tách, cổ cầu bờ bên kia chỗ cuối, chưa đến gần, Diệp Thần chóp mũi nhẹ ngửi, một cổ nồng nặc huyết tinh khí tức truyền tới. Có người, Thái Thần nhắc nhở một tiếng, chắn Diệp Thần trước người, cùng Giang Mỹ Âm sóng vai, nhìn về cách đó không xa bờ bên kia bóng người. Dẫu sao Diệp Thần trọng thương, cũng không thể bại lộ luân hồi huyết mạch, Thái Thần muốn chuyến này toàn bộ hành trình bảo vệ. Xa xa, đó là một cái cụt một tay cụ già. Bên trái cánh tay áo tay dài phiêu vũ, chỉ có tay phải ụp lên một cô gái cổ gian. Cụ già năm ngón tay chậm rãi dùng sức, vẫy nguyên bản nhỏ hết sức ngọc non cổ lúc đó, năm cái lỗ máu ồ ồ phun trào, cô gái linh khí và máu không ngừng tràn vào thân thể của lão nhân,
cụ già hơi thở vậy kéo lên mấy phần. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp thần nhìn vậy bị tay không nặn bể đầu cô gái này cho dù là đặt ở thái thượng thế giới, vậy tuyệt đối là các thế lực lớn tranh nhau thổi phồng đối tượng, ở trước mặt lão nhân, trở thành đợi làm thịt súc vật. Ừ, các ngươi cũng là tới phục kích chúng ta. Đổ đã tới mấy cái người tốt. Cụ già âm ngoan cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thái thần cùng Giang Mỹ Âm, còn như Diệp thần, một cái chỉ có thiên huyền cảnh tu vi lại mang thương tiểu tử chưa ráo máu đầu, chính là bị hắn làm như bỏ quên. Nếu đã tới, vậy thì dứt khoát cùng nhau giải quyết hết đi, Tam gia gia. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, Diệp thần theo tiếng kêu nhìn lại, ở vậy phía sau lão nhân cách đó không xa, có một tên thiếu niên cân nhắc nói. Hắn đang cười, như ở ngày thường, vậy nụ cười sáng lạng giống như là 5 km gió xuân vậy ấm áp cùng hú, hai hàng bạch khiết răng lóe lên trong suốt. Nhưng lúc này Diệp thần các người nhưng là làm sao vậy không cách nào tưởng tượng. Như vậy một vị anh tuấn thiếu niên, thủ đoạn nhưng lại như là này bạo ngược. Màu tím trường bào hiện ra hết sang trọng hoa lệ, hắn ngồi ngay ngắn ở mười mấy cái thi thể đắp núi nhỏ đống mà trên, tay phải chống nửa bên gò má, ngáp, mặc cho dưới chân huyết sơn dòng nước chảy đỏ thẫm, màu vàng kia phác họa áo bào tím góc bên đều là không nhiễm một hạt bụi. Những người này lại giết mười mấy tên cường giả. Diệp thần trong mắt đông lại một cái này thiếu niên, bất quá là vô lượng cảnh sơ kỳ. Mà dưới chân hắn thi thể, hiển nhiên là vừa mới chết đi không lâu, liền liền dũng động máu đều là ấm áp. Theo đạo lý, cái này cùng trình độ thảm thiết chiến đấu, thanh thế không nhỏ mới đúng, có thể bọn họ một đường tới, lại là không có chút nào phát hiện, liền Thái Thần và Giang Mỹ Âm cũng không từng cảm giác được. À, cái này, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Thiếu niên tròng mắt đông lại một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thần bên cạnh Thái Thần, trái phải hai bên mục. Khoát tay một cái, giết đi, nhớ đời sau, đừng đụng đến ta. À, đối. Hắn ấm áp cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khỉnh, nhẹ giọng nói, nhớ, giết người các ngươi, gọi là. Đế Tôn Ngọc. Cái gì? Diệp thần cùng Giang Mỹ Âm sửng sốt một chút, chợt nhìn về Thái thần, đừng không cái khác, chỉ vì cái họ này, quá mức đặc thù. Tiền bối, đế thị nhưng có thủ đoạn như vậy hậu bối. Diệp thần có chút khó tin. Cái này thiếu niên, cho hắn áp lực không thiếu. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, có lẽ hắn có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Nhưng hôm nay trọng thương dưới trạng thái, cái này thiếu niên tuyệt đối có tư cách đối hắn ra tay. Chẳng lẽ người này chính là Thái thần trước đây nói đế nhà ra đi truyền kỳ nhất mạch? Tuyệt không khả năng, phải có như vậy người, trong tộc sợ rằng sớm làm bảo bối cung, hắn mặc dù cảnh giới so ta thấp rất nhiều, nhưng ta nhưng không nhìn thấu sâu cạn. Thái thần sắc mặt ngưng trọng, cũng là nhìn Đế Tôn Ngọc, thấp giọng nói. Vèo. Ngay tại mấy người ngẩn ra tới giữa, vậy cụt một tay cụ già chẳng biết lúc nào, đã là thân hình dò được Thái thần sau lưng, một chưởng đánh tới. Sắc sắc. Thái thần giữa chưởng càn khôn vẻ tròn, ngân hà lực đi đôi với tử huyết kích động ra, vậy cụt một tay cụ già, lại là hóa thành mảnh vỡ nháy mắt khác vỡ nát, cùng theo mây mù vậy tản đi. Ừ. Thái thần giật mình. Lại trước liền đối phương nói, theo bản năng bốn phía nhìn lại, nhưng là phát hiện cách đó không xa một người già một trẻ, còn người híp lại, thậm chí so hắn còn muốn kinh ngạc. Tôn Ngọc, nơi này tại sao có thể có một tên thuần huyết tộc nhân? Rất rõ ràng, cụ già vậy cảm thấy thái thần huyết mạch trong cơ thể hơi thở, mới vừa vậy kinh hồng một cái chớp mắt, tử huyết trói lọi không, so hắn còn muốn tinh khiết. Thậm chí, có thể so với Đế Tôn Ngọc và một vị kia. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đế Tôn Ngọc khiếp sợ, hắn có thể tin chắc, trong tộc chưa bao giờ gặp qua người này, tiên đế cấp bậc thuần huyết đế thị, làm sao có thể? Đế Tôn Ngọc, ngươi là đế thị tộc nhân. Thái thần ánh mắt lóe lên, trong phảng phất giống như là nghĩ tới điều gì, vậy tổ điện lúc đó, đế nhà tổ tiên từng nói tới ra đi truyền kỳ nhất mạch. Xem ra là đan vực vậy đế nhà nhất mạch. Vẫn còn có cái này cùng tinh khiết huyết mạch lực, xem ra vậy phế tộc. Còn có một bảo. Đế Tôn Ngọc cũng là nghĩ tới điều gì, bất quá hắn khiếp sợ, chính là người này huyết mạch lực, lại trực bức hắn. Đế Tôn Ngọc, nhưng mà đế thì được gọi là ngàn năm qua, huyết mạch gần gũi nhất tổ tiên tồn tại, trong tộc cũng chỉ mình đại ca huyết mạch cao hơn hắn mới đúng, nhưng hôm nay, hắn mà lại ở một người xa lạ bên cạnh, cảm nhận được liền huyết mạch uy áp. Xem ra ngươi hẳn biết ta là ai.
Đế Tôn Ngọc hít sâu một hơi, nhìn Thái Thần cười một tiếng, như thế xem ra, các ngươi hẳn không phải là tới chặn đánh ta chứ. Hoan nghênh gia nhập. Hắn gò má treo lên lau một cái cười nhạt, giống như là chờ đợi mấy người thần phục. Đi thôi. Giang Mị Âm thấy hai người thu tay lại, nàng cũng là chắp tay nhìn một chút Diệp Thần, hai người đối mặt gật đầu, qua cổ cầu, không thấy Đế Tôn Ngọc hai người, Diệp Thần các người hướng bờ bên kia chỗ sâu chậm rãi đi tới. Các người đây là đang cự tuyệt ta sao? Đế Tôn Ngọc thấy ba người không chút nào quay đầu dự định, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất, thanh âm bình tĩnh truyền tới. Truyền kỳ nhất mạch đế thị, chúng ta có thể không với cao nổi, tất cả quét tuyết trước cửa đi, nếu có thể đến vậy bí cảnh chỗ sâu, gặp lại. Giang Mị Âm liếc mắt, hướng về phía Đế Tôn Ngọc khoát tay một cái, ba người nhịp bước không ngừng, hướng chỗ sâu đi tới. Ừ, có ý tứ. Đế Tôn Ngọc tay phải nhẹ nhàng nâng dậy, nắm chặt lại buông xuống, như vậy lặp đi lặp lại, trong mắt âm tình lúc đó, cũng là nhìn về lúc tới cổ cầu đường. Như hắn thần phục với ta, có thể cân nhắc mang về, có dị tâm nói, liền diệt trừ đi. Bên cạnh cụt một tay cụ già khẽ vuốt cằm, vừa muốn xoay người đi truy đuổi, nhưng là bị Đế Tôn Ngọc đưa tay ngăn lại, như bọn họ nói, còn có gặp lại thời cơ, chánh chủ ở chúng ta phía sau, đi trước gặp họ Chu vậy tiểu tử. Nhiều năm như vậy không thấy hắn, ta muốn cân nhắc một chút hắn hay không còn có ngày xưa tiêu chuẩn. Đế Tôn Ngọc cân nhắc nói. Mà làm Diệp Thần ở cổ huyền bí cảnh thời điểm, mà Tổ Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân, vẫn không có cảm giác được Diệp Thần rơi xuống. Thằng nhóc này rốt cuộc đi nơi nào? Hắn hôm nay trọng thương, vì sao không có chút nào nhân quả biểu hiện? Hắn chắc còn ở thiên ngoại thiên mới đúng, chẳng lẽ đã rời đi? Lý Tuyệt Vân ngưng trọng nói. Thằng nhóc này ở thiên ngoại thiên không có người quen, hắn coi như thế nào đi nữa giấu, vậy giấu không được quá lâu, ta đoán, hắn cuối cùng cũng muốn đi thiên thảo sơn trang. Có thể cổ quái chính là, ta phái người nhìn chằm chằm thiên thảo sơn trang, cũng không có phát hiện luân hồi chi chủ đi. Lý Tuyệt Vân con người híp lại, luân hồi chi chủ thủ đoạn rất nhiều, hắn sẽ hay không vận dụng thủ đoạn nào đó, ví dụ như Phật tổ chân kinh Phật Pháp, vượt qua chúng ta tai mắt, trực tiếp đi cỏ thần nơi đó. Hẳn không có thể, nhưng nếu như bị thương luân hồi chi chủ có cỏ thần bảo vệ, đây có thể phiền toái. Mà Tổ Vô Thiên đánh bắt tay chỉ, không ngừng suy tính tương lai cát hung, thật sâu cảm thấy khó giải quyết. Thế hệ này thảo thần thiên tôn, chỉ là đứa nhỏ, chín thần thời đại nàng trước nhất bị loại, chưa đủ là mắc. Lý Tuyệt Vân nói, trong giọng nói có chút xem thường cỏ thần. Hừ, cỏ thần coi như là đứa nhỏ, đó cũng là chín thần một trong, không thể khinh thường. Mà Tổ Vô Thiên thần sắc lạnh lùng, cũng không có hết lấy xem nhẹ. Vậy ngươi muốn như thế nào, còn phải tiếp tục đuổi giết sao? Lý Tuyệt Vân hỏi. Dĩ nhiên, thằng nhóc này thương thế nghiêm trọng như vậy, trong thời gian ngắn quyết không thể khôi phục, đây là giết chết hắn lớn thời cơ tốt, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Bất quá, thằng nhóc này có luân hồi đại khí vận, không dễ dàng đối phó, tin tưởng ngươi vậy chính mắt nhìn thấy. Ta sẽ triệu tập vực sâu thần điện cường giả tới đây, ngươi cũng trở về Di La cung tổng bộ một chuyến, kêu nhà các ngươi cung chủ đích thân ra tay đi. Mà Tổ Vô Thiên rất nhanh làm xong quyết định, nhất định là phải tiếp tục đuổi giết Diệp Thần, tuyệt không thể để cho Diệp Thần đạt được thở dốc. Hơn nữa, phù sinh tuyệt mệnh còn ở Diệp Thần trong tay, hắn làm sao có thể mặc cho Diệp Thần nắm trong tay binh khí này. Chỉ là, Diệp Thần nếu quả thật đi thiên thảo sơn trang, có thảo thần thiên tôn bảo vệ. Muốn tiêu diệt mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Hắn liền muốn liên hiệp vực sâu thần điện lực lượng, còn có mời Di La cung cung chủ mang Thiên La cùng ra tay, đối kháng luân hồi. Lý Tuyệt Vân trong lòng rét một cái, nếu như là ở ngày thường, hắn là bất tiết nhất cố, cảm thấy bằng vào mình lực lượng, cũng có thể giết chết Diệp Thần. Nhưng hiện tại, thấy được luân hồi khí vận mạnh mẽ, hắn cũng biết khó giải quyết, lập tức liền gật gật đầu nói. Tốt lắm. Ta liền trở về kêu cung chủ xuất quan. Thỏa thuận xong, hai người mỗi người trở về triệu tập người, rồi sau đó ước định thời gian ra tay. Lý Tuyệt Vân trở lại Di La âm vực Di La cung, nhưng thấy Mang Thiên La đã xuất quan, cả người hắc ám khí tức dâng trào, còn người ma hy như điện, không khỏi lấy làm kinh hãi, cung kính khom người nói. Cung chủ đại nhân, người đã xuất quan sao? Mang Thiên La là hết sức là cường hãn tiên đế cao thủ. Năm xưa đã có chứng đạo không không tư cách, chỉ bất quá, tử thần giáo đoàn chẳng muốn hắn phi thăng,
miễn được hắn đánh loạn tử thần giáo đoàn hiện hữu cách cục. Bởi vì chuyện này, Mang Thiên La vậy một mực cảnh cảnh tại trong lòng, giữa trán từ đầu đến cuối mang che lấp. Hắn mình không thể phi thăng, liền không muốn nhìn thấy người khác phi thăng. Cho nên, ban đầu Pháp Hoa Tôn giả, sắp phi thăng thời điểm, hắn liền ra tay ngăn chặn, toàn bởi vì trong lòng ghen tị ý. Lý Tuyệt Vân có trụ quang huyết mạch, năm xưa là ngàn nhện thiên quân Nguyện Thiếu người học trò, nhưng bởi vì Nguyện Thiếu người có bốn tên học trò, trừ tứ sư muội gừng hâm mà thiên phú kém một chút bên ngoài, cái khác người người đều là dị bẩm thiên phú hạng người, hắn cũng không có được bất kỳ đặc thù đào tạo. Nguyện Thiếu người cũng biết mình tinh lực có hạn, không thể nào tài bồi bốn tên học trò như thế nhiều, liền đem Lý Tuyệt Vân đưa đến Di La Cung tu luyện. Lý Tuyệt Vân vào Di La Cung sau đó, lập tức bị Mang Thiên La coi là mình sinh, phong thành thánh tử. Mang Thiên La đối hắn thương yêu có thừa, lại chuyên tâm đào tạo, rốt cuộc để cho hắn phát huy ra trụ quang huyết mạch thần uy, chính là vô lượng cảnh tầng thứ ba, thì có nghịch phạt tiên đế bản lãnh. Cho nên, đối với Lý Tuyệt Vân mà nói, Mang Thiên La không chỉ là Di La Cung cung chủ, coi như là hắn cái thứ hai sư phụ. Hắn biết Mang Thiên La nóng nảy ngang bướng, bởi vì năm xưa bị tử thần giáo đoàn cấm tuyệt phi thăng, buồn bực bất đắc chí, cho nên nóng nảy đặc biệt kém, hở một tí nổi giận giết người. Cho nên ở Mang Thiên La trước mặt, Lý Tuyệt Vân cũng là khá là cung kính cẩn trọng. Ngươi và ma tổ vô thiên, thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền. Mang Thiên La ánh mắt âm trầm, ngón tay nặn tính, dòm ngó hôm nay cơ hội, nhìn rõ tất cả. Đệ tử bất lực, mời cung chủ trách phạt. Lý Tuyệt Vân thật là xấu hổ, vốn là hắn còn muốn giết chết Diệp Thần, đòi thiên nữ niềm vui, nào nghĩ tới Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh như thế lợi hại, đơn giản là uy chấn vạn cổ, chiếu sáng thiên địa tinh không, không có bất kỳ vật gì có thể cùng xứng đôi. Không phải ngươi sai. Vậy luân hồi chi chủ, hắn liệt nhật mệnh tinh, dung hợp vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi sau đó, đổi được vô cùng sáng chói, uy năng quả thực là lợi hại. Ngươi không địch lại hắn, không phải ngươi sai, coi như là bổn cung chủ, cũng không cách nào chống lại liệt nhật mệnh tinh huy hoàng, vũ hoàng cổ đế tới cũng không nhất định phải, đây là chí cao tới vĩ luân hồi lực lượng, không phải thế gian người bất kỳ có thể chống lại. Mang Thiên La đánh bắt tay chỉ, suy tính rõ ràng Diệp Thần đột phá mạch lạc, gương mặt cũng thay đổi được vô cùng vắng lặng, thật sâu cảm thấy khó giải quyết. Dừng một chút, hắn sắc mặt hơi tỉnh lại, nói. Bất quá, cái này liệt nhật mệnh tinh ánh sáng, quá mức mênh mông ngoại hạng, coi như là luân hồi chi chủ đây, vậy là không thể hoàn toàn nắm trong tay, trừ phi hắn phi thăng không không. Hắn nếu là triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, tự thân cần phải chịu đựng cực lớn áp lực, hơn nữa vậy duy trì không được thời gian bao lâu, tối đa nửa phút chính là cực hạn. Đối mặt hắn liệt nhật mệnh tinh, chỉ cần chống đỡ hơn phân nửa chung không chết, vậy thì cũng không chiến mà thắng. Lý Tuyệt Vân tinh thần chấn động, nói cung chủ xem rõ, đúng là như vậy, vậy tiểu tử uy năng bá đạo là bá đạo, nhưng cũng không thể kéo dài, đây là hắn chí mạng nhược điểm. Mang Thiên La gật gật đầu nói, hắn hôm nay bị liệt nhật mệnh tinh cắn trả, tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là xúc diệt hắn thời cơ tốt, ha ha, ta tự mình xuất quan, và ma tổ vô thiên cùng nhau, phong tỏa thiên ngoại thiên. Đến lúc đó lại đi Thiên Thảo Sơn Trang há miệng chờ sung dụng, vây quét vậy tiểu tử, ngươi nhìn cho thật kỹ. Lý Tuyệt Vân đại hỉ, nói cung chủ đại nhân đích thân ra tay, vậy tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mang Thiên La hí mắt cười một tiếng, nghĩ thầm nếu thật có thể chu diệt luân hồi, thành tựu vạn cổ không có sự nghiệp, đến lúc đó, hắn liền có thể phi thăng đi không không thời không, coi như Thiên Khải Chí Tôn tới, cũng không ngăn được hắn. Lập tức Mang Thiên La triệu tập Di La Cung cường giả, chừng mấy ngàn người nhiều, khí thế hung hăng, trước phong tỏa toàn bộ thiên ngoại thiên, miễn được luân hồi chi chủ trở lại luân hồi trận doanh. Ma tổ vô thiên bên này, vậy triệu tập mấy ngàn vực sâu thần điện cường giả, toàn bộ là có hoàng kim huyết mạch ma thần, người người dũng mãnh bướng bỉnh, sát phạt ác liệt. Hai bên đội ngũ hội họp, lấy Mang Thiên La và ma tổ vô thiên cầm đầu, ào ào phong tỏa hết thảy. Hơn nữa vậy phái một phần chia đội ngũ đi trấn thủ ở Thiên Thảo Sơn Trang vùng lân cận. Tuy nói Thiên Thảo Sơn Trang, có Thảo Thần Thiên Tôn bảo vệ, nhưng Thảo Thần Thiên Tôn, dẫu sao là chín thần bên trong yếu nhất tồn tại. Hơn nữa, nơi này là thiên ngoại thiên, cũng không phải là thế giới hiện thật, thần linh lực lượng, ở chỗ này vậy sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Mang Thiên La và Ma Tổ Vô Thiên, đều là cao cấp tiên đế, tự nhiên không sợ.
Cùng lúc đó Diệp Thần bên này, hắn tự nhiên không biết Vô Thiên và Mang Thiên La há miệng chờ sung dụng đợi chờ mình. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là cổ huyền bí cảnh. Tiền bối, vậy tiểu tử thật là đế nhà. Đế nhà chẳng lẽ còn có bí mật? Diệp Thần mặc dù mơ hồ có suy đoán, nhưng cho đến Thái Thần gật đầu, hắn vẫn là có chút khó tin, đụng phải thứ một thiên tài yêu nghiệt, lại là đế thị tộc nhân. Cái thằng nhóc đó rất cổ quái, sợ rằng có chút thủ đoạn. Giang Mị Âm cũng là nhắc nhở. Chỗ này vậy cổ quái rất, mơ hồ có chút và không không lúc nào không tới gần áp chế thiên địa quy luật lực. Thái Thần vừa dứt lời, hư không chập chờn, một đạo ý định giết người lăng nhiên tới. Ý định giết người mang lôi đình vô tận lại là hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay tức thì vận chuyển giới tử Phật Pháp, đem thân thể hóa thành một viên giới tử bụi nhỏ, một kích này ngay tức thì rơi vào khoảng không. Sau đó Diệp Thần phục hồi như cũ, vận chuyển Phật Tổ chân kinh bên trong pháp môn, trên thân kiếm Phật quang dâng lên, hai ngón tay là kiếm, Chu Ma Phật kiếm. Keng! Một hồi tiếng kim loại truyền ra, liền không gian đều bị vặn vẹo khủng bố sát chiêu, giống như là chém vào tấm sắt bên trên, Diệp Thần nguyên cánh tay đều là tê dần, căn căn kinh mạch nổ tung, cánh tay phải cũng suýt nữa chân vỡ. Đây là cái quái vật gì? Cố nhiên mình trọng thương, thực lực suy yếu mấy phần, nhưng cũng không thể có thể sẽ như vậy đi. Đừng động! Giang Mị Âm vội vàng lên tiếng, muốn phải ra tay. Thái Thần sửng sốt một chút, vội vàng đánh cờ gian lựa chọn tin tưởng cái trước, chỉ gặp vậy giết người tới ảnh hóa thành một đoàn xương máu tản đi, tại chỗ chỉ có một hơi loang lổ tàn trung vụn vặt cắm trong lòng đất. Ừ! Diệp Thần lúc này mới thấy rõ, lúc trước mình một kiếm, chém đến vậy một hơi tàn trung cổ kim chất liệu trên, vậy viễn cổ thần binh mặc dù linh vận tiêu tán, nhưng lại xa không phải hắn có thể phá hủy tồn tại. Trong nháy mắt phản chấn suýt nữa tổn thương mình. Chỗ này, trận pháp cổ quái không thể tìm, thêm tới lại có rất nhiều cường giả chết, không không hơi thở cùng diệt thế sát khí xen lẫn, ra đời những sinh vật này, nói là ảo ảnh, vậy không hẳn vậy, bị bọn họ làm bị thương, rất có thể sẽ có sẹo, vạn phần chú ý. Giang Mị Âm dặn dò. Lạnh như băng mặt đất bên trên, mơ hồ tùy ý có thể gặp cổ quái kia xương máu ngưng tụ thành bóng người phân đĩa ném toàn. Khi thì diễn hóa thiên địa đại thế rơi xuống sát kiếp, khi thì tán loạn thành một đoàn thanh khí tản ra chui vào mặt đất, mười phần quỷ dị. À! Một tiếng hét thảm, có tán tu bị máu kia xương mù nhất kích chém tới liền đầu lâu, nguyên cái thân thể đều là ngay tức thì bị xương máu bao phủ, mấy tức gian tản đi lúc đó, liền cho cốt đều là không tích chữ. Quá kinh khủng, liền thần hồn cũng không kịp rời thân thể. Một tên vô lượng cảnh sơ kỳ chính là như vậy bị vậy xương mù đỏ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, hài cốt không còn. Theo mấy người tiếp tục đi tới trước, cái này cảnh tượng thê thảm cũng ở đây càng ngày càng nghiêm trọng, đột một tiếng gào thét cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ ở vang lên bên tai, giống như tiếng nổ vậy khiếp người. Cách đó không xa, một tên vô lượng cảnh trung kỳ mạnh mẽ kiếm tu vậy gặp cướp, hắn phản ứng hết sức nhanh chóng, thời gian đầu tiên phản kích. Nhưng lại vẫn bị gặm hết nửa khắc đầu lâu, đếm đạo kiếm mang trùng tiêu để gặp, thần hồn chính là hoàn toàn bị gặm ăn hầu như không còn. Một tên cường đại kiếm tu, lại chỉ là kiên trì mấy tức liền bỏ mình. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, Chu Huyên kinh ngạc tiếng vang lên, cái này cảnh tượng, quá mức làm người ta rợn cả tóc gáy. Thái Thần cùng Giang Mị Âm trước sau ra tay, giết mang diệu thế, cũng không quá chỉ là đánh tan đoàn huyết phụ kia, cho đến nó tung bay hướng phương xa. Lần nữa ngưng hình nổ lên đánh bất ngờ những người khác. Còn như Diệp Thần, coi như không dùng tới luân hồi huyết mạch và lá bài tẩy, tu luyện Phật Tổ chân kinh hắn, vậy không tường tiếp cận, sát phạt hơi thở cũng đã bị nuốt lột 7-8, dẫu sao vô chủ, còn dư lại uy năng chưa đủ 10-20%, bằng Diệp Thần thủ đoạn, có thể tùy tiện phá giải. Nhưng hắn lại cũng không vui vẻ, Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh vẫn nhìn bốn phương mông lung mặt đất, hắn mơ hồ cảm giác được. Có một đôi tròng mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Giống như là rắn độc vậy, ẩn núp yên lặng, chờ đợi nhất kích bị mất mạng thời cơ. Mặt trời nóng rực loang lổ, màu đen mặt đất bên trên, khắp nơi cuộn sạch sương mù đỏ, không khí bên trong rỉ ra mùi máu tanh gay mũi nói, đó là vô số rơi xuống thiên tài mùi vị. Bất quá vừa mới bắt đầu, thành phiến tu giả chính là ngã xuống, giống như lúa mạch hạt kê, chờ đợi lưỡi hái cắt cướp, không thiếu lần đầu tiên tới thiên tài. Trong mắt đã lóe lên tuyệt vọng không giúp ánh mắt. Đế tôn ngọc áo bào tím vù vù, ba đạo màu tím tiên tức lượn lờ bên ngoài cơ thể, đi dạo sân vắng lúc đó,
đến gần xương máu sụp đổ, hắn ánh mắt nhìn thẳng phương xa, giống như là tiên đế xuống trần vậy thoát tục. Cụt một tay cụ già bạn hắn cỡ đó, giống như là lưỡi hái tử thần vậy đứng sừng ở thiếu niên sau lưng, thân hình lay động, nhưng cho người cảm giác giống như là chưa từng bước chập chừng. Diệp thần các người đứng ở cách đó không xa, cũng là cảnh giác bốn phía, đi về phía mênh mông cổ huyền bí cảnh chỗ sâu. Những phương vị khác tu giả cũng là như vậy, liền liền các tán tu, đều là từ phát hợp thành tạm thời liên minh, lưng tựa lưng dựa vào mà độ, thần sắc của mỗi người nghiêm túc bên trong có một chút khao khát. Vậy cổ huyền tôn chủ cơ duyên đang ở trước mắt, đạt được phân nửa, cũng có thể ngất trời. Vô số người có hình quạt chậm chạp đẩy tới, ở nơi này lạnh như băng trên vùng đất, bọn họ giữa trán mồ hôi hột không ngừng tuột xuống, rơi xuống đất thành băng, ở đó sương mù đỏ thổi lất phất hạ, hóa thành nhận phong đổ gai tới. Nhìn lại Diệp thần các người, ba người tiểu đội ở nơi này nguy cơ chi địa, hơi có vẻ đơn bạc, trừ đế tôn ngọc ra, bọn họ số người tối thiểu. Sau lưng một đạo bừng bừng vậy hơi thở nhanh chóng đến gần, ước chừng 5-6 người đội ngũ thanh thế cuồn cuộn tới. Ha ha ha, không nghĩ tới, Giang Nghị Âm người còn dám tới. Giọng châm chọc vang lên, ở bọn họ sau lưng. Cuồng phát bay múa người đàn ông đồ đen một quyền đánh nát xương mù đỏ phá ra, ở sau lưng hắn 5 người bất ngờ đều là vô lượng cảnh cường giả, nhịp bước theo sát hắn tới. Chu Thiên Khánh. Giang Nghị Âm thấy người đến, sắc mặt cũng là trầm xuống. Diệp thần theo thanh âm nhìn lại, nam tử một đầu màu đỏ thẫm mái tóc dài 10 phần rõ ràng, thon dài thẳng vóc người rất có một bộ đỉnh thiên lập địa thế, hắn hai tròng mắt tới giữa, có sấm sét mang ở sen lẫn ngang dọc, 10 phần bức bách người. Hắn xuất hiện vốn là cường thế, trong lời nói đám người men theo Chu Thiên Khánh ánh mắt nhìn lại, ngay tức thì toàn bộ người ánh mắt tập trung ở ba người tiểu đội trên mình. Đây là muốn khai chiến không? Vừa mới đặt chân cổ huyền bí cảnh, thì phải lấy mệnh tướng bắt. Cái này có gì không dám, ngược lại là ngươi vậy giọng, còn không bằng vậy đầu bù xù mặt dơ bẩn tóc rối bời khoe khoang. Diệp thần nhận lấy Chu Thiên Khánh mà nói, còn ngươi híp lại, đáp lại. Tất cả người kinh ngạc, tên này còn dám mạnh miệng. Chẳng lẽ không sợ ngay tức thì dẫn chiến, sát phạt lửa thiêu thân sao? Lúc trước Chu Thiên Khánh cường thế cư thượng, đã để cho vô số người sinh lòng sợ hãi chi niệm. Cái này trong đó không thiếu thiên ngoại thiên người đến, đối với Chu Thiên Khánh tên, đây chính là sớm có nghe đồn. Mặc dù tên này năm gần đây chưa từng hoạt động, nhưng năm xưa ngày trước nhảy vút tên, có thể phân không chút nào so đế tôn ngọc yếu hơn. Đúng như dự đoán, Chu Thiên Khánh trong mắt đông lại một cái, sấm sét dị tượng cơ hồ đoạt hố mắt ra, cứng ngắc thần sắc hồi lâu mới có biến ảo, hơi co rút khóe miệng gian sát ý ngưng tụ, liền vậy xương mù đỏ đều là mơ hồ ngửi được hơi thở. Dần dần tụ lại vần quanh tới. Đám người thấy vậy, rối rít tứ tán trốn ra, ngược lại là có cái cô gái nhỏ rảo hoạt mắt đẹp trong nháy mắt, xanh màu bên trong hiện ra hết vui mừng. Cái này là, luân hồi chi chủ. Mặc dù che đậy hơi thở và dịch dung, có thể lừa gạt được tiên đế, nhưng không giấu giếm được ta. Quả nhiên có cá tính, ta thích. Cười hắc hắc, nguyên bản vểnh lên trước chân nhỏ nha bóng người tránh thể gian hóa thành bọt nước tản ra. Lại không gặp tung tích. Diệp thần nhìn thẳng Chu Thiên Khánh, vừa nghĩ đến hiện tại mình bị thương, chọc là một không bằng thiếu là một, liền cười nhạt, nhún vai. Chỉ đùa một chút, cũng có phần quá mức không phóng khoáng chút. Diệp thần cũng rất rõ ràng, tịch thần đã từng là học trò, cũng không bình thường. Người này là ai? Không ít người buồn bực Diệp thần thân phận, Giang Nghị Âm bên cạnh Thái thần cũng được đi, dẫu sao là một tên mới vừa bước vào tiên đế cường giả. Có thể Diệp thần, một cái thiên huyền cảnh tu giả, ở nơi này cổ huyền bí cảnh tuyệt hung chi địa bên trong, có thể nói yếu nhất cũng không quá đáng. Mấu chốt tựa hồ trên mình còn mang tổn thương. Cách đó không xa, đế tôn ngọc thấy Chu Thiên Khánh ăn tất, thua lập hai tay cũng là khó hiểu cả một cái chóp mũi, trêu nói, người ta vì người đẹp tới, thấy người cái này thiên huyền cảnh tầng thứ 5 phế vật đến gần người đẹp, trên mặt mũi cũng là tự nhiên. Đế tôn ngọc trong lời nói. Không ít người ánh mắt đặt ở Giang Nghị Âm trên mặt. Một bộ váy trắng tuy làm, nhưng lại khó nén uyển chuyển dáng người, tuyệt đẹp gương mặt ở nơi này sương mù đỏ lượn quanh đường cùng lúc đó, hơi hiện lên đỏ thắm, tóc xanh vần theo chiều gió, ánh nắng vẩy chiếu xuống hình bóng đều là thướt tha, không minh vô song, bưng được một đời tuyệt sắc người đẹp. Nàng là, năm xưa tịch thần mang đi. Xuyệt, nghe Chu Thiên Khánh bị tịch thần trục xuất sư môn,
Chu gia vậy vì vậy ở thái thượng thế giới quét chút mặt mũi. Ta nói sao, rất lâu chưa từng thấy Chu Thiên Khánh ở thái thượng lộ mặt, nguyên lai là bị Chu gia vị kia trục xuất. Nói không chừng chuyến này, chính là hắn trở về kèn hiệu, dẫu sao người mệnh cây có bóng, vậy đồng lứa, từ đầu đến cuối có hắn một tiệc, hắn là Chu gia nhất có cơ hội phi thăng không không thời không tồn tại. Đám người bên trong nhỏ giọng nghị luận không ngừng, mọi người tại đây nhìn về Giang Mỹ Âm ánh mắt, cũng đổi được nghiền ngẫm. Giang Mỹ Âm biên tiên như thải điệp, thần minh bơi thiên hạ, như tiên nữ xuống trần, lại vừa vặn, ta cũng lớn lên khá tốt, ngược lại cũng xứng đôi. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng lại là chút nào chưa cho Đế Tôn Ngọc Lưu phân nửa mặt mỏng, xoay người chính là nhìn vậy ham hở Đế Tôn Ngọc nói. Ngược lại là ngươi, như vậy thủ nháo Chu huynh, chẳng lẽ là vậy mơ ước Giang tiểu thư dung nhan tuyệt thế? Chỉ là đáng tiếc, Chu huynh còn tính là chân tiểu nhân, còn như các hạ sao, ngụy quân tử mà thôi. Càn rỡ, ở Đế Tôn Ngọc bên người, cụt một tay cụ già nghiêm nghị dày, lần đầu tiên có động tĩnh. Đế Tôn Ngọc cũng là sững sờ, cái thằng nhóc này lại dám đồng thời thụ địch Chu Thiên Khánh và mình, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Ở thiên ngoại thiên, Đế Tôn Ngọc cùng Chu Thiên Khánh có thể nói cùng nổi danh, cộng gọi trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài, tuy không đạt tới Lý Tuyệt Vân, nhưng cũng không thể khinh thường, có thể hiện tại nhưng song song bị Diệp Thần chèn ép. Đế Tôn Ngọc trong mắt vừa chuyển, cũng là cười ra tiếng, khoát tay một cái, nhẹ giọng nói. Vị cô nương này người đồng hành bên trong, có ta đế gia tộc người, ai là tên hề nhảy nhót còn thật không nhất định. Cách đó không xa Chu Thiên Khánh chân mày cao lại, nhìn về Thái Thần, khó trách cái tên kia từ vừa mới bắt đầu liền cho mình một loại mười phần khó chịu cảm giác, quả nhiên, đế nhà vậy nhất mạch tử huyết, làm hắn khó chịu. Ha ha, Giang Mỹ Âm, ngươi ngược lại là thủ đoạn không tệ à, cầm một đám người sắp chết câu dẫn xoay quanh. Theo Chu Thiên Khánh tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn năm tên cường giả đều là càn rỡ cười quái dị, thanh âm chói tai ngay tức thì truyền khắp cái này mặt đất mỗi cái xó xỉnh. Cái này năm người, có càn rỡ vốn. Bọn họ trên mình tựa hồ cũng có một chút không không lúc nào không liên hệ hơi thở, không biết là lấy được không không thời không cơ duyên vẫn là cái gì. Trong năm người, có hai người sợ rằng có đối kháng tiên đế thực lực. Đế Tôn Ngọc bên cạnh cụt một tay cụ già nghe vậy, lạnh nhạt con ngươi vậy nhìn về Chu Thiên Khánh. Bởi vì câu nói kia vậy dính đến Đế Tôn Ngọc, cho nên, hắn đáng chết. Đám người rối rít chớ có lên tiếng, hiện trường bầu không khí đạt tới điểm giới hạn, cây kia căng thẳng huyền tùy thời sẽ đoạn, hậu quả chính là đại chiến sinh tử. Một khi lần nữa khai chiến, nhất định có người chết, vô luận ai thắng ra, đối với tán tu mà nói, đều là ngư ông, có thể được lợi. Không chỉ có cổ huyền bí cảnh ít đi một cổ mạnh có lực đối thủ cạnh tranh, thậm chí vậy cơ duyên. Cũng có đại khái trước tiên đi đoạt. Đi thôi. Giang Mỹ Âm nhưng là không quan tâm chút nào hết thảy các thứ này, khoát tay một cái, trước mặt nhiều người như vậy, một khi đánh, thắng thua vẫn là không biết, nàng cũng không sẽ để cho vậy một bên xem trò vui Đế Tôn Ngọc ngồi làm ngư ông nhân vật được lợi. Chu Thiên Khánh thấy cái trước mi mắt từ đầu đến cuối chưa từng nhìn xem hắn, chắp tay rời đi, nặn xiết hai quả đấm cũng là chậm rãi buông xuống, không nói một lời, tùy ý họ rời đi. Sau lưng năm tên cao thủ cũng là im lặng. Oanh! Oanh! Đột nhiên, dị biến nổi lên. Tam phương rằng có sóng gió không bình, động đất thiên diêu cảnh tượng đứng lên, tuyệt đất giữ chỗ sâu sương mù đỏ giống như là liên thiên màn mưa vậy tấn công tới, treo rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, trời ơi, tại sao có thể có như vậy mãnh liệt sương mù đỏ? Không ít người mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vậy một đoàn sương mù đỏ liền có thể tùy tiện từng bước xâm chiếm một tên chí cường, nếu như như nước thủy triều đổ xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Liền liền Chu Thiên Khánh và Đế Tôn Ngọc, giờ phút này cũng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này cùng mãnh liệt đỏ mặt gió bão, liền bọn họ cũng không thể không chú ý đối đãi. Sương mù đỏ dần dần đang ép gần, vô số người ra đầu cũng nổ bể ra, mười phần kinh khủng cảnh tượng, thành phiến bóng người cầm đao đánh tới, mỗi một cái bóng. Tung động thiên địa đại thế cũng vô cùng kinh hãi, không gian đều là bất thường vặn vẹo. Cái này còn làm sao đánh? Không ít người lúc này liền là mất ý chí chiến đấu, đạo tâm sắp treo, ở đó gió bão tới sắp trước, lựa chọn tự bảo. Phịch, phịch, từng tiếng rên, đó là vô số tu giả lựa chọn tự bảo thần hồn và thân xác, giữ sau cùng thể diện. Một đám phế vật, thà đỏ mặt tự sát chết, không muốn hát vang hướng may sinh. Chu Thiên Khánh khinh thường hừ lạnh,
bày ra chiến trận, sau lưng năm người tất cả lập tâm trận, ánh mắt kiên nghị, sát ý lăng nhiên. Đế tôn ngọc ba đạo tím tức hóa thành một đầu sắc đẹp rồng thần quanh quẩn quanh thân, thân rồng làm khung xương mở ra phòng ngự. Bất diệt long chung. Không đúng, không đúng. Một bên Giang Mị Âm vốn muốn bóp pháp ấn chống lại, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại, là ảo ảnh, không phải thật. Thái thần nhướng mày một cái, nhìn gần ngay trước mắt đỏ mặt, lo lắng nói, ảo ảnh. Có thể vậy uy áp, không giống như là ảo cảnh. Ta cũng không nói lên được, nhưng có thể chắc chắn, không cần phòng ngự, trực tiếp đi. Diệp Thần có thần thánh chi thư, còn có võ tổ đạo tâm, hắn cảm ứng sẽ không ra sai. Giang Mị Âm các người tự nhiên tin tưởng Diệp Thần, rất nhanh chính là rời đi, bất quá cho dù như vậy, ở đỏ mặt bên trong, hắn và Giang Mị Âm các người vẫn là tản mát. Oanh! 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 Đỏ mặt đè xuống, chỉ có ba người tiểu đội ngay tức thì biến mất ở sương mù đỏ cuối, những người còn lại đều là bày ra chiến trận, bày trận mà đợi. Lạc lạc ạc! Như chuông bạc tiếng chê cười vang lên, vậy đầy trời sương mù đỏ giống như là ảo ảnh vậy ở tiếp xúc mọi người một sát gian sụp đổ tiêu tán, chỉ có phân dương cắt bụi cửa hàng. Huyễn cửa, Đinh Nguyệt Như. Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Khánh phản ứng đầu tiên chính là bị đùa bỡn, cái này huyễn cửa thủ đoạn có thể làm được lấy giả loạn thật, bất kỳ uy áp cũng có thể bị hắn mô phỏng. Lúc trước vậy sương mù đỏ sát phạt lực, bị cô nàng kia lấy ảo voi sống lại, trêu đùa đám người một cái. Thậm chí không ít người vì thế tuyệt vọng, tại chỗ lựa chọn tự bảo. Hi hi hi, một đám ngu xuẩn ra hỏa, không cùng các người chơi rồi. Trên hư không, chỉ lưu hạ một tiểu cô nương hình bóng, quay đầu lại gian màu xanh thẳm con ngươi tràn đầy khinh thường, hướng chỗ sâu chạy đi. Kỳ quái, cái đó gọi Diệp Thần ra hỏa lại có thể khám phá tay ta pháp, ta đây phải thật tốt xem, để cho Sở Lam ca ca cũng biết người rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy. Ninh Nguyệt Như đuổi theo Diệp Thần đám người nhịp bước đi. Chủ nhân, muốn không muốn ta đi trước làm thịt cái thằng nhóc đó. Đợi đến sương mù đỏ tản đi, Chu Thiên Khánh các người đều là sắc mặt tái xanh, trước sau bị Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như bày một đạo. Người sau cũng được đi, dẫu sao cô nàng kia phía sau đài cũng là 10 phần liền được, huống chi huyễn cửa thủ đoạn vậy khá là khó giải quyết, lúc này trắng trợn là địch, thực là ngu. Mà Diệp Thần, tự nhiên cũng đã thành nơi chút giận. Ta cảm ứng được, thằng nhóc kia hơi thở tại tiền phương không xa, tựa hồ chỉ có một mình hắn, hẳn là tản mát. Chu Thiên Khánh sau lưng một tên nam tử trong mắt gian sát ý ngưng tụ, thần sắc bình tĩnh nói. Nam tử này thực lực ở trong năm người yếu nhất, nhưng vậy không thể khinh thường, hắn thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, từng mượn thủ đoạn chém chết qua chính xác tiên đế, mặc dù lượng nước rất lớn, nhưng vậy không thể khinh thường. Hắn tên là Thanh Minh, từng được không không lúc nào không rơi xuống thế giới hiện thật xanh chim đại bàng một cây lông vũ, ngưng luyện thần tốc, ở giữa thiên địa, thanh mang tránh thệ, đều là xem như mây trôi. Thậm chí nhiều năm trước, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng phái người mời qua hắn gia nhập Vạn Khư, nhưng bị hắn cự tuyệt. Này cùng chiến tích, thực là không tầm thường. Ừ, làm sạch sẽ một ít, chúng ta đi trước vây quét vậy Giang Mị Âm, sau khi chuyện thành công, ngươi chạy tới. Còn có, tên tiểu tử kia hơi thở có chút quỷ dị, ở chỗ này dám thả quyết từ, có lẽ có chút thủ đoạn bằng thân, chú ý một ít. Chu Thiên Khánh dặn dò hoàn, đem người hướng bên kia vị đi, để lại Thanh Minh một người. Ha ha, thật lâu không ngửi được qua giết hại hơi thở. Thanh Minh đưa mắt nhìn đông nam một góc, toàn thân khẽ run rẩy, vậy là tới từ nội tâm để sâu đậm vui sướng, hắn lạc sinh hai cánh, long lanh trong suốt côn bằng mỏng rực gào thét tới giữa. Trăm ngàn trượng tung người mà qua. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Phịch. Giật tán ở nơi này mặt đất tới giữa mấy đoàn sương mù đỏ vẫn là xâm nhiễu, lại có mấy tên tu giả bị vô tình chiếm đoạt, liền chống cự đều là chưa từng. Diệp Thần đạo linh lửa ngưng tụ hai tròng mắt lúc đó, đôi mắt đều là lóe lên khiếp người hồng mang, ở mông lung kia một đoàn sương mù đỏ bên trong, như ẩn như hiện bể tan tành nội tạng, đọng lại máu tươi, khô đét chân tay cụt bể thể. Đang không ngừng lật lăn, bị vặn diệt. Diệp Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, những người này rất nhanh sẽ chết. Nếu là có thể cứu, vẫn là cứu một tay, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Bất quá, cái này cổ huyền bí cảnh tuyệt không đơn giản. Cũng may hắn đến hiện tại cũng không có cảm nhận được Lý Tuyệt Vân và Vô Thiên hơi thở.
Nhưng coi như vậy, hắn cũng không thể hết lấy xem nhẹ, nếu như bùng nổ luân hồi huyết mạch lực lượng, tất nhiên sẽ bị vô thiên thời gian đầu tiên phát hiện. Đến lúc đó mình không chỉ sẽ chết, Giang Mị Âm, Thái Thần các người chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hắn công pháp và lá bài tẩy rất nhiều, coi như không dùng tới luân hồi huyết mạch và những cái kia võ học, vậy có thể giải quyết trước mắt phần lớn vấn đề. Lôi pháp, thiên điểu phi kiếm lưu. Cuồng bạo sấm sét huy giận, ở trên người hắn dâng trào ra. Từng cái sấm sét ngưng tụ thành phi kiếm, mang thiên điểu tiếng hót, hóa thành một luồng kiếm quang thẳng xuyên thấu sương mù đỏ, miễn cưỡng không ngừng lưu ý quanh quẩn trong đó, đem kinh khủng kia ánh sáng chậm rãi xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. A, à, thật là phế vật giúp phế vật, ta liền trước thời hạn đưa các ngươi lên đường. Nháy mắt tức thì, màu xanh vũ rực giống như là mỏng phong vậy, gào thét gian chính là phá vỡ vậy sương mù đỏ tới, mới vừa bị Diệp Thần cứu trên mặt mấy người vẻ may mắn chưa rút đi, chính là theo vậy thanh mang sáng lên, bị chém tới liền đầu lâu. Thậm chí liền phản ứng thời gian cũng không có, mau đến mức tận cùng. Thanh Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Diệp Thần trên mình, khinh thường nói, một cái thiên huyền cảnh phế vật, cũng dám chống đối tương lai muốn phi thăng không không thời không chủ nhân. Ngươi là Chu Thiên Khánh người. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn lúc trước cũng là gặp qua người này, dựng thân Chu Thiên Khánh bên người, vậy một trong năm đại cao thủ. Làm sao, cho là có Giang Mị Âm che chở ngươi, chúng ta liền cầm ngươi không có biện pháp. Phế vật chính là phế vật. Thiên huyền cảnh lại bị thương, còn dám chống đối chủ nhân, chết không có gì đáng tiếc. Hắn ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng quét qua trước người chân tay gãy hài cốt, búng ngón tay một cái, tỏ ý Diệp Thần kết quả, cũng là như vậy. Đừng nói là ngươi, cho dù là Giang Mị Âm cái đó cô nàng, cũng bất quá là đụng đại vận bị một vị kia chỉ điểm một hai thôi, hôm nay nàng vậy không che chở được ngươi. Thanh Minh tùy ý nói, lấy hắn tu vi, tuy không phải tiên đế, có thể cho dù là Giang Mị Âm, vậy không để lại. Ta lời nói xong, người có thể an tâm chết đi. Rắc rắc, Thanh Minh hai ngón tay cũng kiếm, trưởng đoạn càn khôn, đánh đi, liền vậy xúm lại mà đến mấy đoàn sương mù đỏ đều là ngay tức thì biến dạng, sắc trời trầm xuống. Hắn lúc trước thấy được Diệp Thần thủ đoạn, trong lòng cũng liền có so đo, lôi tu mà thôi. Mặc dù mới vừa rồi tiểu tử này lôi kiếm không kém, nhưng đối với ta lại nói, vẫn là quá yếu. Phốc, vậy thanh quang uy thế không hề mạnh, nhưng tốc độ nhưng là mắt thường khó mà bắt tồn tại, cũng may Diệp Thần vẫn là tránh ra, bất quá một lọn tóc nhưng là bị chém xuống. Ừ, Thanh Minh thấy một cái thiên huyền cảnh tu giả mà lại ở mình nhất kích dưới không có bỏ mình, trong mắt bên trong cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, làm sao có thể. Đừng nói là thiên huyền cảnh, cho dù là vô lượng cảnh sơ kỳ cường giả, vậy tuyệt đối ngăn cản không dưới mới là. Ngươi quá nhiều lời. Hôm nay, ta chém chính là các ngươi những thứ này tự nhận là thiên tài rác rưởi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thi triển đại hoang trộm thiên thuật, một tí trộm mất không gian khoảng cách, đi tới Thanh Minh bên người, dẫn đầu đánh ra. Một giây kế tiếp, hắn thi triển đạo linh lửa, ngay tức thì vô tận ngọn lửa hóa là máu hoàng. Côn bằng xen lẫn máu hoàng, thương khung tới giữa, hai đại hư ảnh diễn ra máu đụng nhau. Vậy mơ hồ phá vỡ không gian mảnh vỡ rơi xuống, đi đôi với lóa mắt trong suốt máu tươi. Thanh Minh bóng người tránh thệ, sườn giữa hai cánh giấy lên phù văn thần bí ánh sáng, u ám không lưu loát đại lộ âm ở quanh quẩn, sâu xa khủng bố. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nâng kiếm thua lập, đạo linh lửa lượn lờ ở trước ngực, hắn thân thể lộ vẻ được nhược mộng như ảo, vô cùng không chân thiết. Oanh! Hắn nơi đan điền, quanh quẩn đẹp lạ thường sơn thủy và minh âm. Sáng chói võ đạo luân hồi đồ lật đổ, ở Diệp Thần sau lưng, cách khác một tòa thế giới. Mơ hồ tản ra khủng bố phong ấn hơi thở, để cho người có dũng khí đến gần liền sẽ lâm vào là trong tranh tiên không thật cảm giác, cổ lực lượng kia, liền Xanh Minh Đô không muốn tùy tiện đến gần. Keng! Mấy trăm dặm hư không bị Thanh Minh nhất kích xuyên thủng, kẽ hở kéo dài tới võ đạo luân hồi đồ bờ bên kia thế giới bên trong, ở nơi đó, Diệp Thần một kiếm đâm ra. Thả hai đạo vũ rực duệ phong va chạm, vang lớn miễn cưỡng đánh tan mấy đoàn tàn phá bừa bãi xương máu. Vậy tiểu tử là ai? Lúc nào thiên ngoại thiên có cường giả loại này? Không thiếu tán tu, nhìn về trong hư không kịch chiến thân hình, đều là liếc mắt, trước đây không lâu, bọn họ từng đem coi hơi yếu nhỏ,
không nghĩ tới hôm nay, đã là xa xa đem bọn họ quăng sau lưng. Điện chủ, chúng ta muốn không muốn đi trợ giúp vậy tiểu tử. Tóc đỏ người đàn ông nhìn bên người làm sợi bông che mặt cô gái, muốn nghênh chiến, nhưng cũng lại là do dự. Phượng Cửu, bàn cờ này rất phức tạp, trước cùng cửu hỏa thần điện các trưởng lão khác hội họp bàn lại đi. Chúng ta đi, vậy không thay đổi được cái gì. Người nói chuyện, chính là cửu hỏa thần điện điện chủ, Phượng Vũ. Đầy trời sương mù đỏ tới giữa, hai bóng người diễn hóa đại lộ liều giết, vậy màu xanh côn bằng dị thường tàn bạo, có lay trời thế. Vang vang tiếng không ngừng, Diệp Thần một kiếm lột Thanh Minh nửa bên cánh, sườn gian máu tươi cuồng trào, kích động bát phương bụi bẩm, chọc được vậy sương mù đỏ nổi lên bốn phía, hướng bọn họ hai người xúm lại tới. Lui! Cách đó không xa xem cuộc chiến võ giả đều là khiếp sợ, trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, đều không phải là bọn họ có thể chờ cơ hội rình rập. Lại lưu ở chỗ này, chỉ có cùng vậy che trời sương mù đỏ chôn theo kết quả. Phượng Cửu, đi! Phượng Vũ ánh mắt phức tạp nhìn về trên 9 tầng trời vậy hoành kích hư không ngọn lửa máu hoàng, nàng huyết mạch trong cơ thể lực mơ hồ cũng ở đây sao động, đó là thuộc về phượng tộc sôi sục chiến ý. Nhưng nàng nhưng là không thể không lui, cửu hỏa thần điện đám người chưa thoát hiểm, Phượng Vũ thành tựu chí cao chiến lực, tuyệt không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Phượng Cửu ánh mắt bên trong thoáng qua vài tia không cam lòng, cái này tóc đỏ người đàn ông vẻ mặt có chút xa xút. Nhưng hắn giống vậy rõ ràng, vì sao là đại cục. Lại là một tiếng vang thật lớn, hư không mảnh vỡ giống như tinh mưa bỏ ra, làm máu hoàng cùng xanh côn máu, lửa đốt mặc cái này hiện lên sương mù đỏ hơi thở mặt đất. Trên bầu trời, một đạo sấm sét màu tím thoáng qua, chợt hợp thành lôi biển ở quanh quần, Diệp Thần kiếm ý dẫn động màn trời rơi xuống đại lộ tiếng sấm, lấy cực mạnh thế che giấu lanh lợi mũi nhọn, im hơi lặng tiếng. Một kiếm này trong im lặng Vu Thanh Minh trước mắt chợt nổi lên, thậm chí kiếm quang kia, đều là không hiện, nhưng là cuốn lên kinh khủng huyết khí sát phạt lực tràn ngập. Ở một chớp mắt kia, Thanh Minh đánh hơi được chết mùi vị. Suy rồi. Xanh côn hai con cánh ngay tức thì cắt rời, vậy ngàn vạn trượng hư ảnh một hồi run rẩy, trở nên có chút hư ảo. Thanh Minh khạc ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay chỗ, đã là tận gốc vết nứt, máu tươi không ở dòng nước chảy, đau nhức tấn công tới. Sắc mặt hắn mười phần trắng bệch, trong cơ thể đều có lưu chuyển tử vong ý chí ở ăn mòn hắn thần hồn. Hô! Người rốt cuộc là ai? Thanh Minh hét lớn một tiếng, trên hư không xanh côn một tiếng rên rỉ, tuyệt vọng xuyên thấu âm chấn động, dẫn được mặt đất một trận rung động. Trong chốc lát, chu vi vạn dặm tới giữa tu giả đều là nghe tiếng, xa ở ngàn bên trong ngoài đế tôn ngọc cũng là liếc mắt. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ thằng nhóc kia. Đế Tôn Ngọc tròng mắt đông lại một cái, nghe thanh âm này, giống như là thái thượng thế giới thanh gia vị thiên tài kia, người gọi tiểu côn bằng Thanh Minh. Cho dù là đặt ở thiên ngoại thiên, cũng là xếp hàng vào bách cường thiên tài, cường giả như vậy, nhưng là không địch lại một tên thiên huyền cảnh tu giả sao. Đế Tôn Ngọc đầu óc bên trong hồi vang lên lần đầu gặp vậy ba người lúc đó, tầm thường nhất lãnh đạm thanh niên, ở bên người hắn, hai đại cường giả che đậy hắn quá nhiều ánh sáng. Một vị thuần huyết đế thị, một vị tịch thần học trò. Tôn Ngọc, chúng ta cần muốn xuất thủ không? Đế Tôn Ngọc bên người, cụt một tay cụ già cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vậy tướng mạo xấu xí tiểu tử, lại là chuyến này nhân vật chính, khó trách lúc trước dám có như vậy sự can đảm cùng Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Khánh kêu gào. Không gấp, đi theo cái thằng nhóc đó, có lẽ lần này cổ huyền truyền thừa, thật có khả năng mở, ta rốt cuộc rõ ràng. Vì sao tất cả nhà cho dù là thân ở lay động chỗ, nhưng vẫn là phải phái người tới đây cổ huyền bí cảnh nguyên nhân. Đế Tôn Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, gọi cụt một tay cụ già cũng là hướng Thanh Minh phát ra gào to phương vị đến gần. Giờ phút này, Chu Thiên Bàn hiển nhiên vậy cảm nhận được liền Thanh Minh nơi này tình trạng. Chủ nhân, là Thanh Minh. Theo dõi Giang Mị Âm Chu Thiên Khánh mấy người, thân hình đều là hơi chậm lại, rất hiển nhiên, vậy tiếng gào. Bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy tiểu tử, Chu Thiên Khánh ánh mắt che lấp, không nghĩ tới cái đó nhìn như phế vật tiểu tử, lại có như thực lực này. Người có tên cây có bóng. Thanh Minh khinh thường, hôm nay xem ra, vậy tiểu tử thủ đoạn chắc hẳn không tầm thường. Chu Thiên Khánh trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, cũng không có thời gian đầu tiên hồi giúp đỡ, mặc dù không địch, nhưng bàn tới chạy trốn, Thanh Minh nhưng mà bọn họ bên trong.
trừ mình ra, tốc độ nhanh nhất tồn tại. Đánh bại Thanh Minh có lẽ dễ dàng, nhưng muốn để lại hắn, vạn phần khó khăn. Chủ nhân, ta cảm ứng được, vậy Giang Mỹ Âm tựa hồ, cũng nghe được liền Thanh Minh truyền đi tiếng vang, ở hướng cái hướng kia chạy đi. Chu Thiên Khánh sau lưng một tên vóc người nóng bỏng cô gái đưa ra hai ngón tay nhìn xa, chính là vậy tiếng gào truyền tới phương hướng. Cho Thanh Minh truyền tin, phía trước cánh đồng hoang vu tập hợp, chúng ta trước giải quyết Giang Mỹ Âm, lại đi cùng nhau sẽ cái thằng nhóc này. Nếu như quá yếu nói, cái này truyền thừa, cầm máu hắn tế cờ, cùng lấy chính là. Chu Thiên Khánh nhẹ giọng nói đùa, sau lưng bốn người cũng là ấm áp cười với, năm người đương kim thế gian độc nhất, mười phần phong lưu. Hình ảnh quay về. Trên chiến trường, Thanh Minh trợn to con ngươi, mặc dù trước thấy được Diệp Thần thủ đoạn, nhưng hắn không từng nghĩ đến, Diệp Thần không riêng gì lôi tu, vẫn là lửa tu và kiếm tu, lại đem ngọn lửa và kiếm đạo vận dụng lô hỏa thuần thanh như vậy, vô hình kia kiếm thức, quá mức khủng bố. Lúc trước nếu không phải vậy xanh côn hai cánh làm nhẫn ngăn cản Diệp Thần vậy tuyệt thế một kiếm, sợ rằng giờ phút này, thủ cấp của hắn đều phải bị chém xuống. Chí cao côn bằng truyền thừa lực, lại vậy không chống nổi một kiếm kia, suýt nữa chết. Một kích kia đánh bại, tranh thắng ý niệm vậy thua. Nhưng côn bằng ý chí, tuyệt bất bại. Thanh Minh giận quát một tiếng, vậy trong hư không tan rã côn bằng hư ảnh đột nhiên ngưng dậy, hóa thành một đạo thanh mang, hướng phương xa độn đi. Ở lại chỗ này nữa, sẽ chết. Thanh Minh lại lựa chọn chạy trốn. Thấy một cái côn bằng phù diêu lên, nhưng là thương hoảng hốt chui tại ngoài bầu trời, tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ. Đáng ghét. Vậy thương hoảng hốt đi Thanh Minh quay đầu lại để gặp. Chỉ thấy được người phương xa ảnh nâng kiếm thua lập, không chút nào đuổi giết ý, vậy một đôi lãnh đạm con ngươi, mười phần tự tin, đã sớm trong lòng có dự tính. Thậm chí, mơ hồ có một chút tiếc nuối cùng khinh thường, bộ kia vẻ mặt, thậm chí ở miệt thị, tựa như nói, hắn cũng không quá như vậy. Vì sao, hắn sẽ bỏ qua cho ta? Thanh Minh nội tâm có nghi vấn, lúc trước hắn bộ dáng kia, tuyệt đối là sát ý đã quyết. Nháy mắt tức thì. Đầy trời gió bão như bóng với hình, ở đó màu xanh côn bằng vỗ cánh lúc đó, tầng mây tới giữa, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ngươi thật lấy vì ngươi trốn. Diệp Thần cả người gió bão nổ, thân thể phóng lên cao, trong tay thần hy thiên kiếm hiện lên, lấy sắp đến tốc độ bất khả tư nghị, một kiếm giết trong chớp mắt đến Thanh Minh trước mặt. Thần hy kiếm phá. Sáng chói quang minh kiếm khí, từ Diệp Thần trên thân kiếm biểu chém ra. Mang huy hoàng khí thế, chém thẳng Thanh Minh. Ở lĩnh ngộ thần thánh chi thư sau đó, Diệp Thần quang minh đạo pháp đã hoàn mỹ, đã từng thánh quang tiên đế truyền thụ cho hắn thần hy ba phá, sử dụng cũng là muốn gì được nấy, uy lực hơn xa trước kia. Thanh Minh đột nhiên ngước mắt, trong con ngươi lại là chấn động. Ngươi kết quả là ai? Lời còn chưa nói hết, hắn liền hoàn toàn chết. Diệp Thần thở ra một hơi, thần sắc ngưng trọng, nếu như vận dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm, cũng hoặc là thốn kình khai thiên, thậm chí vận dụng một phần chia luân hồi huyết mạch, tên này sớm là chết. Bất quá cho dù giết thằng nhóc này, ta thương thế như cũng có chút ảnh hưởng, phải mau sớm nghĩ biện pháp khôi phục à. Chân thực không được, chuyện chỗ này, đi một chuyến cỏ núi thần trang, tiểu thảo thần cũng có thể chữa khỏi ta. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Chu Thiên Khánh, người chết liền điều này tìm đi, sư tôn sáu thức, người vĩnh viễn cũng không cách nào nắm trong tay. Mặt đất bên trên, Giang Mỹ Âm cùng Thái Thần đều là một mình đối mặt hai đại cao thủ giáp công, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần rơi vào xu thế suy sụp. Thái Thần cũng là lâm vào khổ chiến, bất quá mấy ngày trước mới phá cảnh hắn, hơi thở cũng có chút không yên. Những người này, linh lực trong cơ thể như vậy hùng hồn, bọn họ trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang Mỹ Âm tay nặn diệt tự quyết, cuồn cuộn hung quang tàn phá, lan tràn cả tòa mặt đất. Kẽ hở dưới, thiêu đốt hừng hực hủy diệt diễm. Một nam một nữ hai đại cao thủ trẻ tuổi đối Giang Mỹ Âm ra tay, va chạm gian ra thịt dính liền sao chịu được gọi ngọn lửa bất diệt, nhưng vậy chỉ là theo vung tay lên, liền đem hắn thổi lất phất tát. Thật là khủng khiếp quy luật hiểu, hơn nữa bọn họ trên mình tựa hồ có không không thời không dấu vết. Chẳng lẽ đạt được không không thời không ban phúc? Kiếm minh, chín tầng trời ngân hà. Một chút tinh mang sáng lên. Giang Mỹ Âm nơi mi tâm, một chuôi thần kiếm sử dụng, sát phạt loạn thế. Đó là một chuôi xinh xắn lưỡi kiếm, thân kiếm chảy xuôi lóa mắt sáng chói ngân hà hơi thở,
chiếu ngược trong bầu trời tàn phá bừa bãi sương mù đỏ, giống như là thủy mặc họa tới giữa, buộc vòng quanh vầng sáng trắng vậy, khai thiên địa một đường. Hai đại cao thủ trẻ tuổi một trước một sau, có giáp công thế xuống lại, đối mặt vậy kiếm mang kinh khủng, nam khí thế không ngừng leo lên, đạt tới điểm giới hạn, lại là tung người thiên đạo tới giữa, hóa càn khôn là một lực, một quyền đập vào vậy kinh thế kiếm mang bên trên. Rắc rắc, cổ huyền bí cảnh không gian nứt ra từng đạo lỗ hổng, đổ xuống không gian mảnh vỡ lóe lên giang mị âm quy luật ánh sáng, như ngân hà rơi xuống vậy sáng chói. Nữ mượn lực, đem vậy vỡ nhỏ hư không mảnh vỡ lấy linh lực ngự động, phiến phiến hóa thành rơi xuống sao rơi ngưng tụ nàng quanh thân, hóa thành một mũi tên, trong sáng cùng sáng chói xen lẫn, mơ hồ có tinh thần tách thả ra ánh sáng rực rỡ, mười phần lộng lẫy. Vừa vặn, kiếm ngươi thức vậy coi là không tầm thường, nếm thử một chút mùi vị đi. Nàng hai cánh tay làm dương cung lắp tên hình thái, ngưng trệ một cái không gian làm cung, kéo căng bắn ra trước người vậy ngưng hình mũi tên. Vèo. Sẽ ở đó một mũi tên sắp bắn thủng giang mị âm ngực để gặp, trên bầu trời, một tiếng ông minh nổ vang, màu tím vạn đạo thần mang xé ra thương khung phá không tới, hóa thành từng cái phù văn thần bí đang không ngừng kích động. Phịch, 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 mỗi một tiếng rên, đều là Lâm Uyên vậy bắn tung tóe băng hàn ý, đông vạn linh, liền thời không đều là hơi chậm lại, như ẩn như hiện kim mang lóe lên trong đó, cùng đại lộ xen lẫn, chấn áp hết thảy. Đế nhà. Chu Thiên Khánh nhướng mày một cái này quen thuộc hơi thở, có thể so với đế nhà Nguyên Thủy Đế rõ ràng, đế gia lão tổ sáng chế đại lộ phù văn, mỗi một cái dấu vết, đều có vô cùng uy thế. Nhưng hôm nay nhưng lại có chút không cùng, hơi thở này, lại mơ hồ có màu tím huyết khí đang phun mỏng sáng mờ, làm người kinh mạch trong cơ thể đều là đọng lại. Người xuất thủ, dĩ nhiên là Thái Thần, hắn vậy đối mặt với hai người giáp công, thấy Giang Mị Âm gặp nạn, rốt cục thì vận dụng cấm kỵ lực. Đế ấn rơi xuống, màu vàng tím phủ văn dòng duỗi thiên địa, giống như là cá nhập biển khơi vậy vui mừng, ở nơi này cổ huyền bí cảnh địa giới, giống như là đánh hơi được khí tức vô hình, đang không ngừng vỗ hư không. Ca, 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 mỗi một tiếng rên, đều là đập ra một cái không gian lối đi, kéo dài hướng không biết địa vực. Lúc đầu cái này cổ huyền bí cảnh, là thiên ngoại hữu thiên. Đó là đế gia tộc người. Thái thượng đế nhà đế ấn, đều bị đế tôn ngọc mang ra ngoài. Từng tiếng kêu lên không ngừng, có thể đám người thấy vậy mái tóc dài bay múa tử sam trung niên sau đó, đều là không khỏi được lộ vẻ xúc động. Chưa từng nghe, lại có người ngoài cầm đế gia tổ ấn. Vậy ở thái thượng thế giới, đều là vạn cổ cự phách gia tộc cổ xưa, chẳng lẽ còn có bị tuyết tàng huyết mạch. Hoang cổ hơi thở bay ập vô mặt, bị đế ấn đập mặc mấy cái không gian lối đi. Đều là hướng ngoại giới truyền lại chưa bao giờ có người đặt chân qua Trần Phong mùi. Truyền thừa đang ở trước mắt. Vô số tu giả trong mắt hiện ra hết cuồng nhiệt vẻ, cứ việc có vô số phương hướng chỉ dẫn, nhưng bọn họ như cũ đỏ con mắt vô cùng. Liền liền Chu Thiên Khánh các người, cũng là sững sờ. Hiển nhiên cái này cổ huyền bí cảnh bọn họ cũng không xa lạ gì, có thể trước mắt lối đi, nhưng là lần đầu có chút kiến thức, thông hướng không biết chí mạng nhất, nhất cám dỗ. Vậy cũng có thể đại biểu cổ huyền tôn chủ truyền thừa, một vị không không lúc nào không cường giả lực lượng. Chủ nhân, vây công Giang Mị Âm cùng Thái Thần bốn người cũng là rối rít dừng tay, liếc mắt nhìn về một bên Chu Thiên Khánh, dị tượng bực này, bọn họ cũng là chưa bao giờ nghe. Đầy trời lôi biển ngưng tụ, mơ hồ có phá thiên dưới đè xuống, từng tia lôi mưa treo đang lúc mọi người gò má, một hồi tô tô cảm giác tê dại nhưng là mờ mịt ở trong lòng. Đột nhiên. Một bóng người từ thương khung nện xuống, thẳng té thành một đoàn thịt nát, chỉ có vậy rách dưới tả tơi áo xanh thượng năng nhận. Là Thanh Minh, hắn bị giết. Chu Thiên Khánh cùng với hắn bên người bốn người đều là sửng sốt một chút, chợt trong lòng dấy lên cơn giận đốt trời. Chu Thiên Khánh sắc mặt tái xanh, ngước mắt nhìn về trên bầu trời, một cái hai tay chắp sau lưng lãnh đạm thanh niên. Tự tìm cái chết. Chu Thiên Khánh giận dữ, hắn đồng bạn, lại liền như vậy bỏ mình một tôn. Truyền thừa tranh đoạt chưa bắt đầu, đã có người hao tổn vẫn. Những người này, cũng đều là tương lai có cơ hội và hắn cùng phi thăng không không thời không tồn tại à. Suy rồi. Một đạo kim mang lượn lờ, hóa thành từng viên thần bí cổ xưa phù văn quanh quẩn, ngưng tụ thành một đạo sáng chói kim môn, ở lưng của nó sau đó, một bóng người đứng yên. Đế Tôn Ngọc. Là đế nhà người đến,
lúc trước vậy thúc dục đế gia tổ ấn là người phương nào? Đám người thấy, trước sau như một là vẻ hài hước hiện ra hết đế tôn Ngọc, giờ phút này nhưng là sắc mặt nặng nề, chăm chú nhìn thái thần. Hắn cùng cụt một tay cụ già giữa lông mày, đều là mơ hồ có một đạo gông xiềng dấu vết đang lấp lánh, hai người đều là cảm nhận được liền huyết mạch áp chế. Cái này là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, đế tôn Ngọc, chính là đế nhà vạn cổ tới thiên tài, huyết mạch lực đến gần lão tổ, sao sẽ ở một cái người ngoài trên mình cảm nhận được áp chế. Phải biết, cho dù là vào năm đó, vậy gia tộc cổ xưa đế ấn, cũng là một mực do nhà mình lão tổ nơi chấp trường, ở đó chư thiên trên chiến trường lóng lánh sát phạt lực, hôm nay nhưng là ở nơi này cổ huyền bí cảnh xuất hiện. Đế người nhà, làm sao sẽ cùng Giang Mỹ Âm cùng đi tới? Không biết chút nào Chu Thiên Khánh trong lòng có so đo, nếu như đế tôn Ngọc thật và tên kia cùng ra đế thị, giờ phút này động thủ, ngược lại không ổn. Đi! Chu Thiên Khánh nhẹ giọng nói. Sau lưng bốn người đều là im lặng không lên tiếng, ai có thể cũng có thể nhìn ra, bọn họ không cam lòng. Thanh minh chỉ như vậy bị chém, có thể dưới mắt tuyệt không phải trả thù cơ hội. Vậy tiểu tử lần này hẳn phải chết. Vèo, vèo, mấy phương theo đuổi tâm tư của mình để gặp, đã không thiếu có dũng võ giả đã sớm biến mất ở vậy không gian cuối, vô hình địa vực, cũng chỉ đại biểu vô số cơ duyên, cướp trước một bước, thì có vô hạn có thể. Đế Tôn Ngọc trong mắt xem quét một vòng Chu Thiên Khánh các người, hắn kềm chế tim đã sớm sao động, nguyên vốn cho là chỉ là đan vực đế nhà người, không nghĩ tới lại vẫn thân trong lòng tổ ấn. Hắn sát tâm đã lên, nhưng nhìn một chút trên hư không Diệp Thần, cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ binh không nhúc nhích. Tìm lại cơ hội đi, giết hắn, đoạt đế ấn. Đế Tôn Ngọc hướng về phía cụt một tay cụ già nhẹ giọng phân phó nói, mặc dù bọn họ hai không người nào sợ hãi, nhưng dưới mắt ra tay. Còn có một không kém với mình Chu Thiên Khánh mắt lom lom, thực là ngu. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Cụt một tay cụ già nhìn về thái thần đám người con ngươi, thêm mấy phần ý vị sâu xa, trước người hắn đế tôn Ngọc, chăm chú nhìn về thái thần. Đã bại lộ quá nhiều, không có đường khác. Thái thần hướng về phía Giang Mỹ Âm tỏ ý, vậy đế ấn đập mặc hư không một bên kia, có lẽ nhưng có một đường sinh cơ. Giang Mỹ Âm cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Một bên Chu Thiên Khánh mắt lom lom, đế tôn Ngọc hiển nhiên đối với thái thần đế ấn hơn nữa cảm thấy hứng thú, dưới so sánh, hôm nay chỉ có vậy một con đường sống. Đi! Giang Mỹ Âm thân hình chớp mắt, cùng thái thần sóng vai sông lên trời không, muốn đem Diệp Thần kéo, cùng chui vào vậy không gian lối đi bên trong. Nhưng Diệp Thần nhưng cự tuyệt. Các ngươi đi trước. Diệp Thần biết cái này cổ huyền bí cảnh đối thái thần và Giang Mỹ Âm cực kỳ trọng yếu. Cho nên để cho bọn họ đi trước. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ngươi thương thế không đủ để tái chiến. Thái thần nói. Diệp thần lại cười cười, coi như ta trạng thái bây giờ không địch lại, ta phải đi, ai cũng không ngăn được ta. Hai người do dự một chút, vẫn gật đầu, dẫn đầu tiến vào không gian trong lối đi. Đế tôn Ngọc, Chu Thiên Khánh các người chưa từng ngăn trở, các phương đều là tim mang ý xấu, nhìn thẳng Giang Mỹ Âm một đám rời đi. Chúng ta vậy đi thôi. Đế Tôn Ngọc nhẹ giọng phân phó, sau lưng cụt một tay cụ già cũng là gật đầu một cái. Hắn nhìn về Chu Thiên Khánh, nhẹ giọng nói, người ta tới giữa chung có đánh một trận, ta hy vọng sẽ là vậy truyền thừa cuối cùng chi địa, mà không phải là cái này mình đầy thương tích cánh đồng hoang vu. Cung kính chờ đợi. Chu Thiên Khánh nhàn nhạt đáp lại hai chữ, nhìn Đế Tôn Ngọc theo sát phía sau đi nhảy vào vậy không gian một bên kia, sau lưng hắn bốn người cũng là lên tiếng hỏi. Chủ nhân, chúng ta muốn trước hết giết vậy tiểu tử sao? Mái tóc dài bay múa Chu Thiên Khánh dựng thân giữa trời đất, màu gian lóe lên khiếp người ánh sáng, nhìn về đông nam một khối. Thằng nhóc kia thân phận tuyệt không bình thường, sau lưng tất nhiên có hộ đạo giả. Ừ, bốn người đều là sửng sốt một chút. Nhưng coi như hắn hộ đạo giả rất mạnh, phỏng đoán vậy vào không được nơi này, người này chúng ta phải giết. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Ồ! Chu Thiên Khánh lại không có mất lý trí, ngược lại thật để cho ngoài ý người bình thường. Cho đến trên cánh đồng hoang vu bóng người tẫn tán, mình đầy thương tích trên đất, bé gái ngồi xếp bằng ở trên đất, tiện tay nắm lên một đoàn xương mù đỏ làm bút, cố làm đa mưu túc trí, viết viết vẽ trước cái gì. Xem ra cái này Diệp Thần thật đúng là có chút ý, bất quá từ mới vừa chiến đấu tới xem, hắn thương thế rất nặng, mặc dù vẫn là rất mạnh,
nhưng hôm nay trạng thái gặp phải Chu Thiên Khánh mà nói, cơ bản không cái gì phần thắng. Có thể để cho Sở Lam ca ca nhớ nhung ra hỏa, ngược lại cũng đừng chết nhanh như vậy mới phải. Xoay tít tròn vo mắt to qua lại chuyển cái không ngừng, màu xanh thẳm con ngươi bên trong, có nghi ngờ thật lớn. 5-1, cái thằng nhóc đó trên căn bản chết phỉnh mông lên, hi hi, bất quá ở bổn cô nương trước mặt, ai chết ai sống, còn được ta định đoạt. Ta đây muốn xem, người biết như thế nào phá cục. Ninh Nguyệt Như nhẹ nhàng cười một tiếng, chớp bút thân hình lại là theo sương mù đỏ phun trào trong im lặng đổi được trong suốt, thẳng đến vô hình, mà nơi đây tàn phá bừa bãi hung sương mù, ở nơi này bé gái trước người, giống như không tích chữ. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Chu Thiên Bàn và bốn người kia trên mình. Các ngươi là tới cho cái đó vô dụng thanh minh, báo thù sao? Diệp Thần đứng ở mặt đất bên trên, hai tay thua lập, hắn nhìn năm người, nhẹ giọng nói. Chu Thiên Khánh trong mắt lóe lên một chút quyết nhiên sát ý, sau lưng bốn người đám người đều là ngẩn ngơ, cái này, giờ phút này lại chưa từng nghĩ trước cầu xin tha thứ. Diệp Thần thái độ, làm bọn họ 10 phần khó chịu, vốn là vậy tưởng tượng bên trong đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy kéo dài hơi tàn thế thần phục, nhưng như cũng bị bọn họ cường thế chấn giết cảnh tượng hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này để cho bọn họ càng thêm tức giận, vô dụng thanh minh. Liền xanh minh đô chê, ở thái thượng thế giới, tên kia cũng là vạn tộc tranh nhau thổi phồng thiên tài trẻ tuổi à, thực lực cực mạnh, côn bằng truyền thừa lại là đè được vô số thiên kiêu thần phục, dù vậy, vẫn là thành Diệp Thần trong miệng vô dụng gia hỏa. Nếu như là Lý Tuyệt Vân cũng hoặc là Luân Hồi Chi Chủ nói những lời này, có lẽ có tư cách. Nhưng thằng nhóc này tuyệt đối không có tư cách. Mặt đất ở vỡ nhỏ, hư không cũng là như vậy, chỗ tòa này thế giới giống như mảnh vỡ đang không ngừng chóc ra, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lan tràn ngàn vạn dặm kẽ hở tới giữa, vô số sương mù đỏ phun trào lên, giữa trời đất đều là trùm lên một tầng nhàn nhạt đỏ tươi. Hống! Ở đó lòng đất chỗ sâu, một ít cự thú viễn cổ tiếng gào chấn triệt, không biết tên cự thú giống như là bồ công anh phiêu như vậy đứng lên, có 6 cánh hung cầm, cũng có 8 cánh tay thần ma các loại. Chúng không một ngoại lệ, hai tròng mắt đỏ thắm, thất thần chí vậy thành đoàn hướng Chu Thiên Khánh đám người cùng Diệp Thần đánh tới, mỗi một quyền nện xuống, mảnh thế giới này tan rã tốc độ đều ở đây trầm trọng hơn. Các ngươi phòng bị bốn phương, ta tới đánh chết hắn, sau đó đi tìm không gian lối đi rời đi, nơi này thế giới, phải hoàn toàn vỡ nát, xem ra vậy khác một tòa không gian, có phát hiện. Chu Thiên Khánh tròng mắt đông lại một cái, uy áp cường đại bạo tán ra. Những cái kia vô thần trí các quái vật, đều là bị cái này một cổ kinh thế hơi thở chấn nhiếp, rối rít thấp nghi gào thét, nhưng cũng không dám tiến lên. Bên người bốn người đều là nghiêm túc gật đầu, chia làm bốn phương, đầu ngón tay sáng lên dị mang, bọn họ nhà không gian bên trong, càn khôn đảo huyền. Chu Thiên Khánh màu đỏ thẫm mái tóc dài phân dương dơ lên, thẳng dáng người lập đời, một người liền có độc ngăn cản nghìn quân thế, đè được tại chỗ nơi có thiên tài đều là ảm đạm không sáng. Trong chớp mắt, kinh khủng hơi thở giật tán, ở hắn bên người, liền cái này không đoạn tiêu vẫn vỡ nát thiên địa mảnh vỡ, đều là ngưng trệ một cái. Diệp Thần bên cạnh kiếm ở ông Minh khẽ run, cho dù là không khéo léo vật chết, đều là cảm nhận được liền không giống tầm thường uy áp, một món màu máu diễm mang bay lên nhảy động ở hắn mâu lúc đó, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Khánh. Ở Diệp Thần quanh thân, giống như là hình thành một cái kinh khủng nước xoáy, nhìn như vô hình. Nhưng là đang không ngừng cắn nuốt hết thảy, Chu Thiên Khánh vậy tự thân uy áp kinh khủng, lại chút nào không ảnh hưởng tới thanh niên trước mắt. Thiên huyền cảnh tu giả, có này thủ đoạn ngươi vậy đủ để kiêu ngạo, nhớ, hôm nay chém ngươi, là Chu Thiên Khánh. Chu Thiên Khánh hơi liếc mắt, nếu là ở bình thường, mình uy áp đều đủ để miễn cưỡng chen bể một tên thiên huyền cảnh con kiến hôi, nhưng hôm nay, tên kia lại có nâng kiếm cùng mình tranh phong dũng khí. Các ngươi những thứ này tự xưng là thiên tài, mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần con ngươi híp lại, chợt một cước đạp xuống, cái này nguyên bản chính là tàn tạ không chịu nổi cánh đồng hoang vu cổ cảnh, nguyên phiến chiến trường ngay tức thì bị đạp bể vỡ toang, kẽ hở lâm uyên hạ, đạo linh lửa khủng bố nhiệt độ ở từ dưới lên lan tràn, vặn vẹo chân trời. Rắc rắc, hai cổ hơi thở va chạm tới giữa, có hỗn độn tiếng hí ở bạo khởi. Quần ma cùng vậy bầy thú đều ở đây thành phiến nổ tung, biến mất. Giết! Chu Thiên Khánh bước ra một bước, thất sắc càn khôn đều là đông lại một cái, tinh di khó lường, bắt đầu trỗi lên,
lưu lại tàn ảnh lóe lên, đều là đem thương khung đập mặc. Hắn muốn nhất kích đánh chết Diệp Thần. Oanh! Đại tu di trưởng. Diệp Thần vận chuyển tu di Phật Pháp, trưởng phong kích động, hư không vặn vẹo, bộc phát ra thái cổ tu di núi thần hư ảnh, một trưởng long trời lở đất, hung hăng đánh ra đi. Bình bịch bịch. Tiếp liền đếm tiếng rên, chỉ có thiên huyền cảnh tu vi Diệp Thần bị Chu Thiên Khánh miễn cưỡng đánh xuyên mấy cái thấu lượng lỗ máu chỗ, vạn đạo giết mang ngang dọc, so thông thiên kiếm khí còn muốn lanh lợi, đó là máu hắn. Nhìn lại thân là thái thượng trung tâm mấy năm mới nhẹ chí tôn một trong Chu Thiên Khánh, thánh thân thể đi qua vô số đại dược rèn luyện cùng sống chết ma luyện, bền bỉ xương cốt đều là có thể làm kiếm phong giết địch, hắn quanh thân chỉ là phá vỡ mấy đạo lỗ hổng. Chủ nhân lại bị thương. Chia làm bốn phương bày trận mấy người đều là khiếp sợ, một cái thiên huyền cảnh con kiến hôi, lại có thể gây tổn thương cho đến Chu Thiên Khánh. Khó trách Thanh Minh sẽ bị người này đánh chết, xem ra đích xác là đánh giá thấp người này chiến lực. Lạc lạc lạc, cách đó không xa, truyền tới chuông bạc giống vậy tiếng cười, thật là thoải mái, còn hiện ra hết mong đợi. Tức khắc lúc đó, cho dù là Chu Thiên Khánh, đều là nghe tiếng biến sắc. Ninh Nguyệt Như. Cái này đến từ huyễn cửa bé gái, cho dù là đặt ở thiên ngoại thiên, đều là để cho người mười phần nhức đầu nữ ma đầu. Liền ở dưới con mắt mọi người, một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi lớn trẻ cô nương liền như vậy từ trong hư không nhảy ra ngoài, mười phần đột ngột. Màu xanh thẳm con người quét nhìn một vòng, rơi vào Chu Thiên Khánh trên mình, xoay tít con người chuyển động, khóe miệng bứt lên một nụ cười. Không tốt! Chu Thiên Khánh trong mắt đông lại một cái. Dứt khoát buông xuống đối Diệp Thần thế công, thân hình giống như kim xí đại bằng vậy nhanh chóng, lui đến trong bốn người ương, hắn trong lòng bàn tay ánh sáng rực rỡ chớp mắt, màu vàng kim trận kỳ sử dụng, thì phải bỏ chạy. Oanh! Ninh Nguyệt Như nhìn như khôn khéo mặt mũi, nụ cười nhưng là mười phần giảo hoạt, thân hình tại chỗ tiêu tán lúc đó, nhưng lại là như quỷ mị vậy xuất hiện ở một cái góc độ khác. Cái này cùng đại thần thông, thậm chí liền hơi thở đều không từng hiển lộ. Cái này thì muốn bỏ chạy sao, không thú vị. Ninh Nguyệt Như khoát tay một cái, làm mấy cái kỳ quái động tác tay, pháp ấn hiện ra tới giữa, cho dù là Chu Thiên Khánh, ở nàng ra chỉ xuống, trận pháp kia cũng là không thể quay về gộp lại. Cô nàng, thật làm không người dám thu thập ngươi. Chu Thiên Khánh một tiếng quát chói tai, quyền phải bên trên, sáng mở ở tràn ngập, rất nhiều nhất kích đánh thủng cái thế giới này uy thế. Nhưng hắn nhưng là chưa từng ra tay. Chu Thiên Khánh quá rõ huyễn cửa, trước mắt cô nàng này, căn bản không có bất kỳ khí thức gì truyền ra, nàng cũng không phải là chân thân. Năm đánh một, thật không biết xấu hổ, cả người Chu Tôn đều không ngươi như vậy hèn hạ. Ninh Nguyệt Như tiếng cười truyền ra, cũng là làm được Diệp Thần sửng sốt một chút, Chu Tôn. Danh tự này, mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua, mười phần quen tai. Oanh! Chu Thiên Khánh nhất kích, cuối cùng là không có nương tay. Kẹp theo hỗn độn giết mang quyền quang tàn phá chỗ, nguyên bản vậy tan rã thế giới ngay tức thì sụp đổ, ẩn núp trong bóng tối Đinh Nguyệt Như cũng là rên lên một tiếng. Lần sau tìm lại ngươi tính sổ. Chu Thiên Khánh hừ lạnh một tiếng, vậy một sát lúc đó, trận kỳ lóe lên nhỏ mang, trận thế quay về gộp lại lúc đó, không người thân hình cứ như vậy vô căn cứ biến mất đi. Oanh! Hết thảy giống như là bọt nước vậy sụp đổ, Diệp Thần trước mắt, cũng không phải là vô tận hắc ám cùng chảy loạn. Mà là lúc trước dựng thân vậy cánh đồng hoang vu. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần kinh hãi, xem tự thân vậy thấu lượng lỗ máu, hắn tin chắc, trước kia hết thảy, tuyệt không phải ảo giác. Có thể cái này thế gian, không phải đã bị Chu Thiên Khánh một quyền đánh xuyên sao? Này, ngươi là luân hồi chi chủ Diệp Thần đúng không? Ngay tại Diệp Thần vẫn còn đang ngẩn ra để gặp, trước người của hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào. Đinh Nguyệt Như bé gái, đang mở to mắt nhìn hắn. Diệp Thần đột nhiên chấn động một cái, hắn cũng không vận dụng luân hồi huyết mạch và cái khác luân hồi lá bài tẩy, con bé này làm sao đoán ra hắn thân phận. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi vận dụng công pháp vậy bại lộ? Đây chẳng phải là đại biểu vô thiên vậy sẽ phát hiện. Ngươi là người nào? Diệp Thần ngưng trọng nói. Ta kêu Đinh Nguyệt Như, huyễn cửa tương lai nắm giữ. Ngươi không cần lo lắng. Toàn bộ thiên ngoại thiên, phỏng đoán chỉ có ta có thể đoán ra ngươi thân phận, vô thiên và Lý Tuyệt Vân cũng không có phát hiện ngươi. Bé gái vỗ ngực một cái, vừa định cười, nhưng là sắc mặt một trắng, ho khan kịch liệt mấy tiếng. Hiển nhiên, lúc trước Chu Thiên Khánh nhất kích,
hẳn là đối nàng tạo thành ảnh hưởng, cái này nha đầu thủ đoạn 10 phần huyền diệu, nhưng chân thực chiến lực, không mạnh. Huyễn cửa. Diệp Thần đối với danh tự này, hiển nhiên là lần đầu nghe, cái gọi là người không biết không sợ, hắn cũng là cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi cứu ta. Cảm ơn. Ninh Nguyệt như trong mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngươi không sợ ta. Ta tại sao phải sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi biết ăn ta? Diệp Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới bé gái phụ cận, đưa tay ra ở trên đầu nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Ừ, ngoài ý liệu nhưng là, Diệp Thần bàn tay cũng không chạm được Đinh Nguyệt như đây, ngược lại thì thẳng mặc thấu qua, tựa như trước mắt cái này cùng mình đối thoại cô gái nhỏ, giống như là tàn ảnh. Có thể Đinh Nguyệt như nhưng là lần đầu tiên mặt nhỏ đỏ lên, từ biệt liền đầu. Này, ngươi đừng đổi chủ đề, chính là ngươi, để cho Sở Lam ca ca ăn biết. Bé gái xâm liền eo, màu xanh thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, chất vấn nói. Thiên môn, Sở Lam. Lần nữa nghe được cái tên này, Diệp Thần trước mắt lại là hiện lên vậy tu thành huyền bên trong một màn, hoang vu quy luật tranh phong sau đó, lấy tu huyền vực vạn linh bể tan tành mà chết kết thúc. Từ Đinh Nguyệt như giọng tới xem, hắn còn sống. Vậy Sở Lam cũng bị hoang vu quy luật ăn mòn vào cơ thể liền mới đúng, quả nhiên không hổ là năng lực hợp lại đánh chết cái gọi là tu huyền thần người đàn ông. Thì ra là như vậy à? Đinh Nguyệt như giảo hoạt cười một tiếng. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt, mình trí nhớ lại giống như là bị phục khắc vậy, bị trước mắt bé gái cầm đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Thậm chí và đại hoang trộm thiên thuật đều có chút đến gần, thậm chí quỷ dị hơn. Diệp Thần cả kinh, liền hắn cũng thì không cách nào phòng bị lúc đó, bị người công tâm thần, nếu như Đinh Nguyệt như sinh lòng ngạt niệm, há chẳng phải là. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá Diệp Thần có võ tổ đạo tâm và thiên quân phong thần bia. Nếu không phải mình chịu tổn thương, cùng với chẳng muốn để cho Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân cảm giác, hắn tuyệt đối có tư cách ngăn cản Đinh Nguyệt Như hành động này. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là phải chú ý Đinh Nguyệt Như. Ừ, ta quyết định, luân hồi chi chủ. Ngươi muốn cùng ta, liên thủ tới, đối phó Sở Lam ca ca. Đinh Nguyệt Như nhưng là đối với Diệp Thần thần sắc không thèm để ý chút nào, ngồi xếp bằng dưới đất thân ảnh kiều tiểu tiện tay xé một đoàn xương mù đỏ làm bút. Ở ngoác ngoác vẽ trước cái gì? Cái gì? Diệp Thần có chút không nghĩ ra, cái này bé gái, hết sức kỳ quái, nhưng nếu không có sát ý, hắn ngược lại cũng chưa từng đối chọi tương đối gay gắt. Ninh Nguyệt như khao khát ánh mắt nhìn về Diệp Thần, luân hồi chi chủ ngươi khí vận vô địch, ta nếu như và ngươi sinh ra nhân quả, sợ rằng ta khí vận vậy sẽ vô địch, ngươi nói, ngươi làm bạn tốt của ta như thế nào? À, Diệp Thần lại là bị cái này hỏi một chút. Hỏi có chút sờ không rõ đầu óc, lúc trước vẫn là đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, hôm nay làm sao ở nơi này cùng hài tử tán gẫu. Vậy liền quyết định như vậy, ta giúp ngươi đánh Chu Thiên Khánh, mặc dù ngươi thời kỳ tột cùng có thể trong nháy mắt giết Chu Thiên Bàn, nhưng hiện tại dựa hết vào ngươi bị thương trạng thái, cũng không phải là hắn đối thủ. Ninh Nguyệt như suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Chỉ bằng ngươi. Lúc trước trận chiến ấy, Diệp Thần cùng Chu Thiên Khánh thuần lực lượng so đấu. Có thể nói là mình hôm nay không hề đủ chém chết đối phương. Có thể cái này nhìn như chỉ có 4-5 tuổi bé gái, cũng dám ăn nói bậy bạ muốn đánh Chu Thiên Khánh. Bổn cô nương nhưng mà thế giới hiện thật cực kỳ nhất thiên tài nhất tồn tại, ai tới cũng không phải là đối thủ. Ninh Nguyệt như chống nạnh, rất sợ Diệp Thần không tin, còn hôi tay múa chân giải thích. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, ngươi cho ta một giọt luân hồi máu tươi là được. Diệp Thần buồn bực nói, luân hồi máu tươi. Đúng, nếu không cùng cổ huyền bí cảnh truyền thừa hiện thế, nơi này mọi người, đều phải chết. Ninh Nguyệt như nhún vai một cái, hoàn toàn thất vọng. Cái gì? Diệp Thần nhưng là cả kinh, nói như vậy, Thái Thần Giang Mị Âm Chu Huyền đám người tình cảnh, tràn ngập nguy cơ. Yên tâm đi, truyền thừa không rơi định lúc đó, người những người bạn kia cửa sẽ không có chuyện, a. À. Điều kiện tiên quyết là không bị Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Bàn bọn họ đánh chết. Ninh Nguyệt như thấy bán tín bán nghi Diệp Thần đưa mắt tới, vậy tiếp tục giải thích. Cổ huyền tôn chủ truyền thừa, chỉ có một người có thể được, trừ cái này ra, tất cả nhập cảnh người, đều là muốn ở chỗ này chôn theo. Dĩ nhiên rồi, hắn khi còn sống thờ phượng nham thần, có lẽ người cái này đạt được nham thần một phần chia truyền thừa tiểu tử, có thể làm cái bảo vệ tánh mạng phù. Nếu như Đinh Nguyệt như nói bậy thì thôi, một khi sự thật như vậy,
như vậy lần này cổ huyền bí cảnh chuyến đi, đem sẽ là tất cả người gõ chuông báo tử. Ta như thế nào tin ngươi? Diệp Thần hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Ninh Nguyệt như duỗi người, một hồi lâu sau cười một tiếng, đến lúc rồi. Thấy Diệp Thần ném tới ánh mắt nghi hoặc, nàng cũng là vểnh lên trước hai chân, chân nhỏ nha ngăn lại thích hí nói. Luân hồi chi chủ, ta có thể nhìn thấu ngươi tim, là bởi vì ngươi ở trong thế giới ta ác. Mới vừa Chu Thiên Khánh một kích kia, đúng là đánh xuyên cái thế giới này, là ta ngược dòng liền thời gian, để cho nó trở lại 3 phút trước, hiện tại thời gian kém không nhiều đến, ngươi nên đường chạy rồi. Ninh Nguyệt như chế nhạo cười một tiếng, chỉ gặp Diệp Thần nhà thế giới, giống nhau trước đây không lâu hình dáng, bắt đầu vỡ nhỏ, vậy thành đoàn ma thần cùng cự thú từ lòng đất huyên leo lên. Mặt đất ở vỡ nhỏ, hư không cũng là như vậy, chỗ tòa này thế giới giống như mảnh vỡ đang không ngừng chóc ra, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lan tràn ngàn vạn dặm kẽ hở tới giữa, vô số sương mù đỏ phun trào lên, giữa trời đất đều là trùm lên một tầng nhàn nhạt đỏ tươi. Cái này bé gái rốt cuộc lai lịch ra sao? Thủ đoạn này thậm chí và Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch có liều mạng. Giống nhau như đúc địa ngục cảnh tượng, hắn nếu lại lần trải qua một lần. Ninh Nguyệt như nhưng là chỉ hướng Tây Bắc, nhàn nhạt nói, này, nơi đó bạn ngươi từng mở ra mấy cái không gian lối đi, ở cái thế giới này biến mất trước, ngươi có thể chạy tới, thì không có sao rồi. Diệp Thần thấy lôi đánh bất động Ninh Nguyệt như cũ cười với đám này ma loạn vũ diệt thế cảnh, nhất kích vung ra. Thương thiên tranh viêm, chỉ gặp một đạo lửa đốt mắt tranh ngọn lửa màu đỏ, giống như là kinh thiên sóng biển lật, cuồn cuộn từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo dũng ra. Kích động thiên địa mưa gió, thậm chí kiếm khí kia bên trong, còn mang 9 tầng trời tội phạt vậy đáng sợ uy nghiêm. Thương thiên tranh viêm cắt ngang thiên địa, đem chỗ tòa này thế giới đều là chia làm hai, vô số cự thú ma thần bạo tán, máu thịt hoành vẩy thế gian, kiếm mang trói lọi thương khung, nghiền hết thảy, 10 phần khủng bố. Đi! Diệp Thần kéo lên một cái Đinh Nguyệt Như, liền phải hướng Tây Bắc đi tới trước, không ngờ nhưng lại là một tay bắt hụt. Luân hồi chi chủ! Ta chân thân cũng không tại này, ngươi làm sao còn không chạy đâu, cái thế giới này muốn hoàn toàn hủy diệt. Ninh Nguyệt như chân nhỏ nha ngăn lại, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn theo mặt đất sụp đổ rơi vào dưới vực sâu, như chuông bạc tiếng cười nhưng là như cũ không tiêu tan. Lạc lạc lạc, chạy mau, luân hồi chi chủ, ta ở cổ huyền bí cảnh một giới khác chờ ngươi, chúng ta còn muốn liên minh đâu. Diệp Thần. Cuối cùng chỉ để lại một mình hắn một mình đối mặt cái này bọt nước vậy chết đi thế gian. Diệp Thần cũng không lập tức rời đi, mà là tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng, vận chuyển bát quái thiên đan thuật và Phật tổ chân kinh. Đến bên trong thương thế tất nhiên sẽ hơn nữa ảnh hưởng, hôm nay vậy có thời gian chậm hiểu mấy phần. Trọng yếu hơn chính là, hắn phát hiện phương thiên địa này tan biến sinh ra năng lượng, lại có thể lợi dụng vận chuyển Phật tổ chân kinh hấp thu, gián tiếp chữa thương. Ngay tức thì Diệp Thần trong mắt bên trong, lóe ra vô cùng Phật quang, một tòa 7 màu đài sen khí tượng, từ đỉnh đầu hắn trên từ từ dâng lên, thủy ải bốc hơi lên, sáng mở bay lượn, có cầu vồng xuyên qua hư không, đưa tới mãi mãi phạm sướng. Mà thiên địa này bể tan tành, từng tia bóng tối quy luật ôm vào đài sen, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì? Thái thần gặp nguy hiểm. Rất hiển nhiên Thái thần đụng phải Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Bàn, nhưng dưới mắt mình hiển nhiên không thể đi trợ lực. Diệp Thần bên trong lòng có chút nóng nảy, nếu là có luân hồi đại năng có lẽ còn có thể chậm hiểu mấy phần. Đáng tiếc, hiện tại luân hồi mộ địa bên trong không có mộ bia có thể dẫn động, hơn nữa hoàng lão cũng không nguyện ý ra tay. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị buông tha hấp thu năng lượng lúc đó, một đạo thân ảnh lại chủ động từ luân hồi mộ địa chui ra. Ngươi có phải hay không quên còn có ta? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngay tức thì liền phát hiện Tiểu Kỳ Lân. Hắn làm sao quên mình còn có Tiểu Kỳ Lân? Hiện tại hắn không thể vận dụng luân hồi huyết mạch, Tiểu Kỳ Lân hoàn toàn có thể chậm tách ra hắn áp lực rất lớn. Tiểu Kỳ Lân, ngươi thay ta đi trợ giúp Hạ Thái Thần. Tiểu Kỳ Lân duỗi người, nâng lên đầu cao ngạo, cũng nên bổn tôn ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên, võ đạo luân hồi đồ vậy khẽ chấn động, ngay tức thì liền truyền đến Chu Huyên thanh âm, công tử, sư tôn gặp nạn, ta cũng muốn ra tay. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là gật đầu nói, đã như vậy,
vậy ngươi và Tiểu Kỳ Lân cùng đi trước trợ lực Thái Thần tiền bối đi. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền hướng không gian đường hầm đi. Mà Diệp Thần vậy tĩnh tâm xuống, hấp thu năng lượng trong thiên địa, mặc dù không có thể để cho hắn khôi phục đỉnh cấp, nhưng ít nhất có thể khôi phục một tầng lực lượng. Cùng lúc đó, cổ huyền bí cảnh không gian một bên kia, đây là một nơi mông lung thế giới. Còn ở từng bước ép sát, Thái Thần sắc mặt ngưng trọng, đoán chừng đối phương là vì đế ấn tới. Hắn cùng Giang Mị Âm các người tản mát, vậy không gian chập chờn, đem đám người truyền đến không biết tọa độ, có thể đế thì vậy đặc biệt huyết mạch hơi thở, nhưng là đem Thái Thần mình vị trí bại lộ cho đối phương. Vậy hai cổ động trời hơi thở đang không ngừng hướng mình bên này đến gần, thật sự là quá nhanh, cho không được hắn suy tính cách đối phó, một già một trẻ bóng người đã là cách không xa, vững vàng phong tỏa Thái Thần. Đế Tôn Ngọc trên đời vô song, áo bào tím tinh động, hai tròng mắt bên trong hiện ra hết sửng dưng ung dung, giống như trên trời tiên nhân giá lâm, tay áo bào nhẹ vung để gặp, ba đạo chói mắt tím tức phá thể quanh quẩn, nhô lên tiên quang tràn ngập quanh thân, mười phần huyền diệu. Cụt một tay cụ già ở sau lưng cách đó không xa đứng yên, cả người hơi thở toàn bộ thu liếm, giống như là một con rắn độc vậy, thâm độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thần, không nói một lời, ở bên người hắn, thời không ngưng trệ một cái không chảy. Vì sao ngươi sẽ có lão tổ dấu vết? Đế Tôn Ngọc tròng mắt khẽ nâng, như là nhìn về vậy mông lung thương khung, cũng không từng nhìn thẳng nhìn trước mắt Thái Thần, ở hắn xem ra, đan vực vậy nhất mạch đế nhà cường giả, cứ việc có đậm đà đế thị huyết mạch, nhưng không nên chấp trưởng đế ấn. Mặc dù Đế Tôn Ngọc cái này nhất mạch, là năm đó ra đi đế gia truyền kỳ nhất mạch, nhưng ở hắn trong lòng, bọn họ mới thật sự là đế gia chủ mạch. Thấy Thái Thần không nói, Đế Tôn Ngọc chính là quát khẽ. Đem ấn ký kia giao ra, theo ta trở về chân chính đế nhà lãnh phạt, nể tình ngươi huyết mạch kia tình cảm trên, có thể miễn tử cướp. Sau lưng cách đó không xa cụt một tay cụ già tròng mắt đông lại một cái, xúc thế đãi phát, chỉ cần Thái Thần có chút dị động, hắn sẽ ở thời gian đầu tiên ra tay. Đế Tôn Ngọc mặt mũi khinh thiêu, lời nói tới giữa tuy là nhẹ giọng, nhưng lại khó che giấu đều là không cho cự tuyệt uy hiếp ý, không theo, liền chết. Thái Thần mới vừa đột phá, thực lực không vững chắc, Đế Tôn Ngọc và sau lưng ông già liên hiệp, hoàn toàn có thể đem chém chết. Xem ra lão tổ nói không ngoa, không chỉ là đan vực đế thị. Thái Thần nhìn thẳng Đế Tôn Ngọc, hồi lâu khẽ gật đầu một cái, trước mắt đều là tiếc nuối cùng thương tiếc, không nghĩ tới liền vậy ra đi truyền kỳ nhất mạch, hôm nay đều là như vậy bệnh hoạn, bảo thủ không chịu nổi, trừ vậy tổ tiên vinh quang ban cho huyết mạch thiên phú bên ngoài, đơn giản là trong lồng thú bị nhốt. Như vậy đế nhà, sợ rằng đụng phải nữa không không thời không những cái kia ma thần, đế thị sẽ là cái đầu tiên trở mặt phản nghịch. Đế Tôn Ngọc sắc mặt tái xanh, trầm giọng liền nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Ngay lập tức, hắn dưới chân ngay tức thì nổ tung mấy đạo vực sâu không thấy đáy, lực lượng hùng hồn chút xuống nện xuống, thân hình đã là hướng Thái Thần dò tới. Cái này, phải chết. Cách đó không xa, trong đám người tiếng kinh hô, Đế Tôn Ngọc đại danh nhưng mà và Lý Tuyệt Vân vậy như sấm bên tai, lại là đạt được không không lúc nào không một vị cường giả hướng dẫn, thiên phú võ đạo nghịch thiên, tiểu bối bên trong, khi có vô địch tư, hiếm có địch thủ. Thậm chí chân chính xác tiên đế cũng hoặc là tiên đế cường giả, Đế Tôn Ngọc ngạnh hám kỳ phong mang, đều là sừng sững chỗ bất bại. Hôm nay hắn hướng về phía cảnh giới còn không vững chắc Thái Thần ra tay, trong mắt người chung quanh tới xem, không khác nào giết gà dùng đao trâu. Oanh! Một tiếng rên truyền ra, kích động dậy trùng tiêu bụi bẩm hạ, nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Chỉ gặp vậy phơi bày giáp công thế Đế Tôn Ngọc cùng cụt một tay cụ già tới giữa. Thái Thần lại là phá vòng vây đi. Phịch! Trong nháy mắt, Thái Thần đạp ông già còng lưng thân thể, xách chân đạp một cái, đem vậy cụt một tay cụ già lại là miễn cưỡng đánh bể. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao cùng cảnh giới chém giết, cái tên kia có thể trong nháy mắt giết Đế Tôn Ngọc sau lưng vị cường giả kia? Xuyệt! Các người xem, vậy cụt một tay lão nhân cùng Đế Tôn Ngọc giữa trán, như có gông xiềng dấu vết ở hiện lên. Chẳng lẽ là cái đó dấu vết hạn chế bọn họ? Rối rít tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai, Đế Tôn Ngọc sắc mặt trầm xuống, những tên kia phân tích không sai, Thái Thần đích xác là thúc giục đế ấn lực lượng, huyết mạch áp chế để cho hắn giờ phút này, đều có một loại vạn kiến phệ tim cảm giác. Đế Tôn Ngọc huyết mạch tinh khiết còn như vậy, vậy cụt một tay cụ già, cơ hồ ở đế ấn dưới áp chế,
ngay tức thì chính là mất đi sức chiến đấu, bị thái thần đánh bể thân xác. Tổ ấn lực lượng, quả nhiên bá đạo. Đế Tôn Ngọc Tà mị cười một tiếng, giữa trán mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống, thừa nhận đế ấn áp chế hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng thái thần nói. Đáng chết con kiến hôi, ngươi sẽ không lấy là, bằng ngươi đế ấn, là có thể cùng ta chống lại chứ. Vừa dứt lời, Đế Tôn Ngọc thân hình lần nữa nổ lên, thi triển mình nghịch thiên bảo thuật, hướng thái thần đánh giết tới, uy thế không giảm. Kinh biến dậy, thái thần cũng là toàn bộ tinh thần lấy kháng, không nghĩ tới ở đế ấn áp chế, lột Đế Tôn Ngọc chiến lực sau đó, hắn thủ đoạn vẫn là đủ để đánh thủng giới này. Hơn nữa Đế Tôn Ngọc võ đạo tuyệt đối không phải đến từ thế giới hiện thật, mơ hồ có ảo tưởng cảm giác. Tất nhiên đến từ không không lúc nào không. Hư không mở ra, hỗn độn khí thức tràn ngập bắn tung tóe, hóa thành từng đạo giết mang kích động, sấm sét gào thét, không biết tên trống giống chỗ sâu, lại là có long ngâm phượng hót, mơ hồ có thể thấy máu me cuồn cuộn dâng lên, đó là Thái Thần cùng Đế Tôn Ngọc hai người kịch chiến, diễn hóa thiên địa dị tượng. Cái này, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Thái Thần trong lòng ngầm âm thầm chấn động kinh, trước mắt Đế Tôn Ngọc, so mình lúc trước lúc giao thủ Chu Thiên Khánh bên người mấy người kia. Mạnh ra không chỉ một cấp bậc, cái này vẫn có đế ấn gia trì. Xem ra không không thời không võ đạo, so thực tế võ đạo có rãnh trời tới giữa chênh lệch. Ở hai người đụng nhau tiêu điểm chỗ, hai bóng người hóa thành lưu quang giao hội va chạm, như là tinh thần lóe lên nướng mục đích ánh sáng rực rỡ, chấn động được vạn dặm hư không sụp đổ nứt nẻ, tạo thành một đoàn tràng vực, trong đó sinh linh diệt hết, càn khôn hóa thành phấn vụn. Đây là được gọi là thiên ngoại thiên trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt Đế Tôn Ngọc lần đầu tiên như vậy điên cuồng, mông lung trong thế giới, còn sót lại vậy ba đạo lượn lờ phân bay, xuyên qua thiên địa tím tức ở bay lên, đập trước Thái Thần thúc dục đế ấn chém ra phù văn thần bí. Thái Thần giữa trưởng ngân hà phun trào, Đế Tôn Ngọc thân hình uyển như du long về biển, ngang dọc ở nơi này vỡ nát lại trăm lỗ thế gian. Vậy chiến trường trung tâm bị hỗn độn đè xuống, mơ hồ không rõ, vô thượng võ đạo diễn hóa dị tượng. Hiện ra hết uy thế, thỉnh thoảng có máu tươi kích động phun trào, từng chút rơi xuống đất, chính là đốt mặc vạn dặm sơn hà. Hỗn độn hóa thành tiên quang vẩy chiếu, hư không giống như là một đá kích thích nghìn tầng sống hãn biển vậy, tầng tầng bể tan tành, lan tràn vô biên. Ho! Thái Thần cùng Đế Tôn Ngọc đều là thân thể bể tan tành nửa bên, thịt vụn kẹp theo máu tươi ồ ồ trào lưu, mười phần kinh người. Tôn Ngọc! Một bên lần nữa ngưng hình cụt một tay cụ già rất kinh hãi, tự xưng là vô địch Đế Tôn Ngọc, lại bị Thái Thần ép đến như vậy ruộng đất, là thật chật vật. Con kiến hôi, nếu không phải tổ ấn áp chế, ta mang giữa trưởng liền lấy tính mạng ngươi. Đế Tôn Ngọc một tiếng quát lạnh, ánh mắt băng hàn, nhìn Thái Thần, đáng tiếc đế ấn đối huyết mạch hắn áp chế quá mức bá đạo, không cách nào hiện ra đỉnh cấp chiến lực. Xa xa. Chủ nhân. Mặc dù bị Đinh Nguyệt như cái đó khó giải quyết nha đầu quấy rối cục, nhưng nếu là có thể mượn này diệt trừ Đế Tôn Ngọc, chúng ta cũng không cần tam phương thế chân vạc. An tâm đối phó huyễn cửa thủ đoạn là được, cái này truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa rề rà tới Chu Thiên Khánh các người, vừa mới đến cái này không gian một đầu khác, chính là mắt thấy một màn này kinh thiên đại chiến. Đế Tôn Ngọc, làm sao đổi được như thế yếu đi? Hắn võ đạo không phải tới từ không không thời không một vị cường giả sao? Chu Thiên Khánh sau lưng, một tên vóc người nóng bỏng cô gái nghi ngờ nói, cũng chính là nàng, lúc trước tham dự đối giang mị âm đám người tập sát, so chết đi thanh minh mạnh hơn, kêu làm Liễu Hy. Tựa hồ, cùng cái đó đập mặc hư không, phát hiện giới này dấu vết có liên quan, cái đó tử sam người trung niên, thân trong lòng đế thị huyết mạch không nói, vậy chí bảo. Rất giống là đế nhà một vị kia đỉnh cấp tiên đế cổ ấn. Một người khác thân hình cường tráng nam tử Côn Luân nói tiếp. Đế Tôn Ngọc bị áp chế huyết mạch, thủ đoạn cũng không cách nào hiện ra hết, bất quá cái tên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Chu Thiên Khánh trong mắt nhẹ mị, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt, xem ra cái này ngư ông, hắn chẳng muốn giờ cũng không có biện pháp. Ngược lại là cái đó người trung niên, mặc dù là mới vừa đột phá, cảnh giới không vững chắc. Ngược lại là thủ đoạn khá là không tầm thường, có thể cầm cái trạng thái này Đế Tôn Ngọc ép đến kế cận tuyệt cảnh, cũng coi là cái người đàn ông. Lúc trước tham dự săn Thái Thần một trong nam tử Huyền Giác cười khẽ trêu nói. Ha ha, lại còn thủ đoạn thì như thế nào, ngày hôm nay cuối cùng sẽ biến thành một cổ thi thể. Liễu Hy bĩu môi, tràn đầy chê. Ha ha ha,
Chu Thiên Khánh sau lưng Côn Luân, Huyền Giác cùng đều là cười ầm lên. Phịch, một tiếng rên, giống như là thứ gì bánh xe lộc lăn đến Chu Thiên Khánh dưới chân. Chủ nhân, tiện tay trừ cái lão già kia, ngược lại là may mà tên kia. Chu Thiên Khánh bên người cuối cùng một tên nam tử, Trúc Thiên bước chân nhẹ di chuyển, chậm rãi trở về vị trí cũ, hắn ánh mắt, như có như không nhìn về trong hư không, cùng đế tôn Ngọc kịch chiến thái thần. Nhìn dáng dấp, vậy cổ ấn lực áp chế, thật đúng là bá đạo. Chu Thiên Khánh nhẹ giọng líu díu, nhìn chân mình hạ vậy chết không nhắm mắt đầu lâu, hắn cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này cụt một tay cụ già thực lực, cực kỳ khủng bố. Cho dù là hắn tự mình ra tay, sợ rằng trong chốc lát cũng không cách nào tùy tiện bắt lại. Cổ huyền bí cảnh mười phần quỷ dị, cường đại những cái kia tiên đế không cách nào đặt chân, đế thị lúc này mới phái ra cụt một tay ông già là đế tôn Ngọc hộ đạo. Hôm nay ngược lại là bớt chuyện, bị Trúc Thiên trực tiếp âm thầm giải quyết. Vậy thì chỉ còn lại một cái đế tôn Ngọc liền đây. Liễu Hy trong mắt lóe lên mỹ ý, nhìn về thái thần nhẹ giọng nói, thật là bền chắc ngực đâu, lạc lạc lạc. Phốc, thái thần lại là phun ra một ngụm máu tươi, kịch liệt như vậy liều chết, đế tôn Ngọc tuy là xu thế suy sụp, nhưng hắn vậy dần dần mất tiên cơ, tái chiến tiếp, tất sẽ có một phe chết. Ừ. Đang muốn liều chết tương bác đế tôn Ngọc mí mắt đột nhiên giật mình, hắn thấy được một cái không đầu thi thể, thẳng tắp đổ xuống đất, chống không một cánh tay ống tay áo, còn ở theo phong bạo thổi lất phất, ở vù vù vang dội. Đây là đế nhà người. À, đế tôn Ngọc hoàn toàn tức giận, một tiếng quát chói tai truyền ra, trong một cái chớp mắt này, thái thần vậy chú ý tới khác thường, phát hiện cỗ thi thể kia. Xa xa rất nhiều người thấy vậy, đều là chố mắt nghẹn họng. Không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, lại có người đánh lén, hơn nữa còn thành công chém rất một tôn đại địch. Không cần kêu lên, chờ lát nữa người vậy phải cùng hắn như nhau, không quá ta sẽ nhân từ chút, ngược lại không đến nỗi cầm đầu ngươi làm cầu mà đá. Phía dưới mặt đất bên trên, năm người thân hình chậm rãi hiện lên đi ra, người cầm đầu, chính là Chu Thiên Khánh. Nghe được gia chủ mình người như vậy lời nói, sau lưng bốn người cũng là nghe tức thì buột miệng cười to. Dĩ nhiên, ta sẽ dùng cao quý nhất bao bì, tự mình cầm nó gửi cho đế nhà, xem bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn tôn Ngọc công tử, là biết bao phế vật. Chu Thiên Khánh đưa tay ra mời chặn ngang, lười biếng cười nói, thật đúng là nhiều thua thiệt ngươi, ngươi rất tốt. Hắn nhìn về quanh thân nhuốm máu thái thần, hướng về phía bên người bốn người nói, đưa chúng ta quý khách nhập suối vàng đi. Còn như đế tôn Ngọc ngươi, liền do ta tự mình tới đi. Chu Thiên Khánh mái tóc dài bay lượn, căn căn đều là lóe lên ảm đạm giết mang, tay phải nâng lên, thúc giục thiên công, hướng đế tôn Ngọc đánh giết tới. Giết! Liễu Hy, Côn Luân, Huyền Giác, Trúc Thiên các loại, Chu Thiên Khánh bên cạnh bốn đại cao thủ đều xuất hiện, hướng thái thần trấn áp đi. Đế tôn Ngọc tiếng như nước lũ, một tiếng gào thét giống như kinh thiên nổ vang, bổ ra bầu trời mênh mông xem con ruồi không đầu vậy thương hoảng hốt độn đi. Hắn hôm nay, đối mặt một cái Chu Thiên Khánh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến gần đế tôn Ngọc đám người mắt gặp hắn cướp đường tới, không ít người đều là bị hắn hóa thành lau một cái lưu quang nhân tiện lột đầu lâu, đến chết, đều là duy trì ánh mắt bộ dáng khiếp sợ, không cách nào nhắm mắt. Đế tôn Ngọc thân hình đã dần dần hư ảo, thì phải biến mất ở chân trời. Ngươi vừa có thể trốn đi đâu vậy chứ? Tiếc nuối phải. Thực lực cường đại Chu Thiên Khánh cũng không sẽ thả đế tôn Ngọc rời đi. Bị thương nặng đế tôn Ngọc, lại như thế nào có thể chạy khỏi hắn đuổi bắt đâu? Có ý tứ. Chu Thiên Khánh khóe miệng dương lên, cường đại công pháp khiếu vang trời, xúc càn khôn tại một tấc, bước nhanh đi theo đế tôn Ngọc đi. Oanh! Ngàn dặm bên ngoài một tiếng nổ vang truyền tới, máu tươi cuồng trào, cơ hồ là ánh tím liền vậy nửa đám mây hà, truyền đến đế tôn Ngọc gầm thét. Trên bầu trời, đế ấn sử dụng phù văn đang thiêu đốt, thái thần vốn là chưa hoàn toàn nắm trong tay đế ấn lực lượng, thêm tới lúc trước dùng để trấn áp đế tôn Ngọc cùng cụt một tay cụ già, đã là nỏ hết đà. Hôm nay sử dụng màu tím kim phù văn thần bí, cũng ở đây bốn người hợp lực dưới sự công kích, dần dần hư ảo, toát ra yếu ớt máu xương hơi thở, thẳng đến không gặp. Thái thần thương thế so với đế tôn Ngọc, còn muốn sâu hơn mấy phần, thần thân thể không ngừng phun trào máu tươi. Như suối vậy vượt quá, dòng nước chảy trên đất. Liền hắn vậy không ngờ rằng, Chu Thiên Khánh lại đột nhiên giết cái hồi mã thương, tìm được mảnh thế giới này, vẫn là nhanh như vậy tìm được bọn họ.
ho. Lại là một ngụm máu tươi ho ra, có màu tím kim, là thái thần máu tươi đang chảy mất. Một giây kế tiếp, hắn thân hình như gió bên trong tàn trúc vậy, cho dù là bốn người không xuất thủ nữa, hắn cũng khó mà vùng vẫy. Kinh mạch trong cơ thể nhiều chỗ vết nứt, xương cốt thậm chí vỡ thành mảnh vỡ đâm vào quanh thân máu thịt tới giữa, thần hồn vậy bị thương, không cách nào tái chiến. Trên 9 tầng trời, đầy trời màu tím sấm sét có chiếm cứ thế diễn hóa, không lâu lắm, từng giọt lôi mưa rớt xuống, dần dần mưa lớn. Các ngươi ai dám động thái thần? Trúc Thiên, Côn Luân, Huyền Giác, Liễu Hy cùng nghe tiếng sửng sốt một chút, toàn cho dù là chú ý tới Tiểu Kỳ Lân tồn tại. Bọn họ làm là thiên tài, tự nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Kỳ Lân đặc thù. Nếu như đạt được con thú này, bọn họ thực lực có lẽ sẽ dâng lên một đoạn lớn, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là phun trào một chút thâm độc nụ cười. Bốn người lại nữa hướng về phía thái thần ra tay, dẫu sao một cái trọng thương sắp chết ra hỏa, dù là bỏ ở nơi này, hắn vậy chạy không xa, nhưng ngược lại có thể bắt được một đầu như vậy nghịch thiên thú, có thể là đại công một kiện. Rắc rắc, vô số đạo so cổ thụ cành khô còn lớn hơn sấm sét ầm ầm nện xuống, liên quan lôi mưa trải thiên thế, từng trận cảm giác tê dại đang lúc mọi người trong lòng phun trào, liền linh lực lưu chuyển đều là hơi chậm lại. Nó tới. Liễu Hy nhìn về trên hư không, mây sấm chỗ sâu đầu kia Tiểu Kỳ Lân, nụ cười sâu hơn, còn thừa lại ba người cũng là luôn miệng nói. Đồng loạt ra tay. Rắc rắc. Lại là một tiếng sấm, thắp sáng yên lặng hư không lôi mang lóng lánh kinh hồng ánh sáng, đi đôi với thánh thú Kỳ Lân gào thét, tầng mây tới giữa, mơ hồ có tiên đế hơi thở lưu chuyển, sáng bóng dịu dàng. Ta đây muốn xem, cái gọi là thiên ngoại thiên cao thủ trẻ tuổi, có nhiều ít phân lượng. Một bóng người lộ ra thân hình, áo xanh vù vù vang dội, mặt đầy viết đầy dâng trào chiến ý, chính là Chu Uyên. Chu Uyên là võ si, cho tới bây giờ không ý kỵ sống chết, để cho hắn hưng phấn chỉ có chiến đấu. Dù là đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nuốt trời thuật, Tiểu Kỳ Lân hơi có vẻ sữa khi uống tiếng vang lên, vậy đại biểu hai đối bốn đại quyết chiến bùng nổ. Một người một thú. Muốn lực bính 4 năm mới nhẹ thái thượng cao thủ. Một đạo quyền mang sáng lên, hoành kích hư không, ẩn chứa đế ý, phá vỡ bốn người thuật pháp ánh sáng, thông suốt thiên địa. Chu Uyên thiên đế quyền uy thế cường tuyệt, gặp mạnh hơn, còn có Tiểu Kỳ Lân lực lượng thêm tầng, hôm nay Chu Uyên thực lực lại thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Tiểu Kỳ Lân thúc dục nuốt trời thuật, ngự động cổ huyền bí cảnh đại lộ quy luật chấn áp xuống, từng tiếng nổ vang bên tai không dứt. Thương khung đều ở đây đồng loạt lay động, giống như là tùy thời sẽ lật vậy. Côn Luân chấp tay hành lễ, giống như là một ngọn núi lớn đột nhiên giáng thế, nguy nga hơi thở dáng sừng sững không thể dung chuyển, Chu Uyên vậy cả thiên địa cũng có thể chém ra quyền mang, miễn cưỡng bị vị này cao thủ trẻ tuổi lấy thân máu thịt chặn. Giá phải trả chỉ là một cái vết thương, cái này đối với bọn họ chém giết mà nói, không đáng giá để ra. Không tệ lực công kích, đáng tiếc ngươi chỉ có lần này cơ hội. Côn Luân sau lưng ba người bao kẹp tấn công tới, từ Chu Uyên góc chết chỗ phát động sát chiêu, cứ việc Chu Uyên toàn bộ tinh thần chăm chú, nhưng vẫn là khó mà đền bù tu vi lên hồng câu, trong nháy mắt, bị mấy chưởng, máu thịt sụp đổ. Đáng ghét, nếu như cùng cảnh, cũng sẽ không chật vật như vậy. Chu Uyên kéo ra khoảng cách, nhìn xa trên đỉnh núi tụ thủ đứng, nhìn xuống bá tánh nhóm bốn người, hắn lúc này giống như một tôn ma thần, áo xanh nửa bên bị máu xâm nhiễm. Màu tím nhàn nhạt sấm sét chiếu rọi mang bao phủ, là Tiểu Kỳ Lân đang che chở. To con như cột sắt Côn Luân tà mị cười một tiếng, chỉ gặp bốn người nhìn nhau gật đầu, Liễu Hy, Huyền Giác, Trúc Thiên ba người hướng 9 tầng trời lướt đi, bọn họ mục tiêu, là Tiểu Kỳ Lân. Bá! Chu Uyên vừa định hành động, một ngọn núi lớn chính là ngăn ở mình trước mắt. Thằng nhóc, quả đấm của ngươi ngược lại là cứng cỏi lắm, thử lại lần nữa. Côn Luân nhẹ nhàng vỗ vỗ mình cánh tay bên trên, cái đó thấu lượng vết thương, vẫn là ở ồ ồ trào máu, Chu Uyên quyền mang vẫn đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ, để cho hắn vết thương thật lâu không thể khép lại. Chu Uyên trong mắt vừa chuyển, thâm thúy con người nháy mắt hợp mấy lần, hướng Côn Luân lần nữa liều giết tới. Oanh! Oanh! Từng tiếng đụng nhau va chạm chấn mặt đất không ở lay động, trên bầu trời, ba người vây công Tiểu Kỳ Lân thế công cũng là không giảm. Đáng ghét! Cái này cổ huyền bí cảnh, không có quy luật lực có thể ngự, liền cả thiên đạo đại thế, tựa hồ cũng có linh, không cách nào cho ta lực lượng.
Tiểu Kỳ Lân lâm vào khổ chiến, mặc dù có vô cùng sấm sét tương trợ, cũng khó che xu thế suy sụp. Liễu Hy, Trúc Thiên, Huyền Giác thúc dục cường tuyệt công pháp, thân hình ngang dọc lôi biển lúc đó, khó mà đoán, mấy đạo giết mang lại là phá vỡ Tiểu Kỳ Lân phòng ngự, tét nó tinh màu tím vảy. Tránh chỗ hiểm, bắt sống nó. Trúc Thiên nhẹ giọng mở miệng, ba người ăn ý gật đầu, tiếp tục cùng Tiểu Kỳ Lân chiến đấu, bọn họ lựa chọn vây mà không công chiến pháp, chỉ là đang trì hoãn, chờ đợi Tiểu Kỳ Lân mất sức. Tình cờ mấy đạo giết mang, vậy là cố ý tránh ra chỗ hiểm, chỉ là bắn thủng nó ngực. Hống. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Kỳ Lân thế công vậy dần dần chậm chạp. Hô, thật đúng là huyết mạch nghịch thiên, thời kỳ ấu thơ lại có như vậy chiến lực. Huyền Giác che giấu tự thân kịch liệt thở dốc, một bên Trúc Thiên cũng là bị Tiểu Kỳ Lân cường thế đoạn đi một cánh tay, Liễu Hy vậy hấp dẫn thân thể mềm mại trên, cũng là chưa vết máu khô khốc loang lổ, vết thương không ngừng tràn ra đỏ thẫm. Bắt sống một cái nghịch thiên yêu thú, lớn như vậy phí chắc trở, nếu là chủ nhân biết, dự đoán sẽ không vui. Nói được ngược lại là nhẹ nhàng, xúc sinh này thủ đoạn đặc biệt, lôi đình này lực lượng, đã tê dại ta giống vậy cảm giác. Càng chiến đấu, bọn họ ba người giống như là kéo nặng 0,5 tấn thân thể ở trên chiến trường đánh giết, 10 phần nặng nề. Các ngươi mau lui lại. Thái thần lảo đảo đứng dậy, hết sức gào thét, có thể hắn bây giờ, liền ngự không cũng thì không cách nào làm được, tình huống thân thể quá mức gay gâu, mắt gặp Chu Uyên cùng Tiểu Kỳ Lân đều là lõm sâu hiểm cảnh, nóng nảy vạn phần. Mây lôi biển gian lao nhanh Tiểu Kỳ Lân mỗi một bước đạp xuống, giữa trời đất từ trên xuống dưới uy áp chập chờn chính là bốn phương tám hướng hiện lên, dị thường mãnh liệt lại vô tận minh mông, giống như là từng hạt tròn đại tinh rơi xuống đất, rơi xuống diệt thế sát phạt. Mông lung mặt đất không ngừng vỡ nát lúc đó, Tiểu Kỳ Lân trên đùi vết thương cũng là bộc phát rạn nứt, máu thịt có thể gặp, thì phải vết nứt. Bắt được. Liễu Hy mâu gian lóe lên lau một cái duyệt sắc, chiến đấu đến nay, rốt cục thì bị nàng bắt được một chút sơ hở. Nàng cường đại thần niệm lộ ra, lại là ở nào đó trong nháy mắt, ngưng dừng lại vậy không đoạn bể tan tành sụp đổ thiên địa, liền cuốn lên sơn xuyên đều là nháy mắt tức thì ngừng, cảnh tượng 10 phần quỷ dị, bị bổ một cái hai nửa đồ sộ loan bộ phận trệ không không rơi xuống. Rắc rắc. Trong nháy mắt, Liễu Hy bóng người xuất hiện ở lôi trong biển mây, cứ việc vậy trong nháy mắt cảm giác tê dại làm nàng cảm giác hạ xuống băng điểm. Có thể bàn tay kia, cũng là dương ra năm ngón tay vững vàng bấu vào Tiểu Kỳ Lân cổ. Hơi dùng một chút lực, là được cắt đứt hắn sức sống. Hống. Tiểu Kỳ Lân liều mạng vùng vẫy, Liễu Hy cũng là không ngừng khép lại năm ngón tay lực lượng, nàng cũng ở đây đánh cờ, vậy lôi biển lực lượng, lập tức phải để cho nàng mất đi toàn bộ ý thức, cảm giác tê dại đã xông lên trong lòng, nàng không cảm giác được đan điền lực lượng. Bót. Một tiếng giòn giã, Liễu Hy mở to tròng mắt. Khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, vậy ban đầu giãy giụa Tiểu Kỳ Lân con ngươi, lóe lên lau một cái màu xanh thẳm ánh sáng rực rỡ, nó đang cười. Một giây kế tiếp, vậy bị nàng bóp vận mệnh cổ họng đứa nhỏ, lại là hóa thành một đoàn xương mù đỏ, bị Liễu Hy mình bóp cái nổ tung, kinh khủng kia hơi thở vào cơ thể, ở nàng trong cơ thể tàn phá. À! Liễu Hy ý thức ở dần dần mất, phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, bóng người rơi xuống hư không rơi xuống đất. Huyền Giác, Trúc Thiên cùng vội vàng hồi giúp đỡ, lúc này mới tránh khỏi từ 9 tầng trời rớt xuống, bị thương kết quả, nhưng thương thế kia, giờ phút này hiển nhiên là có hả giận chưa đi đến khí. A nha, vậy xem ra đứa nhỏ ngươi phải nói giữ lời. Một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên. Giờ phút này, một tòa nát bấy cự phong, tán giữ lời khối chọc trời nham thạch rơi xuống đất, ước chừng 4 bé gái 5 tuổi ngồi ở phía trên. Vỉnh lên trước chân nhỏ nha thoáng một cái, rất là thích ý, cũng không lộ vẻ phân nửa hơi thở. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng, nếu không phải nàng lên tiếng, ở thiên địa này cũng vỡ nát tới ám thời khắc, không người nào có thể chú ý tới nàng nhỏ bé thân hình. Một đôi màu xanh thẳm con người ngay chớp mắt đều là mơ hồ có ánh sáng nhạt biến ảo, để cho người không thấy rõ nàng có thật tồn tại hay không, cho dù gần ngay trước mắt. Này, vậy cũng quyết định nha. Bé gái nhẹ nhàng bóp nặn bên người vốn nên trọng thương rơi xuống Tiểu Kỳ Lân gò má, cái này một người một thú, cái đầu lại là sấp xỉ, Đinh Nguyệt như không dừng được xoa nắn Tiểu Kỳ Lân thịt múc múc mặt, 10 phần vui mừng. Cái gì? Mới vừa rồi là ảo ảnh. Trúc Thiên cùng Huyền Giác đều là khiếp sợ, trước mắt Tiểu Kỳ Lân nhe răng tuét miệng cùng Đinh Nguyệt như tranh luận cái gì,
còn thỉnh thoảng vỗ ngực lè lưỡi, nào còn có lúc trước trọng thương ngã gục hình dáng. Chớ nói Tiểu Kỳ Lân lúc trước bộ kia vẩy bể tan tành ảm đạm, máu thịt tách ra thảm dạng, bây giờ nó, có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì. Hai người nhìn vui sướng Tiểu Kỳ Lân, đều là sắc mặt trầm xuống, một bên khác Côn Luân hiển nhiên cũng là chú ý tới một màn trước mắt, hắn nhìn Chu Huyên con ngươi, đổi được sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Nếu Kỳ Lân là ảo ảnh, như vậy trước mắt mình cái này áo xanh thiếu niên. T. Côn Luân đối mặt với lần nữa nâng lên quyền mang Chu Huyên, hắn cũng giống là rõ ràng liền cái gì, xoay người hướng Trúc Thiên, Huyền Giác hai người chạy đi. Oanh! Nướng mãnh liệt quyền mang kích động thiên địa, kinh khủng sát phạt hơi thở chấn vỡ Loan Vũ, nện ở hắn lưng trên, khác thường nhưng là không có một tổn thương chút nào mang cho đối phương. Cả vùng đất Chu Huyên trong mắt bên trong thoáng qua một chút màu xanh thẳm ánh sáng rực rỡ, nhún vai, luôn miệng nói. Không thú vị! Không thú vị. Nói xong, chính là hóa thành một đoàn sương mù đỏ, tiêu tán đi. Huyễn cửa. Xa xa thái thần khiếp sợ, đế ấn trong trí nhớ có liên quan tại cái này một tông môn ghi lại, nhưng cũng là le que mấy lời. Hiện tượng thiên văn thiên dị, hư thật làm danh giới, tranh phong vạn pháp lúc đó, cũng là giỏ trúc tụ nước, mọi thứ không. T. Liền liền chính hắn, đều là không có chút nào phát hiện, lúc nào tiến vào ảo ảnh. Không đúng, lúc trước vậy chiến đấu, mấy người kia bị thương còn ở, là chân thực. Thái thần chăm chú nhìn, hư hư thật thật, thủ đoạn này, quá mức khủng bố. Vô số tu giả kịch đấu, còn có không thiếu quá để bụng ở giữa trẻ tuổi thiên kiêu tề tụ, mang giữa trường chính là thiên địa đại thế biến ảo, vạn vật sợ hãi, quỳnh vũ vỡ nát. Nằm xuống tới nhưng là bị một cái bé gái làm đồ chơi vậy cười nhạo. Được rồi, bổn tôn nói được là làm được, liền theo ngươi. Tiểu Kỳ Lân vẫn là thiếu niên lão nặng vậy than nhẹ không biết làm sao một tiếng, đáp ứng. Lúc này mới mà. Ninh Nguyệt Như cười giống như là mới vừa tách ra hoa cốt đóa vậy, thấy Tiểu Kỳ Lân đáp ứng, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn về lúc trước kịch chiến mấy người. Chu Thiên Khánh không có nói các ngươi, gặp phải ta, phải lập tức chạy thoát thân sao. Nàng làm một mặt quỷ, dí dỏm lè lưỡi. Tại chỗ không rõ cho nên mọi người đều là bị một màn này khiếp sợ. Càng không hề rõ huyễn cửa thủ đoạn tu giả cười ra tiếng, Chu Thiên Khánh bên người bốn lớn cao thủ tuyệt đỉnh, lại là bị một cái bé gái đẻ được không dám thở tức. Ninh Nguyệt Như, không nghĩ tới người một mực đang đánh cái này Kỳ Lân chú ý. Trúc Thiên sắc mặt âm trầm, bên cạnh còn có chiến lực Huyền Giác, Côn Luân cùng đều là toàn thân phòng bị. Ác! Ninh Nguyệt Như đứng dậy, duỗi cái chặn ngang, lười biếng nói, hừ hừ hừ, có ý gì, ta bất quá là đưa người bạn. Mà bạn của ta, vậy trùng hợp nguyện ý đến ta huyễn cửa làm khách mà thôi. Đúng không, đứa nhỏ? Nàng chép miệng, tỏ ý Tiểu Kỳ Lân để cho nó bổn tôn ra mặt làm chứng. Tiểu Kỳ Lân. Xem, Tiểu Kỳ Lân mình đều đồng ý, các ngươi lắm miệng nữa, ta liền đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Ninh Nguyệt Như cười hì hì nói. Tuy là đùa giỡn giọng, nhưng Trúc Thiên ba người nhưng là lập tức biến sắc, tùy thời chuẩn bị rút lui, Chu Thiên Khánh không có ở đây. Căn bản không người dám cùng nàng đấu pháp. Con bé này, cho dù là chủ nhân tới cũng nhức đầu không thôi, không tìm được nàng chân thân, chúng ta chỉ sẽ bị nàng chơi chết. Huyền Giác ở một bên thấp giọng nói. Huyễn cửa thủ đoạn, đến nay không người có thể phá giải, vậy nha đầu nếu là thật thân ở trước mắt ta, ta hai đầu ngón tay là có thể bóp chết nàng. Côn Luân cũng là sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám có chút nào dị động. Tiểu Kỳ Lân cho Thái Thần truyền âm nói, Thái Thần tiền bối yên tâm, Chu Huyên đi tìm Giang Mị Âm, sẽ cùng chúng ta hội họp. Thấy cái trước mặt đầy vẻ lo âu, nó cũng là nói tiếp, yên tâm đi, có huyễn cửa thủ đoạn, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là Đinh Nguyệt Như. Ngay tại lúc này, cách xa ngoài ngàn dặm trời trăng sao cũng đang không ngừng rơi xuống, miễn cưỡng gào thét ánh thấu thương khung, đầy trời tử huyết phân vẩy, mười phần khủng bố. Là chủ nhân, đế tôn ngọc phải bị chém. Cuối cùng có tin tức tốt truyền tới, Trúc Thiên các người đều là sắc mặt vui mừng, chợt kiêng kỵ nhìn về Đinh Nguyệt Như, lạnh giọng nói. Huyễn cửa thủ đoạn lãnh giáo, ngày sau phương dài. Đinh Nguyệt Như làm như không nghe, thẳng đến mấy người bóng người biến mất ở chân trời, Tiểu Kỳ Lân lúc này mới buồn bực nói, làm sao không đem bọn họ lưu lại. Hừ, người thật làm ta là vô thiên và vũ hoàng cổ đế như vậy đỉnh cấp tiên đế.
giơ tay lên gian liền có thể trấn áp hết thảy. Ninh Nguyệt như bĩu môi, một bên khác Thái Thần đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, cũng là âm thầm suy nghĩ. Huyễn cửa thủ đoạn huyền diệu, nhưng cũng không phải là không rõ ràng, cái bên trong đầu mối, bọn họ không cách nào tham phá mà thôi, hiển nhiên, tiểu nha đầu này chân thân, chiến lực hẳn không mạnh, thậm chí hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Ai nha? Ninh Nguyệt như vỗ trán một cái, kinh nghi một tiếng. Ừ, cũng là dẫn được Tiểu Kỳ Lân liếc mắt. Cái đó gì, trước kia kịch chiến, hẳn là nhiễu loạn không gian tọa độ, tính một lần cái đó diệp thần, vậy phải đến. Ninh Nguyệt như xấu hổ cười một tiếng, nhưng là thấy Tiểu Kỳ Lân nhìn chung quanh, cũng không gặp cái bóng người, chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được, Chu Huyên và Giang Mị Âm hơi thở, ở hướng bọn họ không ngừng đến gần. Ở đâu? Ninh Nguyệt như chỉ ngàn dặm bên ngoài, tử huyết tràn ngập nơi chân trời, khóe miệng phát hỏa cân nhắc nói, hì hì, ở nơi đó. Cái gì, Tiểu Kỳ Lân kinh hãi, Diệp Thần là phải xuất hiện ở Chu Thiên Khánh và Đế Tôn Ngọc chém giết chiến trường. Muốn xảy ra chuyện. Diệp Thần tự nhiên không biết không gian đường hầm sẽ truyền tới nơi nào. Hắn chỉ biết là đến cổ huyền bí cảnh nội bộ là đủ rồi, rất nhanh, hắn liền thấy được một chút ánh sáng. Phịch. Diệp Thần còn chưa hoàn toàn thấy rõ hết thảy, trước mắt trời long đất lở cảnh tượng chính là đè xuống, đem hắn ngay tức thì bao phủ. Diệp Thần ngay tức thì vận dụng giới tử Phật Pháp, đem tự thân hình thái, hóa thành một viên giới tử bụi nhỏ, lúc này mới né tránh mấy phần. Đồng thời Diệp Thần chú ý tới mình bên này có cực mạnh chiến đấu chập chờn. Chỉ gặp trên bầu trời, như gió vậy vô hình, như điện quang vậy nhanh mạnh, hai bóng người chém giết, ở hư không bay nhanh hoành kích. Bạo liệt tiếng vang san bằng núi lớn, Chu Thiên Khánh cùng Đế Tôn Ngọc chiêu thức đại khai đại hợp, không thiếu tinh thần đều là chói lọi ảm đạm, rơi xuống. Hai người võ đạo đụng nhau, biến dạng thiên vũ, liền hỗn độn khí tức đều là bị dẫn dắt, đối với Diệp Thần từ vậy vết nứt không gian bên trong hóa là giới tử, Chu Thiên Khánh cùng Đế Tôn Ngọc đều là không có chút nào phát hiện. Cùng vậy đầy trời rủ xuống nện xuống tinh thần so, một người bóng người nhỏ bé như kiến. Là bọn họ ở chém giết. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, xem ra mình cơ hội có thể ngồi. Cái này Chu Thiên Khánh mạnh mẽ như vậy. Âm thầm xem cuộc chiến Diệp Thần toàn bộ tinh thần phòng bị, hắn hai tròng mắt vững vàng nhìn chằm chằm Chu Thiên Khánh, người này lúc trước cũng không vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng là có thể miễn cưỡng đem hắn đánh lui, chiến lực 10 phần khủng bố. Phải biết Diệp Thần mặc dù bị thương, thực lực rơi xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Ở trong lòng, Chu Thiên Khánh đã bị Diệp Thần liệt vào nhân vật nguy hiểm, cái này, sợ rằng trước mắt chuyện mình trạng thái, không nhất định địch hắn. Quyết chiến vẫn tiến hành, nơi đây thiên địa tàn tạ, chiến trường liền bị kéo đến một chỗ khác địa vực, cái này mông lung thế giới, theo thời gian rời đổi, bộc phát mình đầy thương tích. Không có ai phát hiện, Diệp Thần lại là cực kỳ đến gần vậy kinh thiên gợn sóng trung tâm, giới tử Phật Pháp ẩn núp hơi thở, ẩn trong bóng tối, mật thiết nhìn trước mắt hết thảy. Đế Tôn Ngọc, hắn hơi thở như vậy phù phiếm, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chém chết, tên này lúc trước trải qua một tràng thảm chiến. Diệp Thần có thể theo dõi ra một hai, cái này Đế Tôn Ngọc cũng không hạng người tầm thường, nếu không vậy chống đỡ không tới hiện tại. Hắn bị thương rất nặng, cứng rắn kéo dài thương thế, ở Chu Thiên Khánh mãnh công hạ, thân xác đều là sắp bạo tán, cả người giống như là đồ sứ đứa nhỏ vậy, phủ đầy vết rách, tùy thời sẽ tan rã nứt ra. Ca. Chu Thiên Khánh giữa trường lật đổ, sáng chói kim mang sáng lên, có loan đao trạng chém xuống, dị thường lưỡi đao sắc bén quét qua, Đế Tôn Ngọc nơi giấy lên màu tím cốt phủ bị miễn cưỡng chém làm hai nửa, phát ra một tiếng giòn giã. À, giống như là cốt bị chém gãy, Đế Tôn Ngọc một tiếng thống khổ tiếng gào truyền ra, lại là lau một cái tinh màu tím máu tươi phun ra, phương mới đứng vững liền vậy sắp tiêu tán cốt phủ. Hắn đang cháy tự thân máu tươi tác chiến. Như vậy quyết chiến, chỉ cần Chu Thiên Khánh kéo dài, bại nhất định là Đế Tôn Ngọc. Diệp Thần trong lòng có so đo, âm thầm con mắt cũng là chậm rãi thu hồi, thân hình vòng quanh Đế Tôn Ngọc ẩn nặc hành tung. Ha ha ha, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chu Thiên Khánh cất tiếng cười to, Đế Tôn Ngọc cháy máu tươi đánh một trận, hắn lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, muốn nói xa nói gần, công phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Đế thị thủ đoạn. Quả nhiên không tầm thường, bất quá, ta có thể tán dương ngươi cái này người sắp chết, cũng chỉ có chút này.
Chu Thiên Khánh ổn định thân hình, đối mặt Đế Tôn Ngọc Mãnh Công, vậy là bị một ít tổn thương, nhưng so sánh cái trước vậy dần dần uể oải hơi thở, hắn ra thịt máu, không liên quan đau ngứa. Oanh! Đế Tôn Ngọc giữa trường một quả cốt phù tản ra, chói mắt tử mang đánh tới. Chu Thiên Khánh chân đạp càn khôn xê dịch, thẳng né tránh qua, hắn mới vừa dựng thân mờ mịt mặt đất bị chấn ra một cái vực sâu không thấy đáy, một cổ khí tức rét lạnh truyền ra, lóe lên nhàn nhạt tím tức. À, dựa vào ba đạo tím tức cũng rời thân thể sao? Chu Thiên Khánh trong mắt lóe lên một chút cuồng nhiệt, vậy ba đạo khó giải quyết tím tức từ trong cơ thể hắn chóc, không chịu hắn khống chế, nói cách khác, Đế Tôn Ngọc huyết mạch lực, đã không cách nào thúc giục huyết mạch chinh chiến. Tím tức có linh, tự đi rời thân thể. À, đi chết. Đế Tôn Ngọc gầm thét, Chu Thiên Khánh nhưng là ánh mắt lãnh đạm, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Đế Tôn Ngọc gần như điên cuồng, cho dù bỏ mình, hôm nay cũng phải lấy ngươi nửa cái mạng. Oanh! Áo bào tím ngự động vạn đạo, quanh thân còn sót hai đạo tím tức chậm rãi bay lên, ở đỉnh đầu ngưng tụ thành một đóa đại lộ hoa hình thức ban đầu, mơ hồ hư ảo, tản ra kinh khủng diệt thế hơi thở. Chuẩn bị liều mạng sao? Như ở ngày thường, Chu Thiên Khánh đối chiêu này vô cùng là kiêng kỵ, vậy đạo hoa áp chế, đại biểu đế nhà cao nhất sức mạnh to lớn, đại lộ hoa, không có dễ không bình, múi diệp phi vũ chỗ, có thể nghịch bá tánh luân hồi. Đại lộ hoa. Chu Thiên Khánh hừ lạnh một tiếng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ta mới sợ hãi ngươi, hai đạo tím tức, cũng dám kêu gào. Ở hắn xem ra, lúc này đế nhà đại lộ hoa, đã không đủ gây sợ hãi. Cùng Đế Tôn Ngọc đỉnh cấp lúc thi triển so sánh, có khác nhau một trời một vực. Âm dương đôi kho, phá. Chu Thiên Khánh chắp hai tay, chờ tay trái cắt ngang, tay phải vẻ tròn, trong hư không, hoành xanh đen trắng hai màu giết mang, xen lẫn hội tụ, mơ hồ thành bát quái voi luân bàn, nhô lên hỗn độn khí tức, mười phần khủng bố, hướng vậy đại lộ hoa đè đi. Keng. Hư không lớn đụng nhau, diệt thế âm vang vọng lên, chu vi ngàn dặm là kính. Hình thành tràng vực sen lẫn hủy diệt ánh sáng rực rỡ, vẩy chiếu chỗ, đều là hóa cướp xám. Đế Tôn Ngọc vậy vốn là kế cận bể tan tành thân thể, ở nơi này cổ kinh khủng minh mông sát phạt dội rửa, không ngừng sụp đổ. Phịch, 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 tiếp liền mấy tiếng rên, tứ chi còn sống một, tựa hồ thì phải vẫn diệt. Nhìn lại Chu Thiên Khánh, tự thân âm dương vần quanh, đen trắng hai màu ánh sáng rực rỡ sen lẫn tự thân, hắc diễn sát phạt, trắng hóa sinh tức. Cho dù là được vết thương chí mạng, vậy bể tan tành thân thể cũng ở đây bạch quang dịu dàng hạ, lật đổ bồi bổ, miễn cưỡng không ngừng. Phốc! Đế Tôn Ngọc một ngụm máu tươi ho ra, trên hư không vậy đại lộ bỏ ra hiện một chút vết rách, Chu Thiên Khánh thấy vậy, thừa thắng truy kích, lau đi khóe miệng vết máu, đang phải ra tay, nhưng là cảm giác cảnh tượng trước mắt mơ hồ. Không tốt, đây là thằng nhóc kia hơi thở. Chu Thiên Khánh nhất thời cảm thấy không ổn. Giống như bị rắn độc để mắt tới vậy. Long đấu chi thương, tịch thần lục thức, hoang vu chi lực, phá cho ta. Diệp thần hội tụ trong thiên địa nham đất năng lượng, hóa thành một cán phong cách cổ xưa chiến thương, phía trên rồng thần vần quanh, hoang vu chi lực ngưng tụ, hung hăng phá giết hư không, cách không hướng Chu Thiên Khánh xuyên qua đi. Long đấu chi thương, là nham thần thiên tôn đạo pháp trình độ cao nhất. Mà cổ huyền bí cảnh chủ nhân, chính là nham thần thiên tôn người theo đuổi. Trọng yếu hơn chính là, ở cổ huyền bí cảnh bên ngoài, thế giới sụp đổ để gặp, Diệp thần lại đốn ngộ một chút tịch thần lục thức. Phải biết tịch thần lục thức nhưng mà nắm giữ thiên đấu lớn đồ sát kiếm mấu chốt. Hơn nữa, tịch thần ban đầu tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó đối Diệp thần tổ quan động tay chân, tổ quan hôm nay hội tụ hoang vu chi lực. Tịch thần lục thức kết hợp tổ quan phong ấn hoang vu chi lực, mới có thể đạt tới trình độ cao nhất. Bất quá tổ quan Diệp thần tạm thời không dự định vận dụng, hắn nhiều lần vận dụng, hắn càng phát ra cảm giác tổ quan có chút quỷ dị, nó và thiết vương tọa, thiên quân phong thần bia không cùng, hắn rất thần bí, thậm chí lai lịch không xác thực định, duy nhất xác định phải, nó tuyệt không kém gì không không thời không một ít pháp bảo. Cho nên, này cùng thần vật nhất định phải chú ý lợi dụng, nếu không vô cùng hậu hoạn. Xấu nhất tình huống chính là bị lạc. Cho nên một kích này... Hắn trước đem long đấu chi thương và tịch thần lục thức dung hợp, coi như là một cái mới thử nghiệm, cũng là Diệp thần bị thương dưới trạng thái, không mượn pháp bảo có thể thi triển trình độ cao nhất. Diệp thần thanh âm ở Đế Tôn Ngọc vang lên bên tai, trong một cái chớp mắt này, Đế Tôn Ngọc không có chút nào do dự,
lựa chọn trợ giúp Diệp Thần, hai đạo tím tức phun trào, một hơi thở hộ thể, khác một hơi thở nổ vậy đóa phiêu diêu đại lộ hoa. Oanh! Càn khôn mất đi, hỗn độn khí tức nổ tung, vô số màu tím cốt phủ rối rít nổ tung, xen lẫn vô hình mấy đạo kiếm mang, cương phong lưu chuyển lúc đó, cái thế giới này tựa như đang thay đổi huyễn, như bọt nước vậy sáng lạng. Sáng chói cùng đổ nát xen lẫn, ngay hoảng hốt, sụp đổ dãy núi mặt đất san sát, ngay chớp mắt lại là bể tan tành văng tung tóe, không ngừng tuần hoàn thế giới, như mộng vậy nổ vang. Không biết qua bao lâu, thiên địa ở sau cùng vùng vẫy lúc đó, khôi phục mấy phần trong sạch, mơ hồ có thể thấy được, chỉ có hai đạo thân ảnh đứng thẳng. Chính là Diệp Thần và Chu Thiên Bàn. May mà Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ, triệt tiêu phần lớn tổn thương. Diệp Thần hai tay thua lập, hơi thở ra một hơi, sắc mặt vậy khá là trắng bệch. Vô Thiên và Lý Tuyệt Vân trận chiến ấy sau đó, hắn thương thế từ đầu đến cuối liên lụy hắn. Ngươi! Chu Thiên Khánh kinh hãi. Hắn kinh ngạc không phải Diệp Thần Long đấu chi thương, mà là một kích kia lại có tịch thần hơi thở. Hắn đối với cái loại này hoang vu hơi thở, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, dù là Diệp Thần thi triển rất yếu ớt. Vạn cổ tới nay, chỉ có trên người một người có hoang vu, vậy chính là mình đã từng là sư tôn tịch thần. Lão nhân kia lại đem vậy sáu thức truyền cho ngươi. Ngươi lại thân trong lòng hoang vu chi lực. Chu Thiên Khánh hai tròng mắt con ngươi bên trong, điện thiểm lôi minh. Mười phần khủng bố, do lúc ban đầu khiếp sợ, dần dần diễn hóa là không cam lòng, rồi đến tức giận, leo lên dậy vô cùng sát ý. Tại sao? Một mình ngươi thiên huyền cảnh phế vật, hắn lại đem vậy truyền thừa ban cho ngươi. Chu Thiên Khánh khó tin, cái này tu vi cực kỳ nhỏ yếu ra hỏa, lại lấy được tịch thần truyền thừa. Tịch thần tiền bối thân trong lòng đại nghĩa, ngươi căn bản không biết rõ hắn. Như ngươi hiểu biết chính xác vạn cổ tới chân tướng. Ngươi nên rõ ràng. Diệp Thần đầu óc bên trong không ngừng quanh quẩn tịch thần trước khi lâm chung mỗi một nói. Có lòng đại nghĩa, bảo vệ thế giới hiện thật. Hừ, thế giới hiện thật thì như thế nào? Ta Chu gia đã từng cường thịnh, khi đó Vạn Khư và Vô Thiên lại coi là cái gì, tịch thần, Nham Thần Thiên Tôn lại coi là cái gì? Chu Thiên Khánh khinh thường hừ lạnh, một cái thiên huyền cảnh tiểu tử, cũng dám nói bừa đại cuộc. Nói nhiều vô ích, chiến đi. Diệp Thần kiếm chỉ hướng Chu Thiên Khánh, trầm giọng nói, hôm nay, ta tất chém ngươi. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Chu Thiên Khánh trong mắt bên trong lóe lên sát ý, đôi mắt như đuốc, hai đạo thần mang thấm ra, chấn động hư không. Oanh, dưới chân vực sâu truyền tới u hồn vậy hí, ở khẽ run, bầu trời mênh mông cắt ra mấy đoạn, kẽ hở tới giữa, mơ hồ có mấy đầu chân long ở quanh quẩn, thấy đầu không thấy đuôi, tiếng rồng ngâm vang vọng. Đuôi bầy quất bể muôn vàn tinh thần. Một đạo tiếp một đạo thần mang sáng lên, lăng liệt sát ý vững vàng phong tỏa Diệp Thần, cuốn lên vang vọng hư không mảnh vỡ, hướng Diệp Thần bắn tới. Chỉ là vậy tiếng nổ, đều phải chấn vỡ người vô lượng cảnh sơ kỳ cường giả thần hồn. Cách nhau ngàn dặm, liền liền nghe tin mà đến Chu Uyên cùng Tiểu Kỳ Lân các người, đều là sắc mặt một thứ, dừng bước không tiến lên. Công tử hôm nay trạng thái đang cùng cái loại này ra hỏa giao thủ sao? Chu Uyên cả người run rẩy, có hưng phấn cũng có lo âu, còn có trực diện đến từ linh hồn uy áp, mỗi một bước về phía trước bước ra, hắn thần hồn đều là cảm thấy một hồi nghẹt thở. Phải biết, đây chính là chiến trường vòng ngoài à. Huyễn cửa vị kia, người có thể giúp Diệp Thần giúp một tay sao? Tiểu Kỳ Lân liếc mắt, nhìn về bên cạnh Đinh Nguyệt Như, Thái Thần và Giang Mỹ Âm cũng là đồng loạt nhìn về trước mắt bé gái, dưới mắt, chỉ có cái này không gì không thể huyễn cửa người mới có thể phá cuộc. À, Ninh Nguyệt Như đầu tiên là than nhẹ một tiếng, lấy ta tu vi, lúc trước có thể hoàn mỹ phục khắc mô phỏng ngươi và Chu Uyên chiến lược ảo ảnh, đã là cực hạn. Trong thời gian ngắn, ta cũng không cách nào động thủ nữa, huống chi, bọn họ hai người hơi thở và máu tươi, ta đều không từng nắm giữ, cho dù là chiến lược mô phỏng ảo ảnh, vậy quả quyết thì không cách nào cùng bọn họ tranh phong. Ninh Nguyệt Như lắc đầu một cái, nói tiếp tức liền có thể, ta cũng sẽ trả ra giá cực lớn. Đối với chúng ta đến tiếp sau này bất lợi. Tiểu Kỳ Lân siết chặt hai quả đấm, có lòng không cam lòng, nó vẫn còn quá yếu. Không cần tự coi nhẹ mình, người còn ở thời kỳ ấu thơ, vậy Chu Thiên Khánh ở Thái Thượng Thế Giới và Thiên Ngoại Thiên, danh tiếng đều không yếu. Thậm chí Vũ Hoàng Cổ Đế cũng mời qua hắn. Ninh Nguyệt Như an ủi. Chu Thiên Khánh, hắn cùng Lý Tuyệt Vân,
ai mạnh ai yếu. Chu Uyên đây là, ngước mắt hỏi, hắn muốn một cái câu trả lời. Hắn vậy từ công tử trong miệng biết Lý Tuyệt Vân và Vô Thiên sự việc. Ở hắn nhận biết lực, Lý Tuyệt Vân có thể vượt qua cảnh giới, huyết mạch nghịch thiên, là chân chánh thiên phú người. Thiên nữ nhị sư huynh, Chu Quang huyết mạch cái đó Lý Tuyệt Vân. Nếu như cùng cảnh giới, Chu Thiên Khánh hay yếu liền chút. Lý Tuyệt Vân cái đó huyết mạch đặt ở thế giới hiện thật, đối với phần lớn võ giả mà nói quá mạnh mẽ, tuy không đạt tới luân hồi huyết mạch, nhưng luân hồi chi chủ bây giờ tổn thương, thật to suy yếu hắn thực lực. Dưới mắt, nếu là có thể ở cổ huyền bí cảnh bên trong đạt được tu bổ luân hồi chi chủ thương thế bảo vật, có lẽ có thể phá cục. Chu Uyên mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng chính miệng nghe được Đinh Nguyệt như chứng thật, vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, liền Chu Thiên Khánh thủ đoạn như vậy. Cũng thượng là nhỏ yếu sao? Cái này có gì, Chu Thiên Khánh cơ duyên và thiên phú đích xác không tệ, nhưng người này bướng bỉnh, tâm tính không tốt, khó mà thành việc lớn. Hắn ca ca Chu Tôn, ta sư huynh Sở Lam ca ca, có thể so với hắn mạnh hơn nhiều.